chương 91 Thứ 91 chương dùng giết chóc thề chết canh giữ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Vũ Nhi, mặc kệ ngươi đang ở đâu, ta tiêu bạch cũng sinh tử tương tùy Tiêu bạch nói xong, rút ra bên hông mềm quát, nội lực vận đến sang thân lúc Nguyễn kiếm hóa thành một cổ hàng mang, nhắm thẳng vào hướng những thứ ấy xông lại thị vệ Hắn thon dài thân hình như rời bến giao long, bay vọt xê dịch, khắc quan đang lóe lên giữa, một cái thị vệ ngã vào dưới kiếm của hắn, tùy theo lên tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Quân phi vũ ở hắn xuất thủ đồng thời, cũng vận khởi hoa sen tâm pháp bảo vệ trong bụng thai nhi, nàng lấy bất biến ứng vạn biến, lấy tình chế động, đảng chỉ cần là tới gần người của nàng, cũng sẽ bị nàng một chưởng bắn trúng tráng, liên miệng thở dốc cơ hội cũng không có, đã đi gặp Diêm Vương. Quân phi vân chấp tay sau lưng, đứng ở phượng nghi cung cửa lớn nội một thước xử, vẻ mặt hung ác nham hiểm nhìn sân tiền bị thị vệ bao vây vào giữa hai người, khóe môi câu khởi một mặt cười lạnh, song trưởng vỗ nhẹ, tám đồng dạng mặt đại nội thị vệ phục thân ảnh lập tức theo chỗ tối vọt ra. Cùng bình thường đại nội thị vệ duy nhất không cùng chính là, trên đầu bọn họ đô trắc một vụ hồng giải lụa. Quân phi vân lạnh lùng hạ mệnh, đi cho ta lập tức giết bọn họ. Động tác muốn mau. Chỉ cần giết quân phi vũ, nàng quân phi vân chính là trong cung sự nghiệp thống nhất đất nước kế thừa duy nhất một người những người này đều là nàng tự mình bồi dưỡng ra được ám vệ bất lệ thuộc hoàng cung đại nội công lực có thể nói là lấy một địch thiên nàng đảo muốn xem nhìn quân phi vũ hai người bọn họ ở quần công dưới có thể chống bao lâu bác nam nhân chấp tay nhận lệnh mà làm một cái tật như ti chớp đầu ngón chân một điểm trực tiếp dẫm bọn thị vệ đỉnh đầu nhảy vào vây quanh vì nội bác thanh trường kiếm phân thành hai lộ, nhắm thẳng vào hướng tiêu bạch cùng quân phi vũ. Hơn này tám khăn đỏ đảng thêm vào, tiêu bạch cùng quân phi vũ lập tức cảm giác bốn phía áp lực tăng nhiều, mỗi người bên người hơn bốn thăng đỏ đảng, tứ thanh trường kiếm như linh xà chăm chú cuốn lấy bọn họ không buông. Nếu như một chọi một, bọn họ có thể thắng bất luận cái gì một, thế nhưng, lấy một đôi tứ, còn có những thứ ấy vì công danh không muốn sống thị vệ thường thường tới một ám đao ám phương, rất nhanh, Bọn họ liền ứng phó được có chút tương hình kiến truyết tiêu bạch một bên muốn trả giá toàn bộ tâm lực cùng bọn họ ẩu đả, còn muốn chú ý quân phi vũ bên kia biến hóa, mắt thấy quân phi vũ trưởng phong ngày càng sắc bén, hắn trái lại phóng kỹ phân tâm, toàn lực ứng phó hạ, nhuyễn kiếm cũng càng có thể. Dùng linh động như xà, mỗi khi ở đó mấy khăn đỏ đã muốn đâm tới hắn thời gian, thân thể hắn lại kỳ dị rất nhanh tránh tránh ra đi. Thời gian, ở ẩu đã trung từng giây từng phút quá khứ tinh lực, đã ở ẩu đã chung từng chút từng chút biến mất. Lại mạnh công phu cùng nội lực, ở tứ đại cao thủ cùng đại nội thị vệ vây đánh hạ, tiêu bạch cũng cảm giác được chính mình khí lực ở bắt đầu dần dần biến mất, chính mình còn như vậy, Vũ Nhi không phải càng thêm khó chịu. Hắn ánh mắt lo lắng nhịn không được nhìn về phía quân phi Vũ kia tức khắc, phân tâm dưới, một né tránh không kịp, cánh tay đã bị một thăng đỏ đảng trường liệt ra thương. Tiêu bạch ở không có cách nào dưới, mắt thấy tiếp tục như vậy, bọn họ chỉ có một con đường chết, hắn có thể tử, thế nhưng, phi vũ không thể có việc. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể phát ra một tiếng cầu cứu huyết sáo dài. Chỉ mong, bọn họ kịp tới cứu nàng. Quân phi vũ cùng tiêu bạch như nhau, mặc dù hoa sen tâm pháp việc vận càng quen, hoa sen thần trưởng cũng sắc bén được cơ hồ không người nào có thể địch, đảng nàng dù sao kinh nghiệm đối địch còn thấp mà hoa sen tâm pháp cũng chỉ lĩnh hội ngũ thành mà thôi, lại được cố trong bụng đứa nhỏ, vừa mới bắt đầu còn ứng phó được, đãi thời gian lâu dài, nàng phụ nữ có thai thân thể đâu chống được tứ đại cao thủ cùng thị vệ vây đánh, dần dần cũng rơi xuống hạ phong. T. Y phục vỡ vụn thanh âm, quân phi vũ chỉ cảm thấy trên lưng truyền đến một trận đau nhói, một cổ tê dại cảm trong nháy mắt theo miệng vết thương kia truyền khắp toàn thân. Quân phi vũ trong lòng cả kinh, nhìn đối phương kia phím lam quan thân kiếm, trong lòng thầm kêu không tốt kiếm này có độc. Nàng dơ con ngươi nhìn về phía tiêu bạch, thân hình của hắn đã bất ổn, mắt thấy một cái khác khăn đỏ đảng quát lại muốn hoa hướng trước ngực của hắn, quân phi vũ kinh hải, muốn đi cứu hắn, nhưng chính mình lại bị này mấy khăn đỏ đảng tử quấn quít lấy không buông, chỉ có thể la lớn. Tiêu bạch, cẩn thận. Nhìn kia sang qua hướng tiêu bạch trên người, huyết quang văn khắp nơi, quân phi vũ chỉ cảm thấy giận theo tâm khởi trên cổ tay hồng liên như là cảm thấy của nàng tức giận đột nhiên hồng Quang đại thịnh một cổ nhiệt lưu theo hồng liên thượng truyền ra trong nháy mắt khôi phục quân phi vũ thân thể một cổ một cổ nhiệt lực dũng hướng của nàng chưởng lực tựa là chiếm được thần lực tương trợ chưởng chưởng mang theo sát cơ a à, a à cũng mỗi một dưới chưởng đi ngã xuống bất chỉ là một nhân chưởng phong nơi đi qua ngã xuống chính là một tảng lớn mà bị bàn tay nàng bắn trúng người kia vậy mà như bị hỏa thiêu tựa như, ở trong nháy mắt trở thành hắc thang, sợ đến những thứ ấy thì vệ toàn bộ bắt đầu sinh ý lui, không dám trở lên đi. Chỉ có kia bốn khăn đỏ đảng còn đang dây dưa. Quân phi vũ nhìn tiêu bạch thân thể đã lung lay sắp đổ, một đôi đôi mắt sáng đỏ tươi một mảnh, nếu như tiêu bạch tử, nàng hội để cho bọn họ toàn bộ cho hắn chôn cùng. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy rống to một tiếng, tiểu vũ, ta tới giúp ngươi. Quân phi vũ dơ con ngươi vừa nhìn, chính là Tần Thiếu Dương, trình nhất đao dẫn theo lãnh vô tà, dạ vô tinh, còn có một đám mặt đại nội thị vệ phục nhân vọt tới, mà bọn họ này đó đại nội thị vệ, đô nơi cánh tay thượng trắc hồng giải lụa. Quân phi vũ ngục thấy bọn họ chạy đến, lập tức tâm thần đại chấn, vội vàng hô. Thiếu Dương, nhất đao, nhanh đi cứu tiêu bạch. Tần Thiếu Dương bọn họ đều là nhất đẳng một cao thủ, nhảy vào tiêu bạch vòng vây, vài người một tổ trong nháy mắt phân tán thang đỏ đảng công kích tình thế rất nhanh liền thay đổi qua đây trình nhất đao thì xông lại cứu quân phi vũ đây cũng là quân phi vũ lần đầu tiên nhìn trình nhất đao ra trận giết địch nhất đao khuynh thành quả nhiên danh bất hư truyền kia đem khai sơn đại đao ở trong tay của hắn hoảng tựa là có sinh mệnh tựa như nhất đao hoành phách nơi đi qua những thứ ấy đại nội thị vệ toàn bộ bị hắn nhất đao chém eo thành hai đoạn huyết nhục bay ngang vô cùng thê thảm Trình Nhất Đao nhìn thấy quân phi vũ bị thương, liên viền mắt đô đỏ, sớm đã hận không thể đưa bọn họ toàn bộ giết. Khởi sướng ngoan đến, hạ thủ càng không lưu tình. Hai người rốt cuộc tựa ở cùng nhau, Trình Nhất Đao hỏi, Vũ Nhi, ngươi có khỏe không? Nhất Đao, may mắn các ngươi đã tới. Nếu không, tiêu bạch, nhân. Quân phi vũ có chút nghẹn ngào, lập tức lại chấn tác tinh thần, Nhất Đao, đem bọn họ tất cả đều giết. Hôm nay, ta muốn tắm máu hoàng cung, cấp hoàng cung trọng chú tân máu. Dù cho ngươi không nói, bọn họ dám cả gan bị thương ngươi, ta cũng sẽ muốn bọn họ mệnh đến thường. Hai người có ăn ý, càng đem những thứ ấy thì vệ giết được hoa rơi nước chảy, mắt thấy bọn họ bên này nhân càng ngày càng ít, tầng thiếu dương kia một bên, bởi vì hắn cùng lãnh vô tà mấy đô là cao thủ, khăn đỏ đảng cùng đại nội thị vệ càng từng cái từng cái ngã xuống, sở còn lại người, đã rất ít không có mấy. Quân phi vũ bên này mấy khăn đỏ đảng thấy tình thế không ổn, một cái bắt đầu xin ý lui. Nhưng quân dựa vào vũ đâu dung được bọn họ lui ra, lạnh lùng lên tiếng, nhấc đao, giết sạch bọn họ. Một cũng không lưu. Một ngữ rơi, chưởng như lửa, trong nháy mắt đánh úp về phía một khăn đỏ đảng, đưa hắn đốt thành hắc thang. Một mình đấu dưới, quân phi vũ đánh đâu thắng đó, một chưởng một, cùng trình nhất đao kia nhất đao một tương hổ dạng ánh giống như đối cắn máu tu la, cuồng cuộn ngất trời sát ý, mang tất cả thẳng dư nghịch đảng. Đương tất cả đã thành ngã ngủ lúc, quân phi vũ này mới phát hiện, phượng nghi cung cửa lớn sớm đã đóng lại. Trong lòng cả kinh, nàng còn lo lắng mẫu hoàng an nguy, chính muốn xông qua, lại phát hiện tiêu bạch đã ngã xuống dưới đất, lập tức tâm thần đại động, xông tới, một phen ôm lấy hắn, tiêu bạch, tiêu bạch, dù cho vừa đối mặt tử vong cũng không có sợ hãi quân phi vũ, đang nhìn đến tiêu bạch sắc mặt ô thanh, thoi thóc một hơi thời gian, nước mắt lại tượng rơi lã tả trân châu như nhau, không ngừng rớt xuống. Lại là thất bộ mất hồn tán độc. Quân phi vũ sắc mặt tái nhợt hô, tiêu bạch, ngươi phải sống. Nhất định phải chống đỡ, ta vẫn chưa đi, ngươi tuyệt đối không thể đi ở phía trước ta, ta không cho phép. Có biết hay không? Có nghe hay không? Ôn ngự y tới. Vừa nghe đến ôn dịch nho tới, quân phi vũ lập tức nhìn về phía hắn, mang theo khẩn cầu, ôm ngự y, cầu ngươi cứu cứu hắn, mặc kệ trả giá cái gì đại giới, cũng phải đem tiêu bạch mệnh cấp lưu lại. Ôm dịch nho gật gật đầu, phi thần xem trước một chút. Kỳ thực dù cho nàng không nói, hắn cũng sẽ đem hết toàn lực, tiêu bạch là hắn trừ dịp phong bên ngoài bằng hữu tốt nhất, hắn sao có thể bất nghĩ hết biện pháp cứu hắn đâu. Ở điều tra hoàng tiêu bạch mạch bạc cùng tim đập, nhìn tiêu bạch con ngươi chưa tán, hắn không quay đầu lại nói một câu trước ổn định tính mạng lại nói đẳng ngư hoàng tìm được liền được cứu rồi hảo có thể cứu chữa liền hảo quân phi vũ đứng đứng dậy nhìn phượng nghi cung kia phiến đóng chặt cửa cung đôi mắt sáng một mị nhất đao phái người thủ trong cung mỗi một cái góc bất luận kẻ nào không có bản cung mệnh lệnh không được xuất cung nhất đao các ngươi trước an bài tiêu bạch cũng vào ở phi vũ cung cùng trầm hương cùng nhau như vậy phương tiện ôn ngự y xem bệnh. Thiếu dương, ngươi bồi bản cung tiếng phượng nghi cung. Nhưng vào lúc này, lại có nhị cái bóng người hướng phía bọn họ bên này bay tới. Quân phi vũ vừa nhìn, chính là tấu nham ngạo, mạch thiên hàng. Tần nham ngạo vừa thấy quân phi vũ, lập tức nói lên tin tức tốt, vũ nhi, ngư hoàng tìm được. Mọi người đại hỷ. Quân phi vũ lập tức nói. Mau cho ôn ngự y phối chế thuốc giải quay đầu lại lại thận trọng xin nhờ ôn dịch nho, ôn ngự y, tiêu bạch cùng trầm hương hoàng thượng mệnh, đều xin nhờ ngươi. Ôn dịch nho nhìn như vậy kim cung quân phi vũ, trong lòng lại là một trận buồn bã, nàng có thể vì người khác mệnh không đếm xỉa thân phận của mình đối với mình một cầu lại cầu, thế nhưng, chính mình đâu? Nàng đối với mình có hay không một điểm tình ý? Đột nhiên, hắn lại nghĩ tới muội muội dịch phỉ, khuôn mặt tuấn tú lại trầm xuống hắn tại sao có thể dễ dàng như vậy liền bị nàng thay đổi? Không thể, hắn không thể bị nàng mê hoặc, không thể cứ như vậy quên cừu hận, hắn đã nói muốn vì dịch phỉ báo thù, hắn đã nói. Ôn ngự y bì. Đứng ở bên cạnh hắn trình nhất đao nhìn ôn dịch nho sắc mặt thay đổi lại biến, tưởng là tiêu bạch cùng trầm hương độc có vấn đề gì, nhìn thấy quân phi vũ hỏi hắn nói, hắn cũng không đáp, nhìn không được thân thủ vỗ vỗ vai hắn. Ông dịch nho lúc này mới phản ứng qua đây chỉnh chỉnh thần vội vàng nói với quân phi vũ phi thần nhất định đem hết toàn lực mà vì hảo cảm ơn quân phi vũ lại lúc tần nham ngạo mạch thiên hàng đạo nham ngạo thiên hàng các ngươi cùng ta cùng đi cứu mẹ hoàng nghe quân phi vân nói mẫu hoàng cũng bị thích khách gây thương tích trúng thất bộ mất hồn tán đã muộn sợ không còn kịp rồi vậy ta đâu Vũ Nhi, ta cũng đi." Trình Nhất Đao nghe thấy quân phi Vũ không có điểm hắn danh, lập tức kháng nghị. "Ta không phải mới vừa cho ngươi bố trí nhiệm vụ, ngươi trước an bài xong tiêu bạch, nặng hơn chỉnh một chút đại nội thị vệ, quản hảo trong cung an hội, tùy thời nghe chúng ta sai, nhiệm vụ của ngươi có thể sánh bằng bất luận kẻ nào đô nặng." Trình Nhất Đao lúc này mới thoải mái, mặc dù hắn so sánh muốn cùng phi Vũ cùng một chỗ, tùy thời có thể bảo vệ nàng, thế nhưng mạng của nàng lệnh, hắn là vô điều kiện chấp hành. Hảo, ta đi. Các ngươi đi theo ta. Quân phi vũ xuất đầu, phía sau theo mấy vị tuấn nam, còn có một phê cánh tay mang khăn đỏ nhân vật giang hồ. Những người này, đều là quân phi vũ trước những tầng nham ngạo ra tìm ngư hoàng lúc, thuận tiện tìm tới nhân vật giang hồ, trong đó, còn có không ít là của tầng thiếu dương nhân. Cơ hồ mỗi một cái đại bang đại phái, ở các quốc gia kinh thành đô hội có chút, xếp vào không ít cao thủ, quân phi vũ chính là minh bạch đạo lý này, cho nên ở lâm nguy lúc, mới sẽ nghĩ tới muốn bọn họ giúp. Có đôi khi, nhân vật giang hồ so với quan người trong sân càng giáo trình khí. Chỉ cần chủ tử ra lệnh một tiếng, để cho bọn họ tử, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không cổ họng một tiếng, đều là tử sĩ hình nhân tài. Người tài giỏi như thế, liền là quân phi vũ hiện nay ngắn nhất thiếu. Nàng từng nghĩ tới, dùng chọn phu phương thức, Tuyển nhận một nhóm nhân tài như vậy vì mình sử dụng, cũng không có nghĩ đến, ngược lại sẽ bị người lợi dụng được như thế triệt để. Bất quá, sóng to đào xa, lưu lại sẽ là vàng. Ít nhất, hiện tại có tầng thiếu dương, lãnh vô tà cùng dạ vô tinh này một nhóm có thực lực nam nhân, thực lực của nàng lại nâng cao một bước. Phượng nghi cung đại cửa đóng chặt, quả nhiên đã từ bên trong hàng rào thượng. Quân phi vũ dạng bảo, nham ngạo, ngươi thượng nóc nhà đi nhìn nhỏ một chút tình huống nào. Là. Tấu nham ngạo khinh công trác tuyệt, đầu ngón chân một điểm, người đã phân bay lên phòng, hắn sốc lên mái ngói vừa nhìn, trong phòng trống rỗng, hoàn toàn không giống có người, liền phi thân nhảy xuống, đem đại cửa mở ra, những quân phi vũ chờ người vào phòng. Quân phi vũ quan sát một chút trong phòng, không có tranh đấu dấu vết, ngay cả lâm công công, lúc này cũng đã chẳng biết đi đâu, trong lòng nàng quan tâm quân mạc sầu an toàn, mau, các ngươi mau tìm một chút mẫu hoàng. Toàn bộ phượng nghi cung vậy mà một bóng người cũng không có, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Quân phi vũ đi vào quân mặt sầu tẩm cung, ánh mắt đang rơi xuống cái kia ám môn cái nút thượng lúc, đột nhiên giật mình. Nham ngạo cùng thiên hàng lưu lại, các ngươi toàn bộ lui ra. Thiếu dương, mấy người các ngươi canh giữ ở cửa, bất luận kẻ nào không được tiến vào. Tần thiếu dương lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt nhìn không ra một tia biểu tình, chỉ là sảng khoái đáp một tiếng là vung tay lên mọi người như thủy triều bình thường lui ra ai nói người giang hồ không hiểu quy củ điều giáo được hảo bọn họ thậm chí so với trong cung hạ nhân càng hội nhìn nhân ánh mắt hành sự trong phòng chỉ còn lại có nàng cùng tầng nham ngạo mạch thiên hàng ba người quân phi vũ một tay kéo bọn họ một tay hai tay đưa bọn họ chăm chú khỏa ở lòng bàn tay vẻ mặt trịnh trọng nói với bọn họ nham ngạo thiên hàng các ngươi giống như là thân thể ta nội kia hai căn xương sườn, có các ngươi, ta mới có thể hoàn chỉnh. Hiện tại chỉ cho nên lưu lại các ngươi, là bởi vì, ta muốn mang bọn ngươi tiến vào hoàng gia bí. Trước đây, những bí mật này chỉ có hoàng gia nhân mới biết, hiện tại, ta muốn cho các ngươi cũng cùng ta cùng nhau, chia sẻ ta tất cả miệng chỉ mong quân tâm tựa lòng ta, định không phụ tương tư ý. Tần Nham Ngạo cùng Mạch Thiên Hàng khuôn mặt tuấn tú thượng, đồng dạng thoáng qua một tia kích động. Đơn giản là, nàng nói hắn là của nàng một căn xương sườn, đơn giản là, nàng nói muốn hắn cùng nàng phân ly của nàng tất cả, đơn giản là, nàng cuối cùng một câu kia, chỉ mong quân tâm tựa lòng ta, định không phụ tương tư ý. Tần nham ngạo dùng sức cầm ngược ở tay nhỏ bé của nàng, giọng giạc nói, Vũ Nhi, ta tấu nham ngạo ninh phụ thiên hạ, cũng quyết không phụ ngươi. Mạch thiên hàng ngàn năm hàng băng mặt rốt cuộc vào giờ khắc này có cái khe, băng cơ ngọc cốt bàn khuôn mặt tuấn tú có kích động đỏ ửng, một đôi lưu ly bàn con ngươi đen tất cả đều là đủ để trước đã thương người lửa nóng, vũ nhi, ta mạch thiên hàng cũng như thế. Chẳng sợ phụ tẩn thiên hạ, quyết không phụ ngươi. Quân phi vũ trong lòng có khó có thể ức chế kích động, bọn họ này mấy nam nhân, ngay cả lời nói ra đều là như vậy tương tự, ninh phụ thiên hạ không phụ ngươi nàng dùng cái gì vì báo? Chỉ có thể toàn tâm toàn ý đối đợi bọn hắn mỗi một cái, những bên người nàng các nam nhân cũng có thể cảm giác được hạnh phúc, ít nhất, đừng cho bọn họ lưu lại một điểm tiếc nuối. Nàng tin, có bọn họ dụng tâm, có của nàng nỗ lực, bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc. Yêu, có thể làm cho dũng khí. Vừa giết chóc đã lắng lại, vừa sợ hãi đã không thấy, lúc này, Quân phi vũ trong lòng có chỉ là thế nào dạng có thể mau một chút vượt qua kiếp nạn cùng phu quân của nàng cắt tiêu giao qua ngày. Quân phi vũ rút ra tay câu ở cổ của bọn họ một người đưa một môi thơm nho đen tựa như thủy con ngươi uân nhân một cổ bướng bỉnh được rồi ta những anh hùng các ngươi nhưng chuẩn bị xong chúng ta muốn vào đi cực khổ trung tìm kiếm một điểm vui vẻ đây chính là thuộc về nam cung tỉnh đặc biệt lạc quan tinh thần dù cho nàng hiện tại thành quân phi vũ, cũng không ngoại lệ. Quân phi vũ đi tới nội thất bức họa sơn thủy kia trước mặt, hơi nhấc lên, dựa theo quân mặt sầu giao cho, ở một khối bình thản không có gì lạ gạch thượng nhất trọng nhị nhẹ gõ ba cái, một tiếng vi không thể nghe khẽ vang lên qua đi, một đạo ám môn trong nháy mắt mở. Quân phi vũ thân hình cấp tốc thiểm đi vào, tấu nham ngạo cùng mạch thiên hàng cũng không dám lãnh đạm, ám môn nặng lại đóng cửa nàng xoay người lại căn dặn hai nam nhân ở đây cơ quan rất nhiều hai người các ngươi cái nhất định phải theo sát cước bộ của ta để tránh xúc động cơ quan đã thương người thương đã hai nam nhân đều đơn giản mà thận trọng đáp minh bạch quân phi vũ dựa theo lần trước tiến vào lúc ký ức thân hình thành thạo ở hắc ám nói nội tả hữu qua lại không ngớt mạch thiên hàng cùng tấu nham ngạo cũng không dám khinh thường nàng một bước bọn họ một bước theo sát bất chuế đột nhiên quân phi vũ dừng bước các ngươi nhìn phía trước mạch thiên hàng cùng tầng nham ngạo cũng phát hiện khác thường phía trước nằm mấy bóng đen mạch thiên hàng đạo ta thử xem thử nói xong liền ném ra hai khỏa thạch đầu lại phát hiện kia mấy bóng đen không nhúc nhích liên thanh âm cũng chưa từng phát ra ba người liếc mắt nhìn nhau quân phi vũ gật gật đầu đi cẩn thận một chút chúng ta đi nhìn nhìn chuyện gì xảy ra đi tới bóng đen trước mặt mới nhìn rõ sở, lại là ba người. Xem bộ dáng là gây ra bí thất cơ quan, bị bí thất ám khí giết chết. Tần nham ngạo cuối người tử, mở ra nữ nhân kia mặt, kinh hô, thế nào lại là nàng. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 92 Thứ 92 chương nữ hoàng không tốt đương. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Gương mặt đó, rõ ràng là thái tử quân phi vân. Thế nào lại là nàng đâu? Ngay cả quân phi vũ đô cảm giác được có chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Tấu nham ngạo lại lại thay đổi cái khác kia hai nam nhân, một trong đó mọi người đều nhận thức, chính là nữ hoàng bệ hạ thiếp thân tâm phúc. Lâm công công. Cuối cùng nam nhân này một thân hắc y, ba người liếc mắt nhìn nhau, lại đô lắc đầu tỏ vẻ không biết, bất quá, hắn đã có thể cùng quân phi vân cùng lâm công công đi cùng một chỗ, khẳng định cũng không phải bình thường hạng người hắn là ai đâu này dấu chấm hỏi lưu tại ba người trong đầu lâm công công là cái hoàng tâm phúc hắn thế nào cũng sẽ cùng thái tử sản cùng cùng một chỗ đâu quân phi vũ nhíu mày trong lòng không hiểu lo lắng nàng đến nay còn không nhìn tới mẫu hoàng thân ảnh nhìn thái tử thi thể nàng đột nhiên nghĩ đến mẫu hoàng đã từng nói hồng liên thánh nữ trừ phi hai tay buông xuôi bằng không sẽ không chết dễ dàng như vậy tựa như chính nàng mỗi lần ở sinh mệnh nguy hiểm nhất thời gian hồng liên luôn luôn hội phát ra một loại dòng nước ấm cho mình thêm dầu sạc điện né qua thương tổn mà mình ở mỗi một lần chiến đấu kịch liệt sau này công lực lại trái lại tăng nhiều bởi vậy đến xem mẫu hoàng bệ hạ dù cho có việc cũng hẳn là thương cùng không được tính mạng trước nàng thật chặt trương sợ thái tử thực sự sẽ giết quân mạc sầu cho nên mới lo lắng quá bây giờ nhìn đến quân phi vân đã chết quân phi vũ tâm trái lại bình tĩnh không ít đi chúng ta tiếp tục hướng tiền hai người các ngươi cẩn thận một chút ba người rốt cuộc đi tới cái kia ám âm u phòng khách tiền quân phi vũ lại thân thủ ở một khối gạch thượng nhẹ đập mấy cái ám cửa mở ra đập vào mi mắt chính là bên trong phòng khách cái kia thần đài thần trên đài còn là đốt một đôi thô như nắm tay nến đỏ chiếu sáng toàn bộ phòng khách mà nhượng quân phi vũ ba người cảm giác được vui mừng chính là nữ hoàng bệ hạ chính khoanh chân nhắm mắt bình yên ngồi ở thần trước đài trên bồ đoàn, toàn thân lại lộ ra một loại hiền hòa khí, có như vậy một khắc, ba người bọn họ cho là mình nhìn thấy quan âm Bồ Tát chân thân. Ba người trong khoảng thời gian ngắn vậy mà quên mất hành lễ. Quân mặt sầu chậm rãi mở hai tròng mắt, nhìn đứng ở ngoài cửa ba người, đạm cười nhạt nói. Nhâm ngạo, thiên hàng, các ngươi ở bên ngoài chờ, trẫm có việc muốn cùng phi vũ nói chuyện. Tần Nham Ngạo cùng Mạch Thiên Hàng vội vàng cúi đầu đáp một tiếng. Là. Quân Phi Vũ có chút kích động đi vào, không kịp cái gì hiện cự, trương tay liền ôm lấy quân Mạc Sầu, viền mắt ở đó một cái chớp mắt đỏ, mẫu hoàng, ngươi thực sự không có việc gì, thật tốt quá. Lo lắng tử nhi thần. Đối với sủng nàng yêu nàng như mẹ như tỷ quân Mạc Sầu, quân Phi Vũ đúng là có một phân cảm giác sâu sắc tình, nếu như quân Mạc Sầu thật đã chết rồi, nàng chẳng khác nào thiếu một vì nàng hộ tống hộ giá nhân, cũng ít một phần che chở cùng sủng nịch. Cho nên, vừa thấy được quân mạc sầu không việc gì, quân phi vũ vui vẻ được có chút phong hình. Quân mạc sầu dịu dàng tay nhẹ vỗ về đầu của nàng, ôm nhu thanh âm mang theo một tháng nộn định nhân tâm đặc biệt lực lượng, nha đầu ngốc, ngươi như lại bình tĩnh một ít, nghĩ sâu một ít, có lẽ xử sự, sự là có thể càng bình tĩnh một ít, cũng không đến mức luống cúng tâm thần miệng bất quá, ngươi có thể đi đến nơi đây, mẫu hoàng tâm cũng trấn an. Quân phi vũ lau mắt, ngây thơ nói, mẫu hoàng, nhi thần cũng chỉ là thật là vui mới có thể thất lễ. Nhi thần biết mình còn có thật nhiều chưa đủ, nhi thần sẽ cố gắng. Quân mặt sầu buông nàng ra, than nhẹ một tiếng, kia trương tuyệt sắc tiếu trên mặt thoáng qua một tia buồn bã, hiện tại trẫm bên người, nên đi nhân, đô đi. Không nghĩ đến, kết quả là có thể bồi ở trẫm bên người, chỉ có đồng an một. Mẫu hoàng, nhìn đau buồn quân mạc sầu, quân phi vũ trong lòng sinh ra một tia trắc ẩn. Quân mạc sầu triều nàng cười cười, vũ nhi, đang ở cao sử bất thắng hàng kia. Ngươi nhớ kỹ, nhất định phải so với mẫu hoàng chương phúc mới tốt. Nàng lời này nghe thế nào liền như vậy làm cho lòng người toan, những quân phi vũ nghe viền mắt thẳng nở, xót xa trong lòng được thẳng nghĩ rụng lệ. Cho tới bây giờ, quân mạc sầu bên người đô chỉ có đồng an một, chẳng lẽ nhiều thế này năm qua, liền thật không có làm cho nàng tâm động quá người sao. Các nàng tỉ muội mấy sinh phụ đâu. Thế nào cũng không có bồi ở bên cạnh nàng. Nữ hoàng bệ hạ này đó bí ẩn, còn thật không có nghe người ta nói tới quá. Hay hoặc là, nữ hoàng bệ hạ đã bởi vì mổ cá nhân đem tim của mình môn quan thượng, nếu không để cho người khác tiến vào nội tâm của nàng, thà rằng vì mỗ một người nam nhân thủ thân như ngọc. Cũng đem nam nhân khác cấp trục xuất, chỉ chừa đồng an quân phi vũ nỗ lực phát huy chính mình tưởng tượng lực, muốn tìm ra một đáp án đến. Nhà đầu ngốc, mỗi người cũng có mỗi người hạnh phúc. Mẫu hoàng hạnh phúc, ở ngươi nhìn không thấy địa phương miệng ở đây. Quân đừng khờ ấn trái tim của chính mình, xuyên qua quân phi vũ mặt, vừa giống như là rơi vào nào đó hồi ức trong. Quân phi vũ không đành lòng cắt ngang nàng, chỉ là lẳng lặng chờ. Thẳng đến quân mặt sầu chính mình phục hồi tinh thần lại, đối nàng ấy nấy cười lúc, quân phi vũ còn là nhịn không được khai. Mẫu hoàng, nhiều năm như vậy, ngươi sẽ không có chợp mắt duy người sao? Vì sao chỉ chừa đồng phi ở bên cạnh ngươi? Những người khác đâu? Ta phụ phi đâu? Mặc dù quân phi vũ rất muốn biết thái tử cùng quân mạc sầu giữa xảy ra chuyện gì, hiện tại việc này xả được có chút xa, đảng nàng thực sự rất muốn biết quân mạc sầu cố sự, tượng nàng mỹ nhân như thế, khẳng định có một phen động nhân khúc chiếc tình yêu cố sự đi nghĩ khởi mỗi một lần quân mạc sầu nhắc tới của nàng ruột phụ thân lúc, cái loại đó buồn bã thần thương bộ dáng, quân phi vũ là được lấy tưởng tượng, quân mạc sầu nên có bao nhiêu yêu nam nhân kia, nhưng bọn họ vì sao không gần nhau cùng một chỗ đâu. Quân mạc sầu nhẹ nhàng đóng chặt mắt, lại mở ra đến, tráng gian nảy lên một cổ sầu tư. Như vậy sầu tình đầy cõi lòng quân mạc sầu, cùng bình thường kiên cường cùng kiên trì rất không như nhau, hôm nay, nàng là thế nào? xúc cảnh sinh ôm sao. Quân phi vũ chỉ cảm thấy đau lòng rất, rốt cuộc là ai, có thể làm cho một kiên cường như vậy nữ nhân lộ ra vẻ mặt như thế đến. Nàng thực sự rất muốn nói cho quân mặt sầu, trừ những thứ ấy làm cho nàng thương tâm các nam nhân, nàng còn có các nàng. Chẳng sợ nam nhân kia là của nàng sinh phụ, nàng còn là không hy vọng nhìn thấy quân mặt sầu vì hắn thương tâm. Quân mặt sầu lại là một tiếng than nhẹ, ánh mắt u u không có rơi điểm, chỉ có thanh âm kia, mờ mịt giống như là bắt không được tựa như, ngươi phụ phi là một rất có tài hoa nam nhân, tướng mạo cũng có thể nói là năm đó phượng hoàng quốc đệ nhất Mỹ Nam miệng hai chúng ta là ở ngoài cung nhận thức, lúc đó ta không có hướng hắn biểu lộ thân phận, phụ thân ngươi ở không biết thân phận ta dưới tình huống, cùng ta tư đến chung thân. Hai chúng ta, qua một đoạn ân ái triền miên ngày, đó là một đoạn nhượng ta cả đời khó quên ngày. Quân Mạc Sầu nói đến đây, dừng lại rất lâu, mới lại từ từ nói. Lúc đó, bên cạnh ta đã có bốn vị trắc phi, cũng có ngươi mấy vị huynh trưởng tỷ tỷ. Bởi ta ra tới thời gian đã lâu, ta mẫu hoàng Tam Tống thư gấp dục ta về kinh, rơi vào đường cùng, ta tựa như thực cùng cha ngươi phi thẳng thắng, nhượng phụ thân của ngươi chờ ta, chờ ta tiếp hắn tiến cung. Nhưng ta không nghĩ đến, vừa về tới kinh, mới biết ta mẫu hoàng đã vì ta khâm định năm đó thừa tướng gia nhi tử làm phi. Ta mẫu hoàng là một rất mạnh thế nữ nhân, của nàng bất luận cái gì quyết định đô không cho phép người khác phản kháng. Ta phản kháng, cuối chỉ vì phụ thân của ngươi mang đi nguy hiểm. Khi hắn bị ta mẫu hoàng phái người giết chết, tin giữ truyền tới ta trong tai lúc, tinh thần của ta cơ hồ sụp đổ. Cái kia thời gian, ta cảm giác nhân sinh tràn ngập tất cả đều là màu xám, sau đó, ta nghĩ muốn theo hắn mà đi, lại đột nhiên phát hiện có ngươi. Ngươi đến nhưng ta bất lại phí hoài bản thân mình, cũng làm cho ta thấy được sinh mệnh một điểm ánh trạng đông. Đây là ta cùng hài tử của hắn, vô luận như thế nào, ta đều muốn đem nàng sinh hạ đến. Sinh ra ngươi sau này, ta hiện hiện cự cự tiếp thu mẫu hoàng đối với sự huấn luyện của ta, mặc kệ nhiều tàn khốc, ta đô cắn răng nhẫn nhịn xuống. Đơn giản là, ta như muốn trưởng khống chính mình tất cả, ở ta tiếp nhận chức vụ ngai vàng trước đây, ta gặp cùng ngươi bây giờ không sai biệt lắm bao nhiêu, chỉ cần là ngai vàng, sẽ có nhân tranh, có người đoạt, trừ phi. Ngươi chỉ sinh một hoàng nhi. Nhiều lần trải qua trăm cây nghìn đắng, ta rốt cuộc leo lên đại vị, nhưng ta mẫu hoàng lại nói cho ta, kỳ thực, ta là hồng liên thánh nữ, này tất cả đô nhất định là ta. Lúc đó, ta rất hận ta mẫu hoàng, phẫn nộ với nàng tại sao muốn làm như vậy. Khi sinh vô tội sinh mệnh đến nung khô một người tâm trí, tại sao muốn như vậy? Mẫu hoàng cho ta đáp án là, dù cho nàng không làm như vậy, chỉ cần là hoàng gia nhân, tranh đoạt vẫn như cũ sẽ không đình chỉ, mỗi người cũng có giả tâm cùng dục vọng, ai không nghĩ leo lên địa vị cao kêu mưa gọi gió. Dù cho có người đạm bạc như ngươi, muốn bên ngoài tiêu giao, nhưng chỉ cần ngươi một ngày là hoàng gia con cháu, ngươi cũng chạy không thoát, ngươi đang ở biển rộng, đã sớm nhất định là vòng xoáy người trong. Mà ta, đang tức giận dưới đem nàng trước cho ta an bài thừa tướng con cùng với cái khác mấy trắc phi toàn bộ thanh lý xuất cung miệng kia mấy nam nhân chịu không nổi sự đã kích này vậy mà trước sau tìm ý kiến nông cạn quân mạc sầu nói đến đây cũng nhịn không được nữa rớt xuống hai hàng lệ vì người nàng yêu nàng phụ quá nhiều nhân nghe đến đó quân phi vũ cũng cuối cùng cũng hiểu này cũng chính là quân mạc sầu muốn nói với nàng đi kỳ thực phát sinh này tất cả sự tình, quân mạc sầu cùng lão tổ tông đô nhìn ở tại trong mắt, nhưng cũng không có ngăn cản sự tình phát sinh, chỉ là bởi vì, đối với các nàng trong mắt xem ra, chính là sớm muộn đô hẳn là sẽ phát sinh chuyện. Bởi vì, các nàng muốn tuân thủ nghiêm ngặt cái kia vẫn truyền thừa xuống thánh nữ truyền thuyết. Không thể không nói, đây là các nàng thân vị hoàng gia nhân bi ai. Quân mạc sầu nhẹ ôm quân phi vũ có chút rét trung thân thể, ôm nhu nói, vũ nhi, ngươi là một người thông minh, mẫu hoàng lời, tin ngươi đã nghĩ hiểu. Ngươi ở đến lúc, chắc hẳn là nhìn thấy Vân Nhi thi hưu đi. Vân Nhi tâm kế sâu, đối thuật mưu vận trù nhã ác, ngay cả ta theo ta mấy chục năm lâm công công, còn có ta ám vệ thủ lĩnh vô tâm đô vì nàng cống hiến, ở điểm này thường, nàng có thể sánh bằng ngươi cao minh nhiều lắm. Quân phi vũ cúi đầu, Nhi thần biết mình có thật nhiều chưa đủ, mẫu hoàng, ngươi bây giờ giữa lúc hổ lan chi năm, nhi thần lại căng cơ còn thấp có thể hay không đẳng lại quá mấy năm đẳng nhi thần đủ lông đủ cánh lại đến thương lượng tiếp vị việc quân mạc sầu nhíu mày chân mày hơi long khởi ngươi còn muốn tự do mấy năm quân phi vũ vương một tay năm 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 thời gian có chút lâu vũ nhi bây giờ trở ngại quét sạch sự nghiệp thống nhất đất nước vị đã phi ngươi đừng thuộc ngươi đừng lại nghĩ thoái thác mẫu hoàng cũng mệt mỏi hai mươi mấy năm chờ ngươi tiếp vị hậu mẫu hoàng cũng chuẩn bị mang theo đồng an đi vân du tứ phương nhiều thế này năm hắn vẫn bồi ở trẫm bên người cũng khó vì hắn trẫm cũng từng nghĩ quá bình thường hạnh phúc này mẫu hoàng ngươi yên tâm năm năm sau nhi thần nhất định tiếp vị quân mạc sầu nhìn nàng một lát đang nhìn đến quân phi vũ trên mặt vẻ mặt kiên trì lúc hảo trẫm đáp ứng ngươi năm năm sau hôm nay mùng một tết trẫm chờ ngươi tới đón vị vũ nhi nhưng nàng vạn không muốn phụ mẫu hoàng kỳ vọng. Quân phi vũ rốt cuộc thở vào nhẹ nhõm, nàng còn có ngủ năm quá quá thư thái ngày, năm năm sau, khối này thân thể mới 21, giữa lúc đa dạng thì giờ, lại có nhiều như vậy nam nhân tốt cùng nàng, nàng hẳn là có thể làm một tiêu giao nữ hoàng đi. Quân mặt sầu phất phất tay, cứ như vậy nói định rồi, được rồi. Lui ra đi. Quân phi vũ lâm đi ra cửa, lại quay đầu lại nhìn cánh tay của nàng liếc mắt một cái, chỗ đó chính hơi trống khởi, nếu như bất cẩn thận, thực sự không phát hiện được, mẫu hoàng, vết thương của ngươi không có gì đáng ngại đi. Quân mặt sầu con ngươi đen thoáng qua một tia sáng, khóe môi trong nháy mắt vung lên một mặt tiếu ý, mẫu hoàng không có việc gì. Chỉ là như thế cười, đã như ba tháng tơ bông bàn Mỹ, ngay cả quân phi vũ đô nhìn thiểm mắt, mẫu hoàng, ngươi hẳn là nhiều cười cười. Cười rộ lên, rất đẹp quân phi vũ triều nàng lộ ra một đẹp đẽ cười, đang nhìn đến quân mạc sầu sủng nịch bất đắc dĩ ánh mắt lúc, lúc này mới cười lui ra ngoài. Chờ ở ngoài cửa đã lâu tần nham ngạo cùng mạch thiên hàng, vừa thấy nàng ra, vội vàng nên đón, vũ nhi, không có sao chứ. Quân phi vũ lắc lắc đầu, cười thở dài một hơi, đưa bọn họ một tả một hữu ôm lấy, cười nói, không có việc gì. Mẫu hoàng cho ta một chút thời gian, sau này chúng ta có thể nhẹ nhõm một điểm. Mạch Thiên Hàng nhíu mày, kia chuyện lần này, nữ hoàng bệ hạ không truy cứu. Quân Phi Vũ lắc lắc đầu, hai tròng mắt hàng quan chợt lóe, mẫu hoàng là không truy cứu, nhưng ta muốn truy cứu, ta không thể để cho Trầm Hương cùng Tiêu Bạch thụ khổ cứ như vậy chấm dứt. Khi thất bộ mất hồn tán là từ đâu mà đến? Này trong cung còn có ai là nội gián? Còn lại sáu bảy mươi vị tuấn nam trung, có còn hay không giấu được sâu gian tế? Chuyện của chúng ta còn rất nhiều nàng trọng trọng thang một tiếng, đi thôi. Đi ra ngoài trước lại nói. Đi ra phượng nghi cung cửa lớn, quân phi vũ mới phát hiện, thiên đã sáng. Hảo hảo một giao thừa, liền làm cho hư hỏng như vậy. Nhìn kia trơn bóng sân, cũ tất cả đã xóa đi dấu vết, đẫm máu tự hồ chưa bao giờ phát sinh quá, mà tân một năm cũng đã bắt đầu. Ở nhà ngoài cửa thổi một đêm gió lạnh chúng nam cát, ở nhìn thấy ba người bọn họ lúc đi ra, một cái rốt cuộc thở vào nhẹ nhõm. Quân phi vũ nhìn tần thiếu dương, lãnh vô tà, còn có dạ vô tinh chờ người, một cái sắc mặt đông lạnh được phát thanh lúc, đối với bọn họ thủ vững, trong lòng vẫn là có một chút tán thưởng cùng cảm động. Thiếu dương, ngây thơ, vô tinh, các ngươi vội vàng về phòng nghỉ ngơi đi. Ở đây lưu vài người trông coi thì tốt rồi. Tần thiếu dương có chút phức tạp nhìn nàng một cái, môi nhuyễn động một cái, lại cuối cùng vẫn còn cũng không nói gì, trực tiếp quay đầu, lắc mình ly khai. Lãnh vô tà cùng dạ vô tinh cũng triều nàng gật gật đầu, thân thể một lượt, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Trở lại phi vũ cung, nhìn nằm ở trên giường cùng mềm giường thượng hai chính mình yêu nhất nam nhân, quân phi vũ mắt lại ước. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 93 Thứ 93 Chương Họa Thủy Quốc Quân bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trở lại phi vũ cung, nhìn nằm ở trên giường cùng mềm giường thượng hai chính mình yêu nhất nam nhân, quân phi vũ mắt lại ước. Từ hôm nay trở đi, nàng nhất định phải nỗ lực luyện công, mặc kệ ở bất cứ lúc nào, nàng cũng sẽ không lại để cho bọn họ vì bảo vệ nàng mà bị thương. Sau này, bất kể là dùng hoàng quyền cũng tốt, võ công cũng tốt, nàng cũng muốn thề chết bảo hộ bọn họ. Tư trường thanh nhìn bi phẫn nảy ra quân phi vũ, lại không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng đem nàng lãm vào ngực lý, nhẹ vỗ nhẹ vai của nàng, cho nàng im lặng an ủi. Khi bàn tay rộng mở, tựa là có một cổ ma lực bình thường, những quân phi vũ tâm thần dần dần bình tĩnh xuống đã nhìn thấy nàng tình tự ổn định, tư trường thanh mới nói với nàng, tiểu vũ, ông ngự y đã cho bọn hắn phục quá giải dược, bài trong cơ thể độc, bọn họ sẽ không có nửa nguy hiểm tính mạng, chỉ cần tỉnh đẳng mấy ngày, bọn họ là có thể đã tỉnh lại ngươi đừng quá lo lắng phải chiếu cố kỹ lưỡng thân thể của mình mới là miệng ngươi một ngày một đêm không có nghỉ ngơi hiện tại vội vàng trước nghỉ một lát không đếm xỉ chính mình đứa nhỏ tổng muốn cố đi ngoan mau ngủ một giấc đi ngủ một giấc cái gì cũng tốt quân phi vũ gật gật đầu nàng xác thực rất mệt mỏi liền nghe theo tư trường thanh lời tới sát vách nguyên lai tư trường thanh ngủ trong phòng đi nghỉ ngơi lâm nhập phòng nàng lại để cho nhượng tầng nham ngạo cùng mạch thiên hàng vội vàng nghỉ ngơi đi nhưng bọn hắn lưỡng trên tay chuyện còn nhiều nơi nào sẽ nghe của nàng nhìn nàng nhập phòng ngủ quay người lại lưỡng nam nhân lại bận việc đi những ngày kế tiếp quân phi vũ ở chúng nam yêu cầu hạ không thể không đình chỉ làm lụng vất vả mỗi ngày do hai nam nhân cùng nàng minh vì tương bồi kỳ thực bức nàng nhất định phải hảo hảo an thai những chuyện khác bởi vì tiêu bạch độc còn chưa có quét sạch nhưng còn đang hôn mê ở giữa, tất cả sự sửa do mạch thiên hàng đầu lĩnh. Mạch thiên hàng trầm ổn cùng bình tĩnh, đã ở những ngày qua biểu hiện được vô cùng nhường nhuyễn, hắn hợp tác với tấu nham ngạo vô gian, hai người giữa ăn ý, ngay cả quân phi vũ nhìn, đô cảm thấy vui mừng. Mạch thiên hàng làm chuyện thứ nhất, liền là thanh lý trong cung nhân viên, đương nhiên, này đó hành động đều là đạt được nữ hoàng bệ hạ tán thành, chỉ cần cần trải qua nữ hoàng bệ hạ tán thành chuyện, bọn họ mới có thể cho phép quân phi vũ đi ra phi vũ cung đi xử lý mặc dù như là ngâm mình ở mật vải lý bình thường hạnh phúc quân phi vũ thỉnh thoảng còn là hội tỏ vẻ bất mãn của nàng không thể khắp nơi đi không thể khắp nơi nhìn giống như là giam cầm tự do của nàng bẻ gãy của nàng cánh bình thường khó chịu đương nhiên loại này khó chịu thông thường ở các nam nhân khuyên giải an ủi cùng a à hống hạ tan thành mây khói nàng quân phi vũ cũng không phải không hiểu chuyện lý nữ nhân chỉ là muốn muốn tạ này cùng nàng Tuấn Nam các thật nhiều hổ động, hưởng thụ một chút bọn họ a à hóng hống lạc thú mà thôi. Ở này ở giữa, Tấu Nham Ngạo cùng Tần Thiếu Dương lợi dụng mình ở trong chốn giang hồ thế lực, rốt cuộc tìm hiểu ra thất bộ mất hồn tán, đến xử, vậy mà lại là cái kia kinh gia. Quả nhiên không có đoán sai, kinh gia chân chính thuần phục nhân chính là quân phi vân. Quân phi vụ cùng kinh thiên vũ thân mật quan hệ, còn có quân phi yên cùng kinh thiên vũ tiếp xúc, cũng đều chẳng qua là quân phi vân phóng đạn khói mà thôi. Quân phi vũ ở tỉnh ngộ đồng thời, không thể không bội phục quân phi vân kia cao thâm tâm kế cùng mưu lược, đồng thời, đã ở biết chân tướng một khắc kia, đối kéo dài hơi tàn kinh gia hạ giết chết mật lệnh. Mà cái kia bị kinh gia nuôi dưỡng gánh cung, thất bộ mất hồn tán, tâm sát môn nhân cùng với liên can liên quan chứng nhân, đều bị bí mật giam khởi đến. Đây cũng là quân phi vũ dự phòng vạn nhất chi sát, hoa trầm hương dù sao cũng là vua của một nước vạn nhất thương ngô quốc mổ những người này muốn tới tìm phượng hoàng quốc phiền phức lời mặc dù chủ mưu quân phi vân đã chết nhưng dầu gì cũng có tội người đến đổ bọn họ miệng quả nhiên sau nửa tháng nữ hoàng bệ hạ triệu kiến quân phi vũ đem thương ngô quốc hoa trầm ngọc dẫn đầu mấy vương gia liên danh thiếp mời trình cho nàng nhìn thiếp mời nội dung quả nhiên là lên án phượng hoàng quốc ý đồ sát hại thương ngô quốc quân mưu hại không thành vậy mà giam lỏng thương ngô quốc quân, muốn Phượng Hoàng Quốc lập tức đem nhân trả cấp thương ngô quốc, như Phượng Hoàng Quốc bất theo, vì đoạt lại bọn họ quốc quân, không tiếc xung đột vũ trang. Mà cùng trong lúc nhất thời, đóng ở Thanh Châu tướng lĩnh Ngô Chính vừa mới đưa tới quân tình khẩn cấp. Thương Ngô Quốc ở cách Thanh Châu thành giới 100 mét xử phái 10 vạn đại quân tiếp cận, thỉnh cầu nữ hoàng bệ hạ chỉ thị. Quân phi vũ nghĩ khởi ngày đó ở biên cảnh tiếp đại hoa trầm hương những binh lính kia, một cái nhanh nhẹn dũng mãnh cường tráng, trong quân sĩ khí tăng vọt, lực ngưng tụ rất mạnh, là trọng yếu hơn là, bọn họ phi thường sùng kính hoa trầm hương, nếu như hoa trầm hương có việc, sợ rằng thực sự không thể thiện. Quân mặt sầu nhìn quân phi vũ nửa ngày không nói, sắc mặt cũng có chút không vui, nhàn nhạt hỏi. Vũ Nhi, giữa các ngươi chuyện mẫu hoàng luôn luôn mặc kệ. Đảng hiện tại thương ngô quốc quân thân thể liên quan đến đến vận mệnh quốc gia, bất kể là ai ở cổ động thanh thế khơi màu trận này náo nhiệt, đã nhân gia bày ra trận trường tới, ngươi liền phải nghĩ biện pháp ứng chiến. Ông dịch nho có thể có nói kia độc lúc nào có thể giải. Nhưng lúc nào có thể tỉnh táo. Quân mạc sầu lời có chút sắc bén, quân phi vũ cũng không dám làm càng, chỉ có thể thùy con ngươi nhẹ hồi. Mẫu hoàng, ông ngự y nói độc đã qua tám phần, lại phục hai ngày dược, là có thể tỉnh dậy. Mẫu hoàng hẳn là cũng biết, thất bộ mất hồn tán là kịch độc, bởi vì lúc đó Ngưu hoàng thiếu, không có đúng lúc giải độc, độc tố tận xương, muốn nghĩ nhất thời thanh lý hoàng trong cơ thể độc, cũng là bất quá dễ dàng. Quân phi vũ nói đến đây, đột nhiên ngước mắt nhìn về phía quân đừng khờ, mẫu hoàng, trước nghe thái tử đã nói, mẫu hoàng cũng trúng thất bộ mất hồn tán, mẫu hoàng sao có thể không có việc gì. Chẳng lẽ là thái tử lừa nhi thần? Bất! Nàng không có lừa ngươi, trẫm vẫn đối với vân nhi rất coi trọng trẫm cũng không nghĩ đến nàng có một ngày sẽ đối với trẫm hạ độc thủ còn muốn đem ta một kích toi mạng quân mạc sầu môi bạn câu khởi một mặt cay đắng cười khi mẫu hoàng ngài lục quân phi vũ mặc dù nghĩ tới đảng không nghĩ đến quân phi vân vậy mà thực sự điên cuồng như vậy dám thí mẫu đoạt vị quân mạc sầu khoát tay áo trẫm không có việc gì trẫm chỉ là tương kế tựu kế giả bộ trúng độc nhưng nàng lại không biết Liên là thánh nữ chi khu Bách độc bất xâm Thẳng đến các ngươi xoay hoàn cảnh xấu Bọn họ nghĩ thông suốt quá bí thất chạy trốn Lại không ngờ rằng Các nàng cho rằng sinh lộ Chính là một cái tử lộ Lâm công công Ta ám vệ đầu đầu vô tâm Đều là theo ta nhiều năm tâm phúc Vậy mà cứ như vậy đơn giản phản bội trẫm Quân mặt sầu mắt có chút ẩm ướt Quân sương vũ vội vàng tiến lên nắm tay nàng Mẫu hoàng Ngươi còn có nghi thần nhi thần hội hảo hảo mà phụng dưỡng mẫu hoàng một đời quân mạc sầu thân thủ lau khóe mắt hai tròng mắt nhìn về phía quân phi vũ đầy mong đợi vũ nhi ngươi là cái hảo hài tử nhất định phải so với mẫu hoàng hạnh phúc như vậy ở dưới cửu tuyền mẫu hoàng mới có mặt thấy phụ thân của ngươi quân phi vũ bị lời của nàng nghẹn được nói không nên lời đến quân mạc sầu đã là lần thứ hai nói lời này nhất định phải so với mẫu hoàng hạnh phúc lời này nói phải là nặng như vậy nặng, trầm trọng được làm cho nàng cảm giác có chút khó có thể gánh nặng, làm cho nàng cảm giác được xót xa trong lòng, đau lòng. Thuận một hơi, quân phi vũ nắm quân mặt sầu tay, cam kết, mẫu hoàng, nhi thần nhất định sẽ hạnh phúc. Không chỉ nhi thần, còn có mẫu hoàng, sau này cũng sẽ cùng nhi thần cùng nhau hưởng thụ thiên luân chi lạc. Nàng kéo quân mặt sầu tay, đặt ở bụng của mình thượng, mẫu hoàng, ngài cảm thấy sao? Ngài Hoàng Tôn liền muốn xuất thế. Nếu như này một thai có thể sinh ra cái hồng liên thánh nữ, đã thiên hữu hồng liên thánh nữ có thể khỏe mạnh lớn lên, nhi thần sẽ không sinh, như vậy đời sau nhân là có thể tránh đoạt vị chi đau đớn. Quân mạc sầu cười cười, việc này, ngươi vẫn là cùng phu quân của ngươi các thương lượng đi. Cháu con có phúc cháu con, bất sinh cũng bất nhất định chính là biện pháp giải quyết. Được rồi, xả xa, trầm hương chuyện, ngươi nói xem, định xử lý như thế nào quân phi vũ trầm ngâm một hồi nói theo nhi thần biết thanh châu biên cảnh thương ngô tướng lĩnh chính là của trầm hương bộ hạ cũ nếu như trầm hương thực sự hai ngày hậu không thể tỉnh lại chỗ ấy thần liền mang theo trầm hương đến thanh châu lấy nhi thần làm con tin cho đến trầm hương tỉnh lại mới thôi quân mạc sầu ngồi thẳng người ngươi là của phượng hoàng quốc vị lai quân chủ thế nào có thể đi làm con tin quân phi vũ cười nói mẫu hoàng ngươi không phải đã nói nhi thần là của thiên hữu hồng liên thánh nữ dù sao nhi thần không có tính mạng chi ưu cần gì phải lo lắng đâu huống hồ không phải còn có thiên trại nham ngạo bọn họ cùng ta sao ngươi không cần lo lắng quân mạc sầu vỗ vỗ tay nàng được rồi ngươi đã đã quyết định mẫu hoàng ủng hộ ngươi cảm ơn mẫu hoàng nếu như không chuyện khác chỗ ấy thần liền cáo lui trước quân đừng khờ phất phất tay, đi đi. Theo Phượng Nghi cung ra, quân Phi Vũ chưa có trở về Phi Vũ cung, chiêu thượng ở cửa chờ nàng quân Thiên Hựu, chạy thẳng tới Thái Y Viện. Hiện tại Hoa Trầm Hương mệnh trực tiếp quan hệ hai nước, hắn có bất kỳ một tia sơ xuất, đều phải khiến cho hai nước tranh chấp, đến lúc thụ tai họa còn là dân chúng. Đương quân Phi Vũ thân ảnh xuất hiện ở Thái Y Viện thời gian, chúng y quan vội vàng thăm viếng, công chúa Thiên Tuế Thiên Tuế Thiên Thiên Tuế viện giam đại nhân lòng biết ơn tiến lên nịnh nọp cười không biết công chúa giá lâm có gì dặn bảo quân phi vũ liếc một cái y bên trong quán ngoại lại không nhìn tới ôn dịch nho thân ảnh ôn ngự y đâu bản cung tìm hắn có việc lòng biết ơn sửng sốt lập tức cười nói ôn ngự y a à, hắn ở hậu viện bảo dược đâu cảm ơn nhìn quân phi vũ thân ảnh biến mất ở ngoài cửa lòng biết ơn con ngươi nhẹ mị một chút một loại bị người lờ đi, bị người uy hiếp địa vị cảm giác bất an thản nhiên mọc lên. tự từ nơi này ôm dịch nho xuất hiện sau này, hắn này thái y viện giam liền càng lúc càng bị người xem nhẹ. trong cung người phàm là có việc, đầu tiên nghĩ đến liền là ôm dịch nho, mà không phải hắn. như vậy xuống, sớm muộn có một ngày, hắn viện giam vị sẽ bị ôm dịch nho sở thay thế. hắn có phải hay không nên làm chút gì? lòng biết ơn cặp kia mắt tam giác lóe ra một cổ âm độc quang mang quân phi vũ một bước vào hậu viện, liền nhìn thấy cái kia luôn luôn sạch sẽ nam nhân chính nằm bò ở bếp nấu tiền nhìn hỏa, khi cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc bộ dáng, nhưng hắn tuấn tú ngủ quan thoạt nhìn càng mê người, quân phi vũ vậy mà cảm giác dời bất khai tầm mắt. Đứng một hồi lâu, ông dịch nho tựa vẫn là không có phát hiện bọn họ, quân thiên hữu nhìn không được ho nhẹ một tiếng, nhẹ hô, ôm ngự y. Ông dịch nho lúc này mới ngước mắt, vừa nhìn thấy là quân phi vũ, con người đen thoáng qua một tia sáng, thả tay xuống trung tiểu củi gỗ, cấp tốc đi tới trước mặt nàng chắp tay hành lễ, không biết công chúa giá đáo, không có từ xa tiếp đón, thỉnh công chúa thứ tội, nhìn thấy ôn dịch nho kia luôn luôn lãnh đạm xa cách, rất giống mình là ôn dịch như nhau thối bộ dáng, quân phi vũ liền trong lòng tức giận, được rồi. Đừng cho ta tới đây một bộ. Mang ta đi ngươi trong phòng, ta có việc thương lượng với ngươi. Ôn dịch nho bị nàng trách móc, lại nghe nàng nói muốn đi hắn trong phòng, khuôn mặt tuấn tú thoáng qua một tia đỏ sậm, nhưng này dược quân phi vũ cắt ngang hắn, thuốc này làm sao làm, nói cho thiên hữu, những thiên hữu trước nhìn. Nàng cũng nói như vậy, ông dịch nho lại thế nào không tình nguyện, cũng không thể không nghe theo nàng, trong lòng lại thấp thỏm bất an được không được. Nàng muốn cùng hắn nói cái gì? Nếu như nàng muốn buộc hắn đi vào khuôn khổ, vậy hắn còn không bằng tử quên đi. Quân phi vũ nhìn ôm dịch nho đi ở bên cạnh mình, một thân nói bất ra xấu hổ, cọ sát bước chân kéo kéo dài kéo việc cách càng xa, nhìn lại, lại nhìn thấy hắn khuôn mặt tuấn tú hồng được liên nhĩ muốn cổ đô đỏ, đột nhiên nghĩ đến chính mình nói câu nói kia, chẳng lẽ hắn còn cho là mình muốn với hắn thế nào? Quân phi vũ nhịn không được bật cười thanh khách, một xoay người lại, dừng bước bất động. Ôm dịch nho cuối thấp đầu, tinh thần lại hốt hoảng, không nhìn tới nàng sớm dừng bước lại cứ như vậy vọt lên, bị quân phi vũ nhẹ ôm lấy, cười duyên gia du hắn, ôm ngự y, gian phòng kia còn chưa tới, ngươi liền gấp như vậy hướng bản cung đầu hoài tống bảo A. À. Ôm dịch nho trừng lớn cặp kia đen nhánh con ngươi, đã kịp phản ứng, lập tức như hoảng sợ nai con một phen đẩy ra nàng, chính mình nhảy cái ba thước xa, một tay vội vàng bắt được cổ áo, ngươi, ngươi, ngươi chớ làm loạn. Ai, ai, ai muốn cùng ngươi đầu hoài tống bảo ngươi nghĩ được Mỹ. Quân Phi Vũ chưa từng có nghĩ tới, luôn luôn trầm ổn ôm dịch nho, lại sẽ có như vậy đáng yêu một mặt, nhìn hắn kia hồng thấu khuôn mặt tuấn tú, cực kỳ giống cái loại đó bị công ép buộc cực phẩm tiểu thụ, nàng cũng nhịn không được nửa cười ha ha khởi đến. Ôm dịch nho nhìn Quân Phi Vũ cười đến như vậy thất lễ, có chút thẹn quá hóa giận, ngươi, ngươi cười cái gì? Quân Phi Vũ nỗ lực dừng tươi cười, thân thủ nhẹ vỗ về bụng, đứa nhỏ này, hình như là lây của nàng hảo tâm tình ở nơi đó vui vẻ lăn qua lăn lại ta cười ngươi a à, thật sự là nghĩ đến nhiều lắm cuối cùng một chữ kéo được thật dài nhìn thấy ôn dịch nho trướng được càng đỏ bừng khuôn mặt tuấn tú quân phi vũ ho nhẹ một tiếng được rồi ta tìm ngươi là có chuyện đứng đắn ngươi đừng nghĩ thất nghĩ bác còn không mau một chút dẫn đường ôn dịch nho hận không thể lúc này dưới đất có thể nứt ra ra một đại khâu đến làm cho mình hảo chui vào đi, không muốn lại mất thể diện. Nguyên lai like chỉ là chính hắn tự mình đa tình, nhân gia căn bản không có phi lễ hắn tính toán, càng không có đem hắn để ở trong lòng, mình tại sao liền đần như vậy đâu. Nhìn về phía trước cái kia vì quấy rầy hắn nhiều ngày bóng lưng, hắn oán hận đập một cái đầu của mình. Quân phi vũ quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy hắn đánh chính mình, khóe môi nhịn không được lại câu khởi một mặt tiếu ý, sợ hắn thực sự thẹn quá hóa giận khởi đến hỏng rồi sự nàng vội vàng thu hồi tầm mắt bất lại nhìn hắn đương ôn dịch nho mở phòng của hắn môn thỉnh nàng đi vào lúc quân phi vũ chỉ cảm thấy một cổ thư hương khí đập vào mặt không lớn gian phòng bày biện cực kỳ đơn giản một sàn một bàn vây quanh kỹ cái ghế một thư đài một ngăn tủ cái giường xếp được thật chỉnh tề xung quanh không thấy một tia bụi ngắn gọn lại sạch sẽ Quân phi vũ trong mắt thoáng qua một tia tán thưởng, nàng thích sạch sẽ nam nhân. Đóng cửa lại. Ông dịch nho lại sửng sốt, cũng không dám nhiều hơn nữa nghĩ, chỉ là theo lời đóng cửa lại, xoay người lại lại cúi đầu đứng thẳng ở nàng bên người, sụp mi thuận mắt chờ nàng nói nói, trung hiện trung cự, không có một tia du hiện cử động. Dịch nho, ta hôm nay tới là muốn hỏi một chút ngươi, trầm hương cùng tiêu bạch rốt cuộc lúc nào có thể tỉnh táo. Quân phi vũ gọi thẳng kỳ danh, chỉ là muốn nhượng ôn dịch nho cảm giác được của nàng chân thành, nàng không phải tiền thân quân phi vũ, đảng tiền thân phạm vào lỗi, nàng nguyện ý giúp nàng bù đắp, chỉ hy vọng ôn dịch nho không muốn lại cố chấp với trước đây cừu hận, có thể cùng bọn họ cùng nhau sống vai vì phượng hoàng cố, cũng vì bọn họ tự mình hạnh phúc mà nỗ lực. Ôn dịch nho đang nghe đến nàng dùng kiều giòn rõ ràng thanh âm hô tên của hắn lúc tâm, như là đột nhiên bị lôi điện điện đến, rung động, trùng mình, tựa là có cái gì dòng nước ấm, theo trong lòng hắn chậm rãi tràn đầy ra, lại từ từ chảy khắp toàn thân của hắn. Quân phi vũ vẻ mặt trịnh trọng, dịch nho, ngươi có biết hay không, thương ngô quốc đã đại binh tiếp cận, nếu như trầm hương hai ngày này tỉnh bất quá đến, hai nước liền có thể hội giao chiến, ta đã quyết định, chuẩn bị nhượng lãnh nam ra roi thúc ngựa đi trước truyền tin, nếu như hai ngày sau trầm hương tỉnh bất quá đến, ta sẽ đích thân mang theo hắn đi thương ngô, lấy ta làm con tin, hẳn đến hắn tí tỉnh mới thôi. Cái gì? Công chúa đi làm con tin. Công chúa Phượng Hưu quý giá, tại sao có thể, nhân, nhân. ôm dịch nho kinh hô, hắn thế mới biết, chính mình trên vai trách nhiệm có bao nhiêu trọng đại. Cho nên, tất cả liền bày thác ngươi. Nếu như trầm hương tỉnh bất quá đến, chúng ta đô trốn bất khai trách nhiệm này ôm dịch nho trên mặt lại khôi phục trầm ổn, thỉnh công chúa yên tâm. Về công về tư, Dịch Nho Đô sẽ không quên trách nhiệm của chính mình. "Hảo. Dịch Nho, cảm ơn ngươi." Quân phi Vũ nói cảm ơn, lại để cho Ôn Dịch Nho mặt đỏ tim đập, một lát tìm không được nói qua lại nàng, vội vàng giữa, đành phải thuận miệng hỏi một câu. "Công chúa gần đây có thể có phục thuốc dưỡng thai." Trong mắt Quân phi Vũ thoáng qua mỉm cười, "Có. Ngươi xem một chút, gần đây ta có thể ăn có thể ngủ, này bụng lớn đến thật nhanh." chỉ nghĩ nhanh lên một chút đem đứa nhỏ sinh hạ đến, như vậy ta cũng có thể buông tay ra chân. Hiện tại đứa nhỏ ở trong bụng, làm cái gì luôn luôn có lo ngại. Kỳ thực, có Thiên Hàng huynh bọn họ ở, công chúa không cần thao quá nhiều tâm, có việc dặn bảo bọn họ đi làm là được quân phi Vũ Thang nhẹ một tiếng, nói là nói như vậy, đã có một số việc, vẫn phải là ta tự mình đi làm mới được a, à, hai người nói chuyện đô cẩn thận từng ly từng tí bận tâm đối phương cứ như vậy nói một ít không quan hệ đau khổ chuyện cuối cùng quân phi vũ nói với ôn dịch nho dịch nho ta biết trước đây ta tùy hứng điêu hoa, làm rất nhiều lỗi sự dịch phỉ chuyện ta ở đây chính thức nói xin lỗi với ngươi hy vọng ngươi có thể khoan hồng độ lượng tha thứ ta bất là mới vừa hòa hoãn bầu không khí ở nàng vừa nhắc tới dịch phỉ thời gian ôn dịch nho khuôn mặt tuấn tú lại bản khởi đến thùy con ngươi không hé răng quân phi vũ than nhẹ một tiếng muốn này quật cường cố chấp gia hỏa thông suốt, sợ rằng còn không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Trở lại phi vũ cung, quân phi vũ lại tìm đến hoa trầm hương thiếp thân thị vệ lãnh nam, tịnh tu thư một phong, lấy thành khẩn vô cùng ngữ khí cùng thương ngô quốc tướng lĩnh can thiệp, vì sợ trên đường ra ngoài ý muốn, quân phi vũ lại phân công hai lộ, trình nhất đao cùng lãnh nam một đường, tấu nham ngạo cùng quân thiên hữu một đường, một minh tối sầm lại, hướng phía thương ngô quốc biên cảnh chạy đi bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 94 Thứ 94 chương dẫn quân nhập úng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Quân Phi Vũ hai ngày này vẫn canh giữ ở hoa trầm hương bên giường, không ngừng về phía thiên cầu nguyện. Ông trời, vang cầu ngươi, mau nhượng trầm hương tỉnh lại đi. Không chỉ nàng sốt ruột, nữ hoàng bệ hạ càng lúc nào cũng phái người đến đây dò hỏi mà làm phụ trách trị liệu hoa trầm hương ngự y ôn dịch nho càng mỗi ngày canh giữ ở phi vũ cung trừ sắc thuốc cơ hồ một tấc cũng không rời quan sát đến hoa trầm hương phản ứng nhị ngày trôi qua nhưng hoa trầm hương lại vẫn là không có tỉnh lại mọi người trong lòng lại trầm xuống ngày thứ ba sáng sớm quân phi vũ lại cũng không chịu nổi ôn dịch nho một kiểm tra hoàng hoa trầm hương thân thể nàng lập tức khẩn trương được bắt được ôn dịch nho cánh tay thế nào trầm hương rốt cuộc có thể hay không tỉnh lại. Ôn dịch nho ngước mắt nhìn nàng, con người đen trung có không hiểu, có mê hoặc, có trầm trọng, đôi môi nhúc nhích một lát, cuối cùng mới vô lực nói. Công chúa, xin lỗi. Vi thần nhất thời cũng tra bất ra cái gì mau bệnh, ấn trước khôi phục tình hình, thương ngô hoàng thượng chậm nhất là tối hôm qua nên tỉnh. Đảng hiện tại nhân không tỉnh là sự thực, ngươi còn có biện pháp nào có thể làm cho hắn lập tức tỉnh lại quân phi vũ là thật sắp sắp điên. Bọn họ đã không có thời gian trì hoãn, hôm nay là ngày cuối cùng, nếu như Trầm Hương nếu không tỉnh, nàng kia phải bồi Trầm Hương cùng nhau lên đường chạy tới thương ngô biên cảnh làm con tin. Nhìn thấy quân phi vũ sốt ruột, ôn dịch nho trong lòng càng ấy nấy, nếu như mình thực sự trị không hết hoa Trầm Hương, quân phi vũ liền thực sự muốn đi làm con tin, nghĩ đến nàng muốn làm con tin, tim của hắn liền khó chịu giống như là đè ép một tảng đá càng là khó chịu, hắn lại càng là muốn giải quyết. Nghĩ khởi hai ngày trước người này còn hảo hảo, bệnh tình vẫn ở khống chế của hắn trung, thế nào hai ngày này ngược lại sẽ một điểm khởi sắc cũng không có. Hắn nhưng chưa từng có hoài nghi tới y thuật của mình, đảng tất cả đều là chính mình tự thân tự lực, chẳng lẽ thật có cái nào đốt xảy ra vấn đề. Hắn buông xuống con người đen trung thoáng qua một tia lợi quang, cung kính nói. Hồi công chúa, đại vi thần lại cẩn thận kiểm tra một lần, Nhìn nhìn là nơi nào có sơ hở. Nếu quả thật là vi thần lỗi, vi thần nguyện một mình gánh chịu sai lầm. Ôm Dịch Nho, ngươi nên biết, nếu như trầm hương ra sự, trách nhiệm này cũng không là ngươi một người có thể gánh chịu được. Dù cho ta xin nhờ ngươi, có được không? Quân phi Vũ Thanh Âm có chút nôn nóng, có chút trưởng cầm không được sự tình bất đắc dĩ. Ôm Dịch Nho hồi Thái y viện, lập tức tìm được chính mình khai phương thuốc, nhất nhất sàng chọn không có phát hiện lỗi lậu lại lại đi tìm bảo dược truy tử mặc dù dược đều là chính mình tự mình trảo nhưng hắn còn là nghĩ lại kiểm tra một lần nhìn nhìn bốc thuốc thời gian có hay không làm lỗi lại đột nhiên phát hiện thuốc kia lon vậy mà trống rỗng dược lon không thấy ông dịch nho lông mày rậm túc khởi đến suy nghĩ kỹ một hồi hắn mới đứng đứng dậy thần sắc tựa là hạ một cái gì quyết tâm đi nhanh hướng phía thái y viện đi tới vừa vào thái y viện Ông dịch nho như thường hướng viện giam lòng biết ơn cùng các vị đồng liêu chào hỏi, liền một người ở nơi đó lặng yên tượng thường ngày như nhau lấy dược. Dịch nho, có muốn hay không giúp? Lòng biết ơn đi tới, thân thiết cười hỏi. Ông dịch nho ngước mắt, cười lắc lắc đầu, tạ tạ sư thúc. Không cần, chỉ là lấy một chút dược, một hồi liền hảo. Thương ngô quốc hoàng thượng bệnh tình thế nào? Nghe nói thương ngô quốc đã hạ thông điệp, yêu cầu quốc gia của ta giao người ra. Dịch nho, sư thúc nhưng cho ngươi bóp một phen hãng kia. Ta thái y viện liền sổ y thuật của ngươi tốt nhất, chiếm được sư huynh y bác chân truyền, nếu như ngay cả ngươi cũng không trị được, ta thái y viện cũng muốn chuẩn bị đóng cửa. Lòng biết ơn lời nghe tình thâm ý thiết, chỉ có cặp kia một chút phù thủng mắt tam giác lý nhìn ra được có một ti ruột tai lạc họa. Lòng biết ơn chính là ôn dịch nho sư phó bổng an dương sư đệ, Bổng an dương sớm ở vào cung tiền đã lấy thần y tên nghe thế hậu bị nữ hoàng bệ hạ lãm vào trong cung thụ với y giam nặng chức năm đó bọn họ sư huynh đệ cùng vào cung môn lòng biết ơn vẫn vì Bổng an dương trợ thủ ở Bổng an dương một năm trước vì bệnh sau khi mất đi y giam vị mới do lòng biết ơn tiếp nhận chức vụ năm đó ôn dịch nho hai huynh muội vào cung khổ vô sở trường ở trong cung bị người khi dễ ôn dịch nho ngưỡng mộ Bổng an dương y thuật đảng vì bổng an dương tính tình cổ quái, bình thường trừ nữ hoàng bệ hạ bên ngoài, những người khác khó có được mời đặng hắn, lại vẫn chưa có người nào dám động hắn, bởi vì hắn còn có một hạng tài nghệ rất dọa người. Thần châm Hắn một bộ châm, có thể dùng tới cứu người, đồng dạng, cũng có thể dùng để giết người. Ôm dịch nho vì bái sư, đủ ở Thái Y viện ngoài cửa quỳ ba ngày ba đêm, cho đến ngất, lúc này mới cảm động tâm lạnh bổng an dương, chính thức thu hắn làm đồ đệ. Ông Dịch Nho theo từng tí bắt đầu học khởi, trong đó nhận hết bổng An Dương làm khó dễ hành hạ, nhưng hắn đô cam chi như di. Dần già, bổng An Dương thực sự coi hắn là thành con trai của mình đối đãi giống nhau, đem y thuật của mình dốc túi tương thụ. Ba năm này đến, lòng biết ơn vẫn bên người chiếu cố hắn, có thể nói đối lòng biết ơn, ông Dịch Nho vẫn lòng mang cảm kích. Thẳng đến một năm trước, bổng An Dương vì bệnh qua đời khi giam chi chức do sư thúc lòng biết ơn tiếp nhận chức vụ ôm dịch nho không hề câu oán hận chỉ là an phận làm trong phận sự của mình chuyện nghiên cứu y thuật còn có sư lá lách trước khi lâm chung giao cho hắn thần châm tuyệt kỹ. lúc này đối mặt với lòng biết ơn thân thiết lúc ôm dịch nho cũng quay đầu lại mỉm cười đạo sư thúc ngài cứ yên tâm đi dịch nho còn chịu đựng được không có việc gì ngài lão không phải luôn luôn tin dịch nho sao lòng biết ơn nghe hắn này một phản hỏi, vội vàng đánh ha ha, là, là, người khác y thuật sư thúc có thể không tin, đảng là của dịch nho y thuật, chiếm được sư huynh chân truyền, sư thúc là tuyệt đối tin được. Chuyện phím giữa, ông dịch nho đã lấy được rồi dược. Hắn triều lòng biết ơn dương dương trong tay gói thuốc, xin lỗi trung lại dẫn tối nghĩa cười cười, sư thúc, không có ý tứ, dịch nho không thể cùng ngươi trò chuyện. Dịch nho muốn đi sắc thuốc, này là công chúa điện hạ cho dịch nho một cơ hội cuối cùng. thật sự nếu không chữa cho tốt thương Ngô Hoàng thượng, công chúa tuyệt đối sẽ không tha dịch nho. nhìn ôm dịch nho kia trương suy sụp hạ khuôn mặt tuấn tú, lòng biết ơn trong lòng một trận thống khoái, mặt ngoài lại ôm hòa cười nói. vậy ngươi vội vàng đi đi. Biệt lầm chính sự. tạ tạ sư thúc. ôm dịch nho lại triều lòng biết ơn chắp tay, lúc này mới mang theo gói thuốc đi hậu viện sắc thuốc, rửa dược. Quá thủy, ôn dịch nho mỗi một quan đô làm được cẩn thận cẩn thận, khi hắn đang muốn đem tẩy sạch dược bỏ vào dược lon lúc, như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại đi lấy một tân dược lon ra rửa, lúc này mới đem thuốc đông y phóng đi vào, nấu khai hậu, lại từ từ dùng lửa nhỏ đồn. Ông dịch nho ở bếp nấu tiền trành một lát, đột nhiên cảm giác đau bụng, ôm bụng rầm rì nửa ngày, thực sự nhịn không được đứng dậy hướng nhà vệ sinh phương hướng chạy tới. Nằm ở trong bóng tối một bóng người, đang nhìn đến ôm dịch nho chạy đi sau này, nhanh chóng chạy ra, lấy ra trong lòng một bao bột phấn, trực tiếp đảo tiếng dược con lưỡng lý, dùng để ở một bên chiếc đũa cấp tốc dảo mấy cái, đang muốn xoay người chạy đi, lại đang nhìn đến phía trước đứng thẳng bóng người lúc, hai tròng mắt trong nháy mắt trừng lớn. Ôm dịch nho cứ như vậy Ngọc Thụ Lâm Phong đứng ở nơi đó, gió thổi động hắn trường Sam, tuy không nói không giận, hoặc nhìn nhưng vẫn có một luồng làm cho người ta thần phục khí thế. Tiểu Thuận, nói cho ta, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Có phải là có điều gì khổ tâm hay không? Chỉ cần ngươi nói cho ta, ta nhất định sẽ cho ngươi làm chủ. Ôn Dịch Nho nhìn trước mắt này vẫn đi theo mình y đồng Tiểu Thuận, hắn thông minh cơ linh, nhìn thấy hắn, Ôn Dịch Nho chung quy nghĩ khởi mình trước kia, cho tới bây giờ, hắn đô đem hắn lấy đệ đệ đối đãi giống nhau, luôn luôn tự tay dạy hắn học tập y lý tri thức, nhận hắn cùng ở bên cạnh mình học tập, bồi dưỡng khi thấy hắn đem dược ngã vào dược lon thời gian, tim của hắn thực sự cảm thấy đau nhói, loại này bị thân nhân bằng hữu phản bội cảm giác, nhưng hắn thật muốn khác ở hắn, chất vấn hắn, tại sao muốn đối với hắn như vậy. Nhưng hắn còn là nhịn xuống, còn là ngữ khí ôn hòa hướng dẫn hắn, hy vọng hắn đúng như chính mình suy nghĩ, có nỗi khổ trong lòng mới phải làm như vậy. Nhìn thấy ôn dịch nho khuôn mặt tuấn tú thượng thương tâm, tiểu thuận đông trực tiếp quỳ gối dưới đất không ngừng triều hắn đụng đầu, ôm sư phó, xin lỗi. Là tiểu thuận xin lỗi ngươi. Thế nhưng, nếu như tiểu thuận không làm như vậy, tiểu thuận muội muội liền sẽ chết. Ôm dịch nho hai tròng mắt một mị, vội vàng đem tiểu thuận đỡ lên. Tiểu thuận, việc này ta không trách ngươi, ngươi mau nói cho ta biết, là ai bức ngươi làm như vậy. Chỉ cần ngươi nói cho ta, ta nhất định giúp ngươi nghĩ biện pháp, đem muội muội của ngươi cứu ra. Tiểu thuận nâng lên khóc hoa mặt, Ông sư phó, ta không thể nói, bọn họ nói, tiểu thuận nếu như dám nói ra, sớm muộn sẽ làm tiểu thuận tử. Ông dịch nho vương tay, xóa đi tiểu thuận lệ trên mặt, nâng lên hắn cầm, nhượng hắn cùng mình đối diện, tiểu thuận, ngươi xem rồi ta, trả lời ta một vấn đề, ngươi muốn quốc gia chiến loạn, bách tính bôn ba trôi giạc sao, tiểu thuận lắc lắc đầu. Ngươi muốn biết, thuốc này là bảo cấp thương ngô quốc hoàng thượng uống, một khi hắn ở chúng ta phượng hoàng quốc ra sự liền hội khơi màu hai nước chiến sự, nếu như đánh khởi trượng đến, tử liền là thiên thiên vạn vạn dân chúng, khi được có bao nhiêu nhân muốn cửa nát nhà tan, trôi giạc khắp nơi A, ngươi là một hiểu sâu nghĩa cả hảo hài tử, nên biết, nam tử hán đại trượng phu, hẳn là có cái nên làm, có việc không nên làm. Tiểu thuận cúi đầu trầm mặt một lát, lại ngẩng đầu lên thời gian, trên mặt của hắn tràn đầy kiên quyết, ôm vi phó, ngài nói đúng, nam tử hán, hẳn là có cái nên làm, có việc không nên làm non thuận này liền đem tất cả nói cho ngài, là. Đang nói, tiểu thuận con ngươi đột nhiên trừng lớn, thân thể một quai liền đảo hướng dưới đất. Ông Dịch nho sợ đến kinh hãi, tiến lên một bước, đem tiểu thuận thân thể tiếp được, nhấn một cái hơi thở của hắn, vậy mà đã đứt hơi. Tiểu Thuận, tiểu Thuận. Ông Dịch nho nhìn vẫn cùng ở bên cạnh mình rõ ràng nhân thoáng cái tử, chỉ cảm thấy trong cơ thể như là có một luồng gió bão ở nổi lên hắn cơ hồ muốn phát cuồng. Đảng lý trí lại nói cho hắn biết, bây giờ không phải là xúc động thời gian. Hắn rung bắt tay vào làm, đang muốn cởi ra tiểu thuận y phục, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng chợt quát, dịch nho, không nghĩ đến, ngươi vậy mà phát rồ đến đây, có phải hay không tiểu thuận phát hiện ngươi làm dèm pha, cho nên, ngươi mới đem hắn giết. Ông dịch nho tượng là không có nghe thấy người tới nói chuyện, như cũ xé mở tiểu thuận y phục, ở nơi ngực ấn mấy cái sau đó lại ở tráng sử ấn mấy cái, này mới chậm rãi đứng đứng dậy, đối mặt người tới, nhàn nhạt nói, ta cũng không nghĩ đến, người tới sẽ là ngươi. Vì sao? Lòng biết ơn mặt dưới ánh mặt trời, vẫn như cũ có vẻ dữ tợn, bởi vì sự tồn tại của ngươi uy hiếp được ta. Ôm dịch nho khuôn mặt tuấn tú thoáng qua một tia đau đớn, ta vẫn khi ngươi là trưởng bối nhìn nhau, nếu như ngươi ra một tiếng, ta thà rằng từ chức ly cung, vì sao ngươi muốn liên lụy người vô tội? vì sao ngươi muốn đẩy hai nước nguy nan mà không cố? ha 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 ha! lòng biết ơn ngửa đầu cười to, vô tội người, hai nước nguy nan quan ta chuyện gì? chỉ cần lão phu có ngày lành quá, ta quản ngươi đánh sinh đánh chết đô cùng ta không có quan hệ. sư thúc, ngươi, ngươi sao có thể biến thành như vậy? danh lợi, ngươi thật thấy như vậy nặng sao? lòng biết ơn trên mặt vẻ mặt càng rỡ là ta không chỉ muốn danh lợi ta còn muốn muốn thăng chức rất nhanh chỉ cần thương ngô quốc hoàng thượng vừa chết ta là có thể thăng quan tiến tước ngồi lên cao nhất vị trí hưởng thụ vinh hoa phú quý đột nhiên một tiếng kiều giòn thanh âm vang lên sợ rằng tạ y giam mộng đẹp muốn chung kết lòng biết ơn thân thể chấn động bỗng nhiên xoay người đang nhìn đến rất một bụng nhỏ tiếu nhiên đứng ở cạnh cửa quân phi vũ cùng quân thiên hữu cùng liên can thị vệ lúc nét mặt già nua lập tức trắng, đôi chân vô lực mềm nhũng xuống, trung rẩy thanh âm bái kiến, vi thần khấu kiến công chúa Điện Hạ. Người tới, cấp bản cung đem hắn bắt, đánh vào thiên lao, chờ xử trí. Là, liên can thị vệ ở quân thiên hữu dẫn đầu hạ, một ầm mà lên, một phen bắt lòng biết ơn, đưa hắn trói cái kết chắc thực. Lòng biết ơn lúc này mới như là phản ứng qua đây, quay đầu rống to hơn, công chúa Điện Hạ, Vi thần oan uổng a, à, công chúa điện hạ. Vi thần oan uổng a, à, việc này đều là ôn dịch nho làm, là hắn muốn vu oan giá họa, giết người diệt. Công chúa điện hạ minh xét a. À. Quân phi vũ liếc mắt nhìn ngã xuống dưới đất đã đứt hơi tiểu thuận, ngước mắt nhìn về phía ôn dịch nho kia trương đã khôi phục bình tĩnh khuôn mặt tuấn tú, khẽ thở dài một hơi. Ngươi là thế nào đoán được đến là hắn ra tay chân? Ôn dịch nho ngửa đầu nhìn trời, ta nhớ sư phó lâm chung thời gian hắn đã nói không ra lời, chỉ là nhìn ta, kia trong mắt tựa là cất giấu rất nhiều sự, hắn tượng muốn nói cho ta cái gì, lại khổ nổi nói không nên lời, ở hồi quan phản chiếu một khắc kia, hắn ở lòng bàn tay ta lý khắc kế tiếp tạ tự. Lúc đó, ta cho rằng sư hoa là muốn cảm tạ ta qua nhiều năm như vậy bồi ở bên cạnh hắn, mà lòng biết ơn, lại vẫn đối với ta chiếu cố có thêm. Ta chưa từng có đem một ít không tốt chuyện liên tưởng đến trên người của hắn. Lần này, ta cũng chỉ là bằng trực giác, muốn thử xem có phải hay không thái y giam ra nội gián, ở vừa bảo dược thời gian, ta phát hiện dược lon dược ra tuy ngã, nhưng kia lon đế lưu lại một điểm dược cấu, lại làm cho ta phát hiện khác thường. Nói đến đây, hắn mặt mày thoáng qua một tia buồn bã, trọng trọng than một tiếng, đảng ta thật không có nghĩ đến, hội thật là hắn. Quân phi vũ vỗ nhẹ nhẹ chụp vai hắn, trầm mặt một hồi, mới hỏi. Khi nếu như một lần nữa phối dược, Trầm Hương phải bao lâu mới có thể tỉnh? Ít nhất 5 ngày. Quân Phi vũ đôi mi thanh tú một túc, 5 ngày. Đã quá muộn. Chúng ta không có thời gian đẳng lâu như vậy. Trầm ngâm một hồi, nàng lập tức nói, như vậy đi. Dịch nho, ngươi theo chúng ta cùng nhau khởi hành, đi thương ngô quốc, đã muộn, sợ hội lầm đại sự. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 95 Thứ 95 chương ngọt ngào dày vò Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ông dịch nho lập tức phản đối, không được Thân thể của ngài không thể còn như vậy lăn qua lăn lại Vạn nhất ở trên đường có một ngoài ý muốn Ai tới nhận trách nhiệm này Chính ta tác quyết định, đương nhiên là chính ta phụ trách Ngươi yên tâm, chuyện này Ta sẽ lập tức đi báo cáo mẫu hoàng, dịch nho, việc này sự quan trọng đại, Hiện tại lòng biết ơn đã bị giam giữ, ngươi lập tức chuẩn bị một chút, đến lúc cùng chúng ta cùng đi. Ta cùng trầm hương thân thể, còn cần ngươi tới chiếu cố đâu. Quân phi vũ tín nhiệm khẩu khí, nhận ôn dịch nho tâm sinh cảm động. Quân phi vũ lại không có lại cho hắn nói chuyện dư địa, nói xong liền gọi thượng quân thiên hữu cùng nhau trực tiếp đi phượng nghi cung. Việc này sự quan trọng đại, nàng tin, thương ngô quốc như vậy khẩn trương hơn nữa đối với bọn họ tình hình như thế giải khẳng định sau lưng có người ở lửa cháy thêm dầu nếu như không nhanh chóng giải quyết không chỉ hai nước giao chiến ngay cả trầm hương chỉ sợ cũng không có cơ hội trở lại thương ngô quốc trầm hương một lòng đuổi đến xem nàng lại lấy mệnh cứu giúp như vậy tình sâu nghĩa nặng nam nhân nàng không thể để cho hắn gặp phải như vậy thương tổn dù cho hắn hôn mê còn có nàng ở nàng nhất định phải giúp hắn giải quyết xong vấn đề đối với quyết định của quân phi vũ quân mạc sầu đương nhiên lớn lực ủng hộ cũng chỉ có phương pháp này mới có thể ngăn chặn thương ngô người trong nước miệng thế nhưng đã quân phi vũ nói phía sau màn có độc thủ như vậy dọc theo con đường này nhất định là hung hiểm trọng trọng mà nàng lại người mang lục giáp theo trong lòng nói quân mạc sầu là không hy vọng quân phi vũ đi mạo hiểm như vậy lui một vạn bộ mà nói dù cho thương ngô quốc thật muốn kiên trì chiến tranh lấy phượng hoàng quốc đích thực lực cũng căn bản không sợ thương ngô quốc đột kích. Quân mặt sầu một đôi đôi mi thanh tú nhíu chặt cùng một chỗ, Vũ Nhi, ngươi thực sự suy nghĩ kỹ càng. Mẫu hoàng không hy vọng ngươi đi mạo hiểm. Quân phi Vũ cười cười, quyết định sự tình, thì ngược lại một thân ung dung, mẫu hoàng, nhi thần đã đã suy nghĩ kỹ, chỉ có như vậy, mới có thể tránh chiến sự phát sinh. Nhi thần cũng biết dọc theo con đường này sẽ có hung hiểm, đã ngay cả như vậy, nếu như nhi thần một mạng, có thể đổi lấy bách tính bình an, nhi thần tử cũng là có giá trị. Huống chi, nhi thần còn không nhất định sẽ có sự đâu. Quân mạc sầu thân thủ nắm tay nàng, người có ý ôm thiên hạ chi nhân đức, mẫu hoàng cũng rất là vui mừng. Ngươi đã đã quyết định, mẫu hoàng cũng không cần phải nhiều lời, dọc theo con đường này, chính mình muốn cẩn thận một chút. Quân phi vũ đem đầu tựa ở quân đừng khờ trên vai, ngây thơ cười, mẫu hoàng, ngươi cứ yên tâm đi. Nhi thần nhất định sẽ bình bình an an trở về gặp ngươi. Quân mặt sầu nhìn nàng, vẻ mặt sủng nịch pha trò nàng, ngươi xem ngươi, còn tượng đứa nhỏ như nhau, mẫu hoàng làm sao có thể yên tâm nga. Quân phi vũ đột nhiên nghiêm chỉnh lại, mẫu hoàng, ta đi sau này, liền xin nhờ ngươi chiếu cố tiêu bạch, lần này hắn và trầm hương vì cứu nhi thần, đô trúng độc hôn mê, nếu như bọn họ có bất kỳ ngoài ý muốn, nhi thần hội khổ sở một đời. Quân mạc sầu vỗ vỗ mu bàn tay nàng, ngươi yên tâm, mẫu hoàng hội chiếu cố tốt hắn, chờ ngươi về, bảo đảm ngươi thấy được một khỏe khỏe mạnh mạnh tiêu bạch. Cảm ơn mẫu hoàng. Chỗ ấy thần đi chuẩn bị một chút, thời gian thẩn trương, ngốc hội chuẩn bị lập tức xuất phát. Nhanh như vậy. Quân mạc sầu sửng sốt một chút, lại lập tức nói. Tạo điểm khởi hành cũng tốt. Bảo trọng. Mẫu hoàng bảo trọng quân phi vũ ôm lấy quân mặc sầu lại ở trên mặt của nàng hôn một cái lúc này mới đi ra ngoài nhìn quân phi vũ hơi có vẻ mập mạp bóng lưng quân mặc sầu chỉ cảm thấy trong mắt như là chảy ra một cổ nhiệt lưu chảy qua gương mặt nàng thẳng tích đến nàng đặt ở trước mặt mu bàn tay thượng khi cảm giác ấm áp thẳng thấm đến trong lòng trở lại phi vũ cung quân phi vũ lại tình nhi đi tìm đến tần thiếu dương lãnh vô tà dạ vô tinh ba người dặn bảo bọn họ ở mỗi người tổ lý các chọn 20 danh võ công cao thủ cùng lên đường, lại ở đại nội thị vệ lý lấy ra. 10 tên kinh kỵ binh, hợp thành một đội ngũ. Ngự y phương diện, trừ ôn dịch nho, còn khác bị một danh họ đổ ngự y, để ngừa khi cần đến. Đãi mọi người chỉnh trang xong, đã đến giờ mùi. Khởi giá. Theo một tiếng này trường uống, xe ngựa chậm rãi về phía trước đẩy mạnh, chậm rãi, bốn vó chạy phi, việc chạy càng nhanh, chạy ra hoàng cung, chạy ra hoàn thành cửa lớn. Hạo hạo đảng đảng đoàn xe lên đường, trung gian kẹp hai cổ xe ngựa, một chiếc là quân phi vũ cùng tình nhi ngồi, một chiếc là kia ôm dịch nho cùng đổ ngự y ngồi. Tần thiếu dương thay một thân thị vệ phục, cưỡi ngựa lĩnh ở phía trước xung phong, lãnh vô tà ở xe ngựa chắc áp trận, dạ vô tinh thì áp phía sau, mà mạch thiên hàng lại thành quân phi vũ người chăn ngựa, tự mình vì nàng giá phong cực kỳ xa hoa hoàng gia xe ngựa, bên trong không gian cực khoang, mềm dường thượng dùng chăn gấm phụ một tầng lại một tầng, chỉ sợ điên quân phi vũ, làm bị thương nàng, đi lúc đi, cũng là lấy tương đối chậm tốc độ đi tới. Chờ đến nguyệt rơi tây tà, quân phi vũ nhìn như vậy chậm xuống, sợ rằng không đến được mục tiêu dự định địa điểm, vội vàng nói thúc mạch thiên hàng tăng nhanh tốc độ, thiên hàng, mau nhượng đội ngũ tốc độ thêm nhanh một chút. Mạch thiên hàng quay đầu lại, không được tốc độ xe một mau, xe sốc nảy khởi đến, thân thể của ngươi sẽ chịu không nổi quân phi vũ cười nói. Ngươi yên tâm đi. Ta hiện tại thân thể hảo rất, ta vẫn công bảo vệ thai nhi là được, điểm này khổ, ta còn chịu được. Ngoan, nghe lời. Quân phi vũ một câu cuối cùng, nhượng mạch thiên hàng ngạch giang sinh mãn hắc tuyến, nàng khi hắn là đứa nhỏ sao. Còn ngoan, nghe lời, nghiêng đầu nhìn về phía lãnh vô tà kia trương băng hàng trên mặt nước toát ra cười vết. Mạch Thiên Hàng càng cảm thấy này tiểu nữ nhân thiếu giáo sơn. Đối lãnh vô tà một mắt đao bổ tới, hừ lạnh đạo, ngây thơ, ngươi đi thông tri thiếu dương tăng nhanh tốc độ. Lãnh vô tà hẹp dài phượng con ngươi nhẹ liếc Mạch Thiên Hàng khuôn mặt tuấn tú, nhìn trên mặt hắn hiện ra lúng túng, khóe môi câu khởi một mặt nghiền ngẫm tiếu ý, chắp tay nhận lệnh mà làm, là. Hắn kia phó ngầm hiểu bộ dáng, lại để cho Mạch Thiên Hàng mặt đen mấy phần. Xem ra hắn được tìm cơ hội cùng này thê chủ đại nhân hảo hảo khai thông một chút, trước mặt người ở bên ngoài, muốn cho hắn lưu chút mặt mũi mới được. Ai ngờ quân phi vũ liền là cố ý như vậy. Nàng liền thích trêu chọc mạch thiên hàng, mỗi lần nhìn hắn khối băng mặt bị lây một mặt ửng đỏ lúc, nàng liền cảm thấy hắn đặc biệt được coi được, cảm giác được mạch thiên hàng với nàng bất đồng, trong lòng cũng sẽ cảm giác đặc biệt có thành tựu. Nếu như mạch thiên hàng biết mục đích của nàng chỉ là vì đồ hắn vui vẻ, sợ rằng bất tức giận đến thổ huyết mới là lạ. Phong sương nội, con ngươi nhi nhìn chủ tử trên mặt kia vẽ mặt cười gian biểu tình, chủ tử, ngươi cười được hảo binh, quân phi vũ thân thủ nhẹ đâm một chút tình nhi, nha đầu chết tiệt, nói cái gì ngươi đô loạn học, cũng dám nói bản cung điển, ngươi tìm đánh nha. Tình nhi ủy khuất chu miệng lên, chủ tử, tự ngươi nói tất không phải nói xấu. Quân phi vũ nhịn cười không được lên tiếng, kia kiều giòn như ngọc rơi châu bàn bàn thanh âm bay ra phong ngoại, mê hoặc cả đám nam nhân tâm, mạch thiên hàng càng cảm giác sâu trong tâm linh như là bị rót vào cái gì, phồng lên được tràn đầy, ấm áp, cảm động. Chỉ cần nàng vui vẻ, ta cái gì đô nguyện ý. Chặt đuổi chậm đuổi dưới, trước lúc trời tối, bọn họ cuối cùng cũng đến trạm thứ nhất mục đích. Cách kinh thành gần đây thành nhỏ chuẩn an huyện. Khi bọn hắn đến thời gian, Đi tiền trạm thị vệ sớm đã cùng trạm dịch người phụ trách sớm đã đứng ở cửa lớn đón chào, vừa thấy quân phi vũ xuống xe ngựa, đồng thời quỳ xuống đón chào, cung nên công chúa điện hạ giá lâm, công chúa thiên tuế thiên thiên tuế. Bình thân Quân phi vũ quan sát này đơn giản xong tầng trạm dịch, ở không có cảm giác đến khác thường thời gian, mới bước đi bước vào cửa lớn. Cẩn thận trạm dịch chủ sớm đã chuẩn bị xong nước nóng thức ăn, chưa từng có nhiều nói chuyện phím. Ra lúc quân phi vũ đã hạ lệnh cấm, bất luận cái gì ở trên đường cũng không được uống một giọt rượu, người vi phạm nghiêm trị, đại sự hoàng sao, lại vừa tổ chức yến hội, những đại gia ăn uống no đủ. May mà cả đám toàn là người một nhà, đại gia cũng không có câu oán hận, ăn no rửa mặt chảy đầu hảo liền mỗi người đi ngủ. Quân phi vũ đơn độc một gian tình nhi tùy thị ở trắc, phao cái đẹp đẹp tắm hậu, tẩy đi một thân mệt mỏi, quân phi vũ trái lại cảm thấy tinh thần được rồi buồn chán dưới, liền sai tình nhi đi tìm mạch thiên hàng qua đây cho nàng giải buồn bồi ngủ. Chỉ chốc lát, mạch thiên hàng kia một thân bạch y thon dài thân ảnh liền xuất hiện ở ngoài cửa, kia một thân bạch y, ngay cả là ở gấp rút lên đường, lại vẫn như củ trắng tinh như tuyết, bất nhiễm một tia bụi, phối thượng kia trương bông tuyết bàn lóng lánh tuấn mặt, thế nào nhìn thế nào thuận mắt. Quân phi vũ triều hắn vẫy vẫy tay, thiên hàng, qua đây. Mạch thiên hàng đến gần trước giường ngồi xuống, Tình nhi nhìn công chúa kia cười đến tượng hoa nở như nhau tiếu mặt, vụng trộn cười một chút, liền săn sóc giúp bọn hắn đóng cửa lại. Quân phi vũ nhẹ tay xoa hắn đông lạnh được có chút lạnh giá khuôn mặt tuấn tú, khí trời lạnh, mau lên đây. Mạch thiên hàng con ngươi trung thoáng qua một tia sáng, khóe môi câu khởi một tia mỉm cười, hảo. Hắn động tác nhanh nhẹn cởi chính mình áo khoác, tượng cá chạch như nhau chui vào trong chăn, đem nàng chăm chú lâu ở tại trong lòng, vũ nhi, có thể như vậy ôm ngươi, thật tốt. Quân phi vũ tâm trạng thương tiếc, bọn họ đơn độc ở chung cơ hội thật là một tay cũng không đủ sổ, ngẩng đầu, ôm lấy hắn mảnh thân hắn một ngụm, đứa ngốc, sau này cơ hội như vậy nhiều phải là. Gần đây chỉ là sự tình nhiều lắm, nhất kiện sau đó nhất kiện, chờ chúng ta an định lại, ta nhất định hảo hảo bồi cùng các ngươi. Mạch thiên hàng nhẹ vỗ về nàng kia tức khắc đen nhánh mái tóc, vừa rửa quá mái tóc chính tản ra trận trận thơm dịu, không ngừng chui vào hắn chóp mũi, ở vô hình trung treo chọc hắn, khảo nghiệm hắn tự chủ. Quân phi vũ đem thân thể dựa vào nhập trong ngực của hắn, tay lãm hông của hắn, đem đầu gối lên lồng ngực của hắn, tìm cái thoải mái vị trí nhắm mắt lại. Có bọn họ bên người cùng, nàng liền sẽ không cảm thấy cô đơn, hội có một loại bị hạnh phúc vây quanh cảm giác. Nghe trên người hắn thơm ngát, nàng trái lại chớp mắt liền đã ngủ, chỉ là khổ mạch thiên hàng, ôm hương nhuyễn ngọc trong ngực, có thể sờ có thể thân, nghẹn túc hỏa, lại không thể phát tiết. Một đêm, ngay loại này ngọt ngào dày vò trung nhịn qua đây. Ngày hôm sau giờ mẹo, thiên tài tảng sáng, mọi người liền đã sơ lưu thỏa đáng, chờ công chúa Điện Hạ đứng dậy, hảo tiếp tục chạy tới tiếp theo trạm. Đương mạch thiên hàng nhẹ ôm một thân ngáp liên tục không hề dáng vẻ đáng nói quân phi vũ đi ra lúc, mọi người mới tỉnh ngộ, thảo nào tối hôm qua không thấy mạch đại quan nhân, nguyên lai là bị công chúa triệu đi thị tẩm. Tần Thiếu Dương nhìn mạch thiên hàng trong lòng kia trương hồng phấn tiếu mặt, lông mi của nàng còn đang khẽ rung, một thân tựa ở mạch thiên hàng trên người, kiều biến nhát vô lực bộ dáng, có thể kích thích bất luận cái gì nam nhân thương tiếc cùng che chở. Nhưng lại, tiến lên che chở nam nhân không phải hắn. Nghĩ đến dù cho tiếng cung, chính mình lại vẫn như cũ cùng nàng có như là ngàn vạn lý cách, dù cho lãnh tình như tấu thiếu dương, cũng nhịn không được trong lòng buồn bã. Lần đầu tiên nhìn thấy của nàng thời gian, vốn là nhận nhiệm vụ, muốn giết nàng, nhưng sau đó Trầm Hương lại phái người tìm tới cửa, nói muốn hắn cứu nàng, bảo hộ nàng. Cùng Hoa Trầm Hương tương giao lâu như vậy, hắn chưa từng có đã từng gặp Hoa Trầm Hương như vậy quan tâm bất cứ người nào, mặc dù Trầm Hương nhân thoạt nhìn luôn luôn như vậy ôn hòa có lễ, chỉ có hắn biết, nội tâm của hắn có bao nhiêu lãnh khốc. Một như vậy lãnh khốc nam nhân, vậy mà sẽ làm hắn đi bảo hộ một nữ nhân hơn nữa còn là một trong hoàng thất nhân hạ lệnh giết chết nữ nhân khi biết quân phi vũ thân phận sau này hắn mới có hơi tỉnh ngộ nguyên lai hoa trầm hương vẫn là không có biến hắn vẫn là có mục đích tới gần của nàng tâm trạng đối quân phi vũ tự là có chút đồng tình thân nhân muốn giết nàng cho rằng người yêu muốn lợi dụng nàng nếu như bị nàng biết chân tướng nàng hội làm như thế nào hắn thực sự rất tò mò cho nên khi hắn đem nàng mang trở về sơn trang thời gian, hắn cố ý làm cho người ta đi nhục nhã nàng, lại ngoài ý muốn phát hiện, quân phi vũ vậy mà không có bình thường công chúa như vậy uyển chuyển hàm xúc hoặc cố làm ra vẻ, nghĩ khởi nàng giống như bị chọc tức tiểu thú bình thường gào thét, chặt nếu chặt cái kia béo tẩu làm nhiều việc cùng lúc liên phiến nàng bạc tay lúc cường hãn bộ dáng, mỗi khi nghĩ khởi, hắn luôn luôn hội vui mừng câu khởi khóe môi. Ở đó một cái chớp mắt, luôn luôn lạnh lùng vô tình hắn, vậy mà cảm giác tâm tư đã động khi thấy trầm hương cùng nàng hổ động lúc tim của hắn sẽ vì nàng đau vì nàng đổ vì nàng khó chịu ở bọn họ lúc rời đi hắn còn cố ý ác liệt nói cho nàng hắn uy nàng phục hợp hoang đan cần mỗi tháng định kỳ tiến hành nam nữ giao hợp mới có thể ngăn cản độc phát nàng quả nhiên hận hắn như vậy sắc bén khắc cốt ánh mắt cứ như vậy khắc ở tim của hắn thường có hận cũng tốt dễ chịu nàng quên mất hắn Hắn thực sự nghĩ nói cho nàng, không muốn cùng Trầm Hương đi, hắn làm bị thương ngươi, ở đó cái thời gian, hắn căn bản không có nghĩ đến Trầm Hương hội thực sự vì nàng thay đổi, vậy mà vì nàng không toàn bộ hậu cung, độc với nàng một người. Quyết định của Trầm Hương cũng ảnh hưởng hắn. Dù sao ở Phượng Hoàng quốc, một nữ đa phu là chuyện rất bình thường, ngay cả hắn trang chủ mẫu thân, cũng có một phu nhị thị. Đã hắn quên không nhớ được nàng như vậy hắn liền muốn tìm cầu phương pháp ở lại bên cạnh nàng nghe tới nàng muốn tổ chức chọn phu tái thời gian hắn không nói hai lời liền đi ghi danh hắn thực sự rất muốn thấy nàng đến lúc tiếu trên mặt lại xuất hiện thế nào đặc sắc biểu tình quả nhiên khi hắn xuất hiện ở trước mặt nàng lúc nàng vẽ mặt không dám tin tưởng hỏi hắn vì sao lại xuất hiện lúc đó tim của hắn vừa ngọt vừa chua ngọt chính là nàng còn nhớ hắn toan chính là nàng tự hồ không quá hoan nghênh hắn đến, thậm chí ở nàng long lanh nước trong tròng mắt đen nhìn thấy một mặt hoài nghi. Hắn biết, của nàng phu thị đông đảo, thả mỗi một người đều là nhân trung long phượng, mình ở trong bọn họ gian chiếm không đến bất luận cái gì một điểm ưu thế, muốn thắng của nàng quan tâm cùng lòng của nàng, chỉ sợ không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể thành công bất kể như thế nào, ít nhất, hiện tại hắn có thể đứng ở bên cạnh nàng, cũng đã cách nàng gần một bước. Trải qua đoạn này thời gian ở chung, hắn có thể cảm giác được, Phi Vũ đã dần dần coi trọng hắn. Hiện tại chính là nàng leo lên ngai vàng trước thời buổi rối loạn, nếu như biểu hiện của mình hảo, nói không chừng rất nhanh là có thể đạt được của nàng lọc mắt xanh. Nghĩ đến đây, môi của hắn giác liền hiện lên một tia cay đắng cười. Lúc nào hắn tần thiếu dương cũng trở nên như vậy trắc vi, đề thân nhân cơ hồ đạp phá lãm nguyệt sơn trang cửa lớn, nhưng hắn lại như vậy trắc vi khác cầu đạt được của nàng lọt mắt xanh, nói ra, sợ là không ai tin đi. Tựa như hắn không tin cảm thấy sẽ vì nàng cam nguyện vứt bỏ tất cả như nhau. Bây giờ, nhìn mạch thiên hàng ôm nàng ra, trong lòng có chút đau, có chút ma, có chút toan, hận không thể có thể thay thay mạch thiên hàng vị trí, đem nàng ôm thật chặt vào trong ngực của mình, hảo hảo đích thân lên kỹ miệng. Nhưng này tất cả, với hắn này chưa bị tán thành nam nhân mà nói, còn là một loại mong muốn mà không có thể đụng tham vọng quá đáng. Chỉ có thể dương mắt nhìn, đầy cõi lòng hy vọng chờ, làm đến nơi đến chốn nỗ lực, chờ ánh bình minh tiến đến ngày đó. Tần thiếu dương thu thập xong tâm tình của mình, nhẹ thân nhảy, xoay người lên ngựa, khóe mắt dư quan ngắm quá, lại phát hiện lãnh vô tà cùng dạ vô tin biểu tình vậy mà cùng hắn như nhau, ở mặt của bọn họ thượng, hắn giống như là nhìn thấy chính mình bọn họ đồng dạng ở cảm tình vũng bùng trung tuyệt vọng dãy dụa, chờ, ngóng nhìn sẽ có một ngày có thể thủ được vân khai thấy Nguyệt Minh. Quân phi vũ tựa là cảm thấy ba người bọn họ khác thường, hơi rung động lông mi nhẹ nhất lên, đi qua bên cạnh bọn họ thời gian, đột nhiên vung lên vẻ mỉm cười, nhật nhạt lê cơn xoáy, như là đầy rượu ngon, để cho bọn họ chỉ là như thế nhìn, đã say. Nhìn trong mắt bọn họ lộ ra không tự chủ say đắm cùng cùng nhiệt, quân phi vũ trong lòng ấm áp, thiếu dương ngây thơ vô tinh đoạn đường này nhưng muốn vất vả các ngươi có gia nhân một câu nói kia dù cho để cho bọn họ tử sợ cũng cam tâm tình nguyện quân phi vũ đương nhiên sâu hiểu đạo dùng người thế nào làm cho nam nhân trong lòng cũng có thể cân bằng làm cho nam nhân cũng có thể ở chính mình ở đây đạt được tinh thần hoặc thịt hưu thỏa mãn ngự nam thuật ở đoạn thời gian này tới nay nàng càng có thể dùng giày công tôi luyện tề gia trị quốc bình thiên hạ nếu như nàng liên này đó nam nhân đều điều khiển không được gì nói trị quốc nếu như có thể điều khiển được này đó nam nhân muốn trị quốc muốn bình thiên hạ chẳng phải là niêm tay tức đến quân phi vũ chưa bao giờ phủ nhận chính mình rất xấu của nàng chiếm hữu dục rất mạnh nàng muốn mỗi người đàn ông trong lòng đô chỉ có nàng càng lấy làm trung tâm không thể phụ bạc nàng mà nàng đương nhiên cũng sẽ lấy tâm thân mật nàng bất xa cầu mỗi một người nam nhân cũng có thể đạt được trăm phần trăm hài lòng nhưng ít ra hài lòng độ muốn đạt tám mươi lăm phần trăm trở lên lần này chọn phu nhân ở giữa tấu thiếu dương lãnh vô tà dạ vô tinh nếu như không có ngoài ý muốn nhất định sẽ xếp vào của nàng phu thị ở giữa những nam nhân khác làm cho nàng khắc sâu ấn tượng không nhiều ba người bọn họ hơn nửa trầm hương tiêu bạch bọn họ năm liền có chính lão công Hàng hách giá liệt giải kiềm tể thù chuột nguy đảng sang ầm quảng trang cởi hết, khi nhiều lắm có nhìn đầu A, à, quân phi vũ nhịn không được ăn ăn thấp cười rộ lên. Một ngày nào đó, nàng nhìn thấy kiến thức thức Mỹ Nam cởi sạch bài bài trạm lửa nóng cảnh. Nhìn quân phi vũ kia vẻ mặt tính toán cười, tình nhi nhịn không được trùng mình một cái, này công chúa không biết lại muốn tính toán người nào. Vừa mới cái kia sinh qua tình tiết muốn hoãn lại một chút, này trung gian còn có một chút tình tiết không viết xong được chờ kỹ chương tái sinh qua, trước kịch thấu một điểm, qua nhi này ở trong bụng lăn qua lăn lại, sinh ra cũng tuyệt đối là cái không đồng nhất bàn hảo qua. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 96 Thứ 96 chương ai hạ sát chiêu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Theo trời mới vừa tờ mờ sáng, càng đi sắc trời cũng càng sáng, quân phi vũ nhìn thùng xe bên ngoài kia lượng được thiểm mắt thái dương đột nhiên nhớ lại trước đây lão gia một cũ tập lão gia mỗi một đối người mới kết hôn thời gian nhà trai đi đón tân nương đều phải sớm rời giường sau đó ở đem tân nương tiếp hồi nhà chồng thời gian sắc trời càng ngày càng sáng cũng đại biểu hai vợ chồng tiểu nhật tử hội càng lúc càng cảnh xuân quay đầu lại ngẫm lại chính mình quân phi vũ khóe môi nổi lên một nụ cười khổ từ lúc xuyên tới nơi này mỗi ngày ăn sung mặt sướng cũng không phải sai, nhưng ngắn chưa tới nửa năm thời gian, chính mình đã ở quỷ môn quan đã chuyển kỹ vì, đã trải qua kỹ sinh kỹ tử, nếu không phải bên người mấy nam nhân liều mình cứu giúp, sợ rằng chính mình đã sớm đến Diêm Vương chỗ đó báo danh đi. Mà chính mình lý tưởng trung cái loại đó phu thê ân ái nam canh nữ dệt đánh đàn độ nhật đơn giản vui vẻ ngày, hiện tại cũng cảm giác cách mình càng ngày càng xa. Ngày hôm đó đầu là càng đi càng sáng, thế nhưng, lại đi xuống cũng sẽ càng đi việc ám. Trời tối, ánh bình minh, lại trời tối, lại ánh bình minh, ngày không ngừng thay thế, giống như là nhân sinh luân bàn như nhau, đổi qua một vòng lại một vòng, lưu lại, chỉ là kia năm tháng trước mắt các loại dấu vết. Hiện đại, phụ mẫu thân, đồng đồng, hàng tử tuấn, tự hồ đã là rất xa xôi rất xa xôi chuyện cũ, trừ mỗi khi nghĩ khởi lúc cái loại đó nổi khổ riêng, có thể làm cho nàng cảm giác được bọn họ là thực sự ở của nàng trong sinh mệnh từng tồn tại, bây giờ còn có thể còn lại những thứ gì. Nếu như không nghĩ nữa khởi, nàng thậm chí cho rằng, chính mình trời sinh chính là quân phi vũ, mà không phải là nam cung tỉnh. Quân phi vũ trên mặt đột nhiên dũng hiện ra đau thương, dọa ngồi ở một bên hầu hạ con ngươi nhi, nàng có chút khẩn trương quỳ gối giường tiền hỏi. Công chúa, ngài thế nào? quân phi vũ xóa đi khóe mắt muốn tràn ra lệ triều con ngươi nhi cười cười con ngươi nhi ta không sao ta cho ngươi hát bài hát có được không con ngươi nhi trong mắt thoáng qua một tia thương tiếc thanh xuân xinh đẹp trên mặt lại vung lên vẻ mặt ánh nắng bàn sáng cười nhẹ nhàng thanh âm làm cho người ta tâm tình cũng tung bay khởi đến hảo nha công chúa tiếng ca tối dễ nghe nô tỳ lần này có thể có nhĩ phúc quân phi vũ cười nhẹ nhấp mân môi nhắm mắt lại bắt đầu thanh hát lên. Bằng hữu ngươi hôm nay liền muốn đi xa, cạn ly rượu này, quên mất ngày đó nhai cô lữ sầu, một say đến thiên đầu cùng. Có lẽ ngươi bắt đầu từ hôm nay phiêu lưu không nữa dừng lại thời gian, nhưng chúng ta cùng nhau dơ lên chén rượu này, thiên chén A, bằng hữu. Bằng hữu ngươi hôm nay liền muốn đi xa, cạn ly rượu này, bầu trời là xanh thẳm tự do, ngươi khát vọng có. Chỉ mong kia vô cấu vô bó cuộc sống đêm không còn là một loại xa cầu nhưng chúng ta lại lần nữa dơ lên chén rượu này, thiên chén A, bằng hữu. Bằng hữu ngươi hôm nay liền muốn đi xa, cạn ly rượu này, lục lục vùng quê không có đầu cùng, tự nhiên lúc trong mắt, nghĩ ngươi còn muốn xung quanh đi phiêu lưu chỉ vì có thể bị chính mình tả hữu. Đột nhiên lại cũng không ngừng được rơi lệ, cụng ly A, bằng hữu. Cụng ly, bằng hữu. Cụng ly, bằng hữu. Ngày đó nhai cô lữ bàn vô tận sầu, khi khát vọng vô cấu vô bó cuộc sống, đô không thể không xung quanh phiêu lưu bất đắc dĩ, xuyên qua quân phi vũ kia thanh linh trung lộ ra một loại vô biên thê lương bi thương tiếng ca xa xa phiêu ra, sở hữu người nghe không một không động dung. Đoàn xe tốc độ vậy mà tự động tự phát chậm khởi đến, nhìn mặt trời chói chang nhô lên cao, mạch thiên hàng nhìn xung quanh hoàn cảnh, tiếng lên trung này đại đạo chính là lâm âm đại đạo, hắn thân thủ gọi tới lãnh vô tà rỉ tai mấy câu lãnh vô tà gật gật đầu, lập tức thúc ngựa chạy về phía đội ngũ đằng trước, hạ lệnh toàn thể nhân viên ở tại chỗ nghỉ ngơi. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, mạch thiên hàng thân ảnh cấp tốc chui vào thùng xe, triều tình nhi ra hiệu liếc mắt một cái, con ngươi nhi lập tức lui ra ngoài. Quân phi vũ ngồi dậy thân, không hiểu hỏi, tại sao dừng lại. Mạch thiên hàng khóe môi hơi nhếch lên, thái dương thái liệt, nhượng các huynh đệ đô bổ chút nước nghỉ ngơi một chút lại lên đường. Quân phi vũ trắc con ngươi liếc xéo hắn, cười đến vô tâm vô phế, ta còn tưởng rằng là người nào đó tư tâm quấy phá, cho nên mới làm cho người ta dừng lại. Chuyện cười hoàng hắn, quân phi vũ nắm tay hắn, vẻ mặt chính kinh nói, thiên hàng, cảm ơn ngươi, ta không sao, còn là mau lên đường đi, chớ vì ta để lỡ chính sự. Mạch thiên hàng hai tay phủng mặt của nàng, vẻ mặt thành thật nghiêm túc nói, vũ nhi, ở trong lòng ta, ai an toàn đô thua kém ngươi, ai vui vẻ cũng đều thua kém ngươi vui vẻ. Ta chỉ muốn Vũ Nhi thật vui vẻ, tượng vừa như vậy tiếng ca, thê lương bất đắc dĩ được nhượng lòng ta loạn được hốt hoảng. Vũ Nhi, ngươi sẽ không cô độc, cạnh ngươi có có cùng đại ca tam đệ bọn họ, chúng ta nhất định sẽ canh giữ ở bên cạnh ngươi, trừ phi chúng ta toàn bộ ngã xuống. Nói xong, hắn đem nàng chăm chú ủng tiếng trong lòng, cầm để ở nàng đỉnh đầu cỏ sát, đưa hắn ấm áp từng chút từng chút cho làm con thừa tự cho nàng, Ấm áp nàng có chút lạnh giá thân thể. Quân phi vũ nhẹ tân một tiếng, hai tay dùng sức hồi ôm lấy hắn, muốn đem dấu tại thân thể ở chỗ sâu trong cô độc cấp đuổi xa ra, thiên hàng, ta muốn uống rượu. Không được. Uống rượu đối đứa nhỏ không tốt. Quả nhiên nghe thấy hắn cự tuyệt, quân phi vũ than nhẹ một tiếng, ngươi thì không thể phóng túng một chút ta sao. Đối với ngươi tốt, mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta cũng sẽ cấp đối ngươi không tốt, ta sẽ không dung túng ngươi. Quân phi vũ nhẹ bóp một chút hông của hắn, cảm giác được hắn run rẩy, cười nói. Ngươi nha, thật đúng là có nề nếp, cố chấp. Là, ta là cố chấp, ai nhượng ta này cố chấp cũng chỉ nhắm ngay ngươi. Hai người không nói gì thêm, chỉ là ôm nhau nửa ngày, cho đến quân phi vũ nước mắt nói với hắn, lên đường đi. Hảo, buổi sáng còn là diễm dương cao chiếu, buổi chiều vậy mà đột nhiên hạ khởi mưa đến, khí trời càng lạnh cho ra kỳ. Hiện tại chính tiếng vào mùa xuân nhiều mưa mùa, khí trời chưa ấm lại, quân phi vũ nhìn thấy bọn thị vệ đô đông lạnh được xanh cả mặt, vội vàng vén rèm nói với mạch thiên hàng, thiên hàng, tìm một chỗ nghỉ chân đi. Biệt đem bọn họ đô cấp đông lạnh hỏng rồi. Mạch thiên hàng quay đầu lại, con ngươi đen lóe doanh quang, ngươi yên tâm đi. Đông lạnh không xấu bọn họ, chờ thêm này đỉnh núi, đã đến mục đích của chúng ta Yên Châu. Lúc này, Tần Thiếu Dương vang dội thanh âm truyền tới, các vị, phía trước chính là trên giang hồ có tiếng huyết sát lĩnh, lộ không quá bình, đại gia chú ý. Tần Thiếu Dương câu này, lộ không quá bình, đại bộ phận nhân tâm lý đều hiểu, huyết sát lĩnh, không chỉ lộ khổ sở, ở đây còn cất giấu hai đạo tặc. Huyết sát song ma Nếu có nhân nghĩ đối hoa trầm hương hoặc quân phi vũ hạ thủ, nơi này chính là một địa điểm tốt hiện tại lại đụng với mưa dầm kéo dài, có thể nói, thiên thời địa lợi đều bị đối phương chiếm hết, nếu như không lợi dụng, kia nhưng liền thật không thể nào nói nổi. Cũng chính là bởi vì như vậy, tần thiếu dương, lãnh vô tà, dạ vô tinh, bao gồm mạch thiên hàng, trong lòng mới có thể coi trọng khởi đến, mà tần thiếu dương cũng mới hội nói nhắc nhở đại gia cẩn thận. Xe ngựa ở đường núi gập ghềnh trung đi tới, thân xe lay động nhoáng lên, mạch thiên hàng lo lắng quân phi vũ an toàn, lại quay đầu lại căn dặn tình nhi, tình nhi, sơn đạo không dễ đi, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng công chúa. Tình nhi lập tức đáp. Nô tỳ biết. Đột nhiên, hai bên trong rừng cây có một luồng sắc bén sát khí sông thẳng ra, mạch thiên hàng trong lòng cả kinh, quả nhiên có mai phục. Môi của hắn giác câu khởi một tia cắn máu cười lạnh, cùng lãnh vô tà liếc mắt nhìn nhau, đây đó gật gật đầu, dẫn đầu tần thiếu dương đã ở đồng thời cảm thấy này cổ sát khí, cờ lệnh vung lên, dừng giá. Xe ngựa thượng chưa dừng hẳn, đã có không ít mũi tên nhọn mang theo sắc bén sát khí theo hai bên hàng rào lâm tật bắn ra. Quân phi vũ nghe bên ngoài truyền đến ngựa hí kêu dài thanh, trong lòng cũng bắt đầu khẩn trương khởi đến, vén trèm vừa nhìn, mặc dù nhân còn chưa có phát hiện bị thương, nhưng bọn hắn tọa kỵ đã có bất ngã xuống. Ngay người ngã ngựa đổ chính loạn thành một đoàn lúc, một nhóm hắc y nhân theo hai bên trái phải phân giết ra. Tần Thiếu Dương rống to hơn, một đội tùy ta giết ra, nhị đội tam đội hộ giá thù, theo người của đối phương Tây cùng tổ chức đến xem, lần này đối phương tuyệt đối là muốn bọn họ mệnh, những hắc y nhân này tất cả đều là lấy không muốn sống ẩu đả, liều chết cũng muốn kéo đối phương cùng đến chỗ chết phương thức, hết sức đánh thẳng vào quân phi vũ bên này nhân mã. Ngay cả quân phi vũ đô thấy âm thầm kinh hãi, tiếp tục như vậy, sợ rằng chính mình bên này thảo không được rồi quân phi vũ dứt khoát đứng ra xe ngựa bên ngoài đôi mắt sáng một mị đại gia cấp bản cung nghe đem những người này toàn vết mọi người quan thăng nhất cấp mỗi vết một người áo đen khác thưởng ngân một ngàn lượng quân phi vũ vừa nói một bên tiếp được một chi tật bắn về phía của nàng tên trở tay vung liền tật bắn trở lại đáp lại của nàng liền là một tiếng nhẹ tắt thở thanh trọng thưởng dưới tất có dũng phu sự phát hiện này cự mặc kệ ở nơi nào đô áp dụng vừa có chức quan bạc khen thưởng, lại nhìn đến quân phi vũ ra này một thân, này đó thị vệ càng sĩ khí đại chấn. Mạch Thiên Hàng giết một người áo đen, vội vàng vọt tới bên cạnh nàng, Vũ Nhi, ngươi mau vào đi. Ngươi như vậy ra quá nguy hiểm, ngươi đi vào, vận công bảo vệ mình và trong bụng đứa nhỏ, tình nhi, ngươi che tay. Nói xong, hắn lấy ra một quảng ngọc tiêu, bắt đầu thổi khởi nhạc khúc. U u oán oán, ai ai quấn quấn nhạc khúc, tế như tơ miên, chậm rãi xông vào mỗi người trong đầu, hắc y nhân liều mạng tựa như động tác bắt đầu chậm lại, theo mạch thiên hàng kia càng lúc càng thê lương tiếng tiêu, mỗi người đều có một loại buồn bã rơi lệ xúc động. Hắc y nhân động tác càng ngày càng chậm, nhưng cơ hội này, tần thiếu dương, lãnh vô tà cùng dạ vô tin nhanh chóng hạ ngoan chiêu, mỗi một chiêu đều thẳng trung kẻ địch muốn hại, giữa sân tình thế nhanh quay ngược trở lại. Đương mạch thiên hàng thả tay xuống trung trường tiêu lúc, trong sân hắc y nhân đã toàn bộ đền tội. Quân phi vũ có chút kinh ngạc, nghe đồng mạch thiên hàng tên thanh có thể giết người, nhìn vừa những người áo đen kia đần độn bộ dáng, không nghĩ đến, hắn còn có thể dùng tiếng tiêu khống chế nhân ý thức, may mắn có hắn như vậy tuyệt chiêu, bằng không lấy những hắc y nhân này bỏ mạng đến xem, bọn họ bên này dù cho có thể thắng, cũng cần phải tử thương không ít nhân tài đi. Mới vừa đi một hai thiên giống như này hung hiểm, phía sau còn có thể có cái gì sát chiêu đang chờ bọn họ đâu. Những người này, liền thật như vậy không thể chờ đợi được sao? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 97 Thứ 97 chương gắn bó như môi với răng. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thương Ngô Quốc cùng Phượng Hoàng Quốc giao giới biên cảnh. Vu Tinh Thành ở vô tinh thành bên trong trại lính một người tướng lĩnh trong trại hoa trầm ngọc chắp tay sau lưng ở doanh nội qua lại đi cuối cùng ngồi trở lại trên giường nhìn cái kia nhắm mắt lại nhẹ mị nữ nhân hỏi yên nhi chúng ta bước đầu tiên kế hoạch thất bại vậy làm sao bây giờ trầm khó nhẹ nhẹ nhàng liếc hắn liếc mắt một cái lông mi thật dài nhẹ phiến mấy cái cười duyên đạo làm sao bây giờ chúng ta không phải còn có bước thứ hai bước thứ ba kế hoạch sao ta đã làm cho người ta đi chấp hành đệ nhị bộ kế hoạch. Ta cũng không tin, trải qua này một lần lại một lần tính toán, chúng ta đã hoa cơ hồ hơn nửa quốc khố ngân lượng đến mua bọn họ mệnh, còn giết không sạch sẽ bọn họ này một chi đội vân vân nhân. Nhất không tốt tính toán chính là, chẳng sợ chờ bọn hắn đến nơi này, chúng ta cũng có thể đi một bước cuối cùng kế hoạch, đem còn lại nhân từng cái từng cái thu thập hết. Nói chung, mặc kệ dùng hết biện pháp gì, Ta đô nhất định phải bọn họ tử. Hoa Trầm Ngọc nhìn này nhượng hắn xa lại trầm khó nhẹ, khẩn trương nói, Yên Nhi, ngươi đã đáp ứng ta, không giết nhị ca. Trầm khó nhẹ thân thủ ôm hông của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, kiều mị cười nói, chỉ cần ngươi nhị ca đem ngai vàng tặng cho ngươi, nhượng ta ngồi lên hoàng hậu vị trí, ta đương nhiên có thể không giết hắn. Vạn nhất, Vạn nhất hắn không đồng ý, vậy ta đương nhiên không tốt dơ cao đánh kẻ. Trầm khói nhẹ thấy hoa trầm mặt ngọc thượng do dự cùng không đành lòng, vội vàng đem thân thể mềm mại ôi đi vào, ngọc ca ca, ta hiện tại đem cái gì đô cho ngươi, làm này tất cả cũng đều là vì ngươi có thể ngồi lên kia đại bảo vị, chẳng lẽ ngươi thì không thể thông cảm một chút ta sao? Nói xong, tay nàng đã đưa vào hoa trầm ngọc cổ áo trung, tế tế cọ sát trước ngực hắn A điểm. Nghe hoa trầm ngọc nơi cổ họng truyền đến khẽ vang lên, trầm khói nhẹ dùng sức kéo cổ áo của hắn nhìn trước ngực hắn mẫn cảm điểm, triều hắn lộ ra một câu hồn cười quyến rũ, cúi đầu liền hôn lên. Hoa trầm ngọc chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, kia A đốt truyền đến một trận một trận nhiệt lưu, nhưng hắn lập tức có phản ứng, nghĩ khởi nàng ở trên giường chủ động, nghĩ khởi nàng mang cho hắn tiêu một hồn, hắn cũng nhịn không được nữa, kêu lên một tiếng đau đớn, liền đem nàng ném đi ở giường, liên y phục cũng không kịp thoát, trực tiếp hân khởi của nàng làng váy, liên rụng của nàng tiết khố cứ như vậy cứng rắn vọt đi vào ở cảm giác được nàng ấm áp chặt rất bọc lúc đầu óc của hắn phát nhiệt chỉ nghĩ hung hăng muốn nàng thân thể theo ý niệm điên cùng luật động lúc này dù cho nhượng hắn đi tử hắn cũng tuyệt đối sẽ không do dự ở hắn dưới thân trầm khó nhẹ yêu kiều nhẹ nga đem hết toàn thân thế võ đón ý nói hồ hắn cần hoa trầm ngọc chính là nàng chiến thắng hoa trầm hương duy nhất vương bài chỉ cần hoa trầm hương vừa chết đẳng hoa trầm ngọc ngồi lên ngai vàng, nàng thẩm gia là được quan khiên được tuyết, nàng trầm khói nhẹ là được hãnh diện, muốn làm gì thì làm. Chính là một cổ thân thể, tính vướng chân cái gì. Chỉ cần có thể cung nàng sai phái có giá trị lợi dụng nam nhân, ai muốn ai liền cầm đi. Trước đây, nàng tổng cho rằng tử thủ một người nam nhân, nàng là có thể cùng hắn gắn bó gần nhau bạch đầu dai lão, kết quả, kết quả là vì lợi ích, còn không phải là đem nàng cấp nói phao liền ném liên một điểm tình cảm cũng không cấp đem nàng thẩm gia một chút đánh vào địa ngục đi hiện tại nàng sẽ không lại ngu xuẩn nàng phải nghĩ biện pháp nắm giữ quyền hành muốn cho thương tổn quá người của nàng đô đợi không được kết cục tốt hoa trầm hương đã ta không chiếm được ngươi ta liền muốn phá hủy ngươi còn có quân phi vũ con tiện nhân kia phi không phải là một người nhân nhưng thượng đồ đê tiện sao nàng dựa vào cái gì đạt được nhiều như vậy nam nhân lọc mắt xanh cùng ưu ái. Còn bị hoa trầm hương kia người ngu ngốc trở thành bảo như nhau hầu hạ. Trầm khói nhẹ càng nghĩ càng giận, thân thể đô hơi rung lên, ngâm nga thanh đô biến thành thép chói tai, liền móng tay đô khác tiếng hoa trầm ngọc cánh tay, mang ra một tia vết máu. Hoa trầm ngọc lại hài lòng nguy, cho rằng là của mình dũng mãnh mới để cho nàng chịu không nổi, đến nỗi với rung rẩy thép chói tai, càng cho rằng nàng sẽ thích, hưng phấn sau khi, dưới thân huy động được càng đi dùng sức. Trầm khói nhẹ cảm thấy dưới thân truyền đến một trận một trận đau, nhưng nàng lại không có cổ họng một tiếng, chỉ có đau, mới có thể làm cho nàng nhớ kỹ, khi một đôi cậu nam nữ mang cho của nàng sỉ nhục, mới có thể làm cho nàng hận được càng thêm triệt để, mới có thể làm cho nàng hạ thủ thời gian càng thêm hung ác. Hoa trầm hương, quân phi vũ, ta mỗi ngày mỗi đêm tiếp nhận đau đớn, ta sẽ trăm ngàn bội trả lại cho ngươi các huyết sát lĩnh phong ba vừa mới quá, mọi người khí còn chưa có xuyển qua đây, tiếp lộ mà đến lại là lộ trung cạm bẫy, hoặc là trên núi đột nhiên lăn xuống tảng đá lớn đầu, hay hoặc giả là giấu ở trong rừng mũi tên nhọn đột nhiên bắn ra, mỗi một lần thần kỳ bất ngờ, đô hội tạo thành thị vệ đội tử thương, đối mặt với càng lúc càng sản tuấn tình thế, mạch thiên hàng, lãnh vô tà chờ người chân mày cũng việc nhăn càng chặt. Nhìn thị người của vệ đội sổ càng ngày càng ít, ngay cả tấu thiếu dương, lãnh vô tà cùng dạ vô tinh này mấy luôn luôn bình tĩnh bình tĩnh nam nhân cũng đều sốt ruột tần thiếu dương nhìn đứng ở một bên mặt không lên tiếng mạch thiên hàn lễ phép tiến lên trưng cầu ý kiến của hắn mạch đại ca bọn họ dùng xa luân chiến phương thức tiếp tục như vậy có thể không làm được nha chúng ta bây giờ nên làm gì có cần hay không chúng ta lại theo trong nhà điều những người này tay qua đây mạch thiên hàn biết xuân thiếu dương chỉ trong nhà chính là bọn họ cá nhân thế lực nghĩ đến bây giờ nguy hiểm, cũng là bất lại cấu nê, nếu như thiếu dương dễ dàng có thể thỉnh những người này đến lo trước khỏi họa đó là tốt nhất, đảng công chúa cùng hoàng thượng an toàn hơi trọng yếu hơn, cho nên đang chọn nhân thời gian thỉnh thiếu dương cần phải thận trọng. Tần thiếu dương sắc mặt căng thẳng, thiếu dương biết. Mạch Thiên Hàng vỗ vỗ Tần thiếu dương vai, "Hảo. Chờ chúng ta tới phía trước trạm dịch nghỉ ngơi thời gian, ngươi đi thêm ra." Minh Bạch Đương Mạch Thiên Hàng đem mấy người bọn hắn thương lượng hảo ý kiến chuyển đạt cho quân phi vũ thời gian. Quân phi vũ cũng rất là cảm động. Thiên Hàng, đẳng chuyện này xong sau này, ta nhất định phải hảo hảo thưởng thưởng mấy người bọn hắn. Ôi, đều tại ta hiện tại thân thể bất tiện, bằng không ta là có thể với các ngươi như nhau trường khắc giết địch, không giống hiện tại, trái lại nhượng các ngươi tới bảo hộ ta. Mạch Thiên Hàng nhẹ vỗ về mặt của nàng, ngươi nghĩ ngợi lung tung cái gì, bảo hộ ngươi vốn chính là mọi người chúng ta trách nhiệm, này không có gì nói tốt. Trái lại ngươi, nhìn nhìn ngươi, lúc này mới ra mấy ngày, này mặc đô gầy một vòng, nếu như bị đại ca bọn họ biết ta đem ngươi đói gầy, bọn họ phi tìm ta liều mạng không thể. Nhìn mặt thiên hàng kia trương trắng nõn được cơ hồ trong suốt khuôn mặt tuấn tú thượng hiện ra đến cười nhạt, tượng một đóa núi băng thượng tuyết liên tựa như, liên cười đô có vẻ như vậy băng thanh cao sạch, lộ ra một cổ thấm vào ruột gan thơm ngát, những tâm tình của nàng cũng theo vui vẻ quân phi vũ khóe môi cũng liệt ra trêu tức cười nói chúng ta thiên hàng hiện tại cũng sẽ cười thật là đẹp mắt sau này muốn nhiều cười cười biết không mạch thiên hàng nhìn gần ngay trước mắt tiếu mặt nghe trên người nàng phát ra thơm dịu cũng nhịn không được nửa cúi đầu hôn xuống mấy ngày này nhìn một lại một sinh mệnh ở trước mặt của mình mất đi đổi lại thường ngày tử nhiều hơn nửa nhân cũng không cách nào nhượng hắn động tâm thế nhưng một khi liên quan đến phi vũ an toàn chuyện trong lòng hắn luôn luôn sẽ đặc biệt khẩn trương mặc dù biểu hiện ra không có biểu hiện ra ngoài kỳ thực trong lòng hắn chính là vẫn nhéo tăng cường cộng thêm hai ngày qua này không ngừng phát sinh ngoài ý muốn hắn liền càng thêm lo lắng trong lòng đầu tổng có một loại muốn mất đi của nàng thấp thỏm lo âu kiềm chế hai ngày hắn chỉ nghĩ giống như bây giờ ôm lấy nàng hảo hảo cảm giác một chút sự tồn tại của nàng quân phi vũ đáp lại nụ hôn của hắn nàng có thể cảm giác được trên môi hắn run rẩy ở triền niên trung cấp dục tìm cầu một loại nhượng hắn tâm linh bình tĩnh an ủi mà nàng cũng không chút nào keo kiệt mà đem hắn muốn tất cả cho hắn chỉ là muốn nói cho hắn biết nàng rất tốt rất tốt thực sự không cần hắn lo lắng đây là nàng lần đầu tiên biết Nguyên lai hôn không chỉ là nhu cầu sinh lý lúc mới có thể sản sinh, ở nhân tinh thần cần lúc, loại này gắn bó như môi với răng triền miên, càng thêm kéo dài duyên duyên, sinh sôi không ngừng, làm cho người ta cảm giác tâm động, tim đập nhanh không ngớt. Đại thân thể hai người tách ra lúc, đây đó lại hiểu ý cười, tất cả tựa đều ở không nói chung, ấm áp hợp lòng người bầu không khí, nhượng hai người trong lòng đô ấm áp. Quân phi vũ khẽ vuốt thượng mạch thiên hàng kia trương hồng giống như là băng sương hoa đào bình thường đẹp khuôn mặt tuấn tú, nhịn không được lại nhào tới hôn một cái, thiên hàng, thật muốn hiện tại ăn ngươi. Vũ tâm Mạch thiên hàng khuôn mặt tuấn tú chớp mắt đỏ bừng nha đầu này, sao cũng không biết đáng thương một chút tình cảnh của hắn đâu. Hắn cũng đã nhịn khổ cực như vậy, nàng lại vẫn nói như vậy lời đến kích thích hắn. Đẳng có một ngày giải phóng thời gian, Hắn cần phải hảo hảo trừng phạt này ý xấu nữ nhân không thể. Quân phi vũ cũng không cũng lại nhà hắn, chúng ta còn muốn đi bao lâu mới có thể đến vu tinh thành nha. Mạch thiên hàng sắc mặt cũng trầm trọng, theo kế hoạch, nhanh nhất cũng phải đi hai ngày mới có thể đến vu tinh thành, chúng ta lại kiên trì hai ngày, chỉ cần đến chỗ đó liền an toàn. Quân phi vũ khẽ gật đầu một cái, đột nhiên cảm giác bụng dưới một trận giảo đau, hừ nhẹ một tiếng, mày cũng nhíu lại. Mạch Thiên Hàng lập tức khẩn trương hỏi, Vũ Nhi, ngươi làm sao vậy? Quân Phi Vũ đau đến mặt đô xoắn suýt thành một đoàn, lôi tay hắn, sốt ruột nói, mau, mang ta đi đến nhà vệ sinh. Mạch Thiên Hàng một phen ôm lấy nàng, nhảy xuống xe ngựa liền cuồn cuộn tiếng rừng cây, tìm được một bí mật địa phương đem nàng bỏ xuống, chính mình thì cảnh giác xem chừng bốn phía. Quân Phi Vũ nhìn này bốn phía lâm âm rậm rạp, đau bụng được khó chịu nàng cố không nhiều cái gì lễ nghi, cởi xuống quần liền cấp tốc làm cho mình giải phóng ra. Trong lòng không ngừng ai tháng, thế nào cứ như vậy cái thời gian đến tiêu chảy đâu. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên thấy một màu xanh xà lè lưỡi ra tử, chính xoay bày thắt lưng triều nàng nhanh chóng bò tới, quân phi vũ sợ đến lập tức mang theo quần lót nhảy lên, thiên hàng, có rắn, có rắn, mau, mau đánh tử nó. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 98 Thứ 98 chương một hòn đá ném hai con chim Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đưa lưng về phía của nàng mạch thiên hàng cấp tốc xoay người lại Mũi kiếm chọn hướng cái kia màu xanh rắn lục Hàng quan thoáng qua, rắn lục lập tức đầu rắn ở riêng Nhưng sau một khắc, quân phi vũ mắt việc trừng càng lớn Nhìn kia vô số chi chít bò qua tới động vật nhuyễn thể Hoảng sợ kêu to, thiên hàng là bầy rắn, xa xa, chính truyện đến từng đợt như có như không tiếng tiêu. Vũ Nhi, đi mau. Mạch Thiên Hàng một phen lướt trên quân phi vũ thân thể, hướng phía xe ngựa phương hướng chạy như bay mà quay về. Quân phi vũ cảm giác mình đời này chưa từng có như thế nhất nhắc quá, này kéo bụng, mông còn chưa có lau sạch sẽ liền bị xà công kích, lần này còn tới cái bầy rắn, sợ nhất xà nàng sợ đến một tay nhéo quần lót, một tay ôm chặt mạch thiên hàng, trung rẫy lui cái không ngừng. Mạch Thiên Hà nhìn kia bầy rắn lấy tốc độ cực nhanh triều đoàn người phương hướng chạy tới, vội vàng một bên chạy, một bên hướng về phía tầng thiếu dương bọn họ hô to. Thiếu dương, có rắn đàn, nhanh lên một chút hỏa. Chạy đến bên cạnh xe ngựa, hắn cấp tốc buông xuống quân phi vũ, làm cho nàng đi vào, lấy ra ngọc tên, đối bầy rắn phương hướng thổi bay kết thúc hồn khúc. Bầy rắn nghe thấy hắn mất hồn khúc, tự hồ ngừng một chút, đảng trước kia đoạn tiếng tiêu cũng theo sát thê lương cao vút khởi đến, bầy rắn vừa giống như là bị đánh thuốc kích thích như nhau, bay nhanh hướng tiền lũi, thậm chí có một chút xà cũng không phải là nhảy lên, lấy càng thêm mau tốc độ hướng phía bọn họ phương hướng hăng hái bò đến. Mạch thiên hàng lãnh con ngươi một mị, tiếng tiêu càng dịu dàng ai oán, so với trước giết hắc y nhân lúc thổi cái kia từ khúc, này lực sát thương tựa hồ càng cường. Bò sát ở phía trước có chút xà đã chịu không nổi mạch thiên hàng âm công, bạo thể mà chết đảng đẫm máu vị nhưng cũng chưa ngăn cản bầy rắn đến trái lại kích thích chúng nó hồng đầu lưỡi phun ra nuốt vào hàng ngàn hàng vạn xà nhượng mọi người nhìn đô cảm giác sợ lúc này tần thiếu dương bọn họ cũng đã dùng dự phòng cây đuốc điểm khởi hỏa lại cấp tốc gần đây tìm một chút đầu gỗ tạo thành một dùng hỏa hình thành tường ấm tách ra bầy rắn công kích lãnh vô tà cũng từ trong ngực lấy ra một loại màu vàng thuốc bột hướng phía bầy rắn rơi mà đi những thứ ấy xà nghe thấy được hắn thuốc bột vị xà, vậy mà từng cái không đếm xỉa tên thanh khống chế, sợ hãi được quay đầu rời đi. Không có nghe thấy được thuốc bột xà liền tiếp tục về phía trước bò đến, trèo đến trước mặt, nhưng lại bị tường ấm cấp ngăn trở. Mà mạch thiên hàng tiếng tiêu nhưng vẫn không có dừng, cùng một khắc luồng tiếng tiêu bắt đầu hết sức rõ ràng kính, kèm theo tiếng tiêu phập phòng, chính là kia từng tiếng trường xà bạo thể tiếng vang. Trong không khí tràn ngập đẫm máu vị, làm cho người ta nghe chi dục nôn, quân phi vũ càng thật tiếp đỡ xe ngựa bên cạnh, đại phun đặt phun khởi đến. Nhìn thấy quân phi vũ đã chịu không nổi, mạch thiên hàng cũng không lại nương tay, trực tiếp dùng mất hồn khúc một chiêu cuối cùng. Hồn đoạn thần tiêu. Thê lương u oán tiếng tiêu vừa ra, hoàn toàn đắp ở một khắc luồng tên âm, từng đợt sóng âm công kích hướng bầy rắn, toàn bộ bầy rắn tượng là bị người ném lựu đạn như nhau, không ngừng, rầm rầm ầm, nổ vang, xà ở loại này âm công trung bị nổ thịt nát xương tan, thi hoành thắp đồng. Quân phi vũ cầm khăn tay, nhẹ biến bất khóe môi nước bọt tí, kinh ngạc nhìn mạch thiên hàng, chưa từng nghĩ tới, thổi từ khúc vậy mà có thể thổi tới hắn độ cao đến, lấy âm nhạc trình độ, không biết có thể hay không nhượng mạch thiên hàng giáo nàng này tuyệt kỹ. Quân phi vũ còn đang suy nghĩ, đột nhiên phát hiện mạch thiên hàng sắc mặt bắt đầu trở nên tái nhợt, ngạch tim bắt đầu trồi lên mồ hôi lạnh, lại liếc mắt nhìn xung quanh mỗi người cầm đao cầm kiếm vẻ mặt đề phòng nhân, nghe xa xa kia nguyên bản bị áp chế xuống tiếng tiêu, đột nhiên lại có ngẩng đầu chi thế, quân phi vũ không kịp lại nghĩ, trực tiếp đi tới mạch thiên hàng sau lưng, thân thủ gián sát vào phía sau lưng của hắn, đem nội lực của mình cuồn cuộn không ngừng chuyển trong cơ thể hắn. Có của nàng nội lực tương trợ, mạch thiên hàng phát ra cuối cùng một ba công kích, chỉ nghe xa xa rừng cây nội truyền đến một tiếng A, à, thét chói tai, lập tức liền truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang những thứ ấy xà như là chiếm được đại xá như nhau tấp tốc hướng phía trong rừng cây tứ lũi mà đi trong nháy mắt biến mất được bạc vô âm tính nhìn kia khắp nơi xà thi mọi người chỉ cảm thấy trái tim băng giá bối lạnh ngạch tim mồ hôi lạnh kinh gió thổi qua một cái toàn rùng mình một cái mạch thiên hàng thu tiêu xoay người lại nắm quân phi vũ tay nhìn về phía của nàng lãnh con ngươi trung phát ra không đồng dạng như vậy nóng trực Vũ Nhi, cảm ơn. Nếu như không phải mới vừa ngươi giúp, ta nhất định sẽ bị thương. Quân phi Vũ nhẹ nhàng lau đi hắn ngạch tim hãn, đứa ngốc, nói cái gì tạ, ngươi làm tất cả còn không đều là vì ta, ta đây cũng là ở cứu chính mình. Mạch thiên hàng đáy mắt thoáng qua mỉm cười, đem nàng đưa về mã bên trong buồng xe ngồi hảo, ở nàng ngạch tim hôn một cái, Vũ Nhi, ngươi ngồi hảo, chúng ta đình lại một ít thời gian, được lập tức gấp rút lên đường, bằng không lỡ thời gian liền cản không nổi mục đích của chúng ta. Quân phi vũ gật đầu, đi đi. Các ngươi không cần băng khoan ta, ta sẽ cẩn thận chiếu cố chính mình. Mạch thiên hàng gật gật đầu, đột nhiên phát hiện không thấy tình nhi, lông mày rậm vừa nhíu, tình nhi đi đâu. Quân phi vũ đôi mắt sáng một mị, thiên hàng, nhanh đi tìm một chút. Mạch thiên hàng mới vừa ra, quân phi vũ liền nghe tới giả dạ vô tinh thanh âm ở xe ngựa bên ngoài vang lên, bởi bẩm công chúa, ở bên phải rừng cây biên phát hiện công chúa đầy tớ gái tình nhi thi thể. Quân phi vũ chỉ cảm thấy tâm như là bị cái gì đụng phải một chút, vừa đau vừa chua xót lại chát, tình nhi nàng tại sao muốn làm như vậy? Nàng vẫn tận lực bất đem sự tình liên tưởng đến trên người của nàng, đảng thức ăn của mình chỉ có trải qua tay nàng, chính mình vô duyên vô cớ tiêu chảy, nàng thực sự rất muốn đem này tất cả đổ lỗi đến trùng hợp trên, nhưng lại nàng đã chết, này thị vệ đội trung còn có ai là gian tế? Rốt cuộc là ai đem nàng diệt miệng? Công chúa! Xe ngựa ngoại lại truyền tới dạ vô tinh thăm dò tính hô hoáng. Quân phi vũ ổn định tim của mình tự, nhẹ vỗ về ở trong bụng sao động bất an bảo bối, chậm rãi đi ra ngoài xe, đôi mắt sáng lộ ra một cổ hàng ý, mang bản cung đi xem. Tình nhi phục thi sử, là xe ngựa phía bên phải rừng cây bên cạnh, cùng bầy rắn ra tới phương hướng vừa lúc tương phản, lúc đó chú ý của mọi người lực đô ở bầy rắn mặt trên toàn bộ tinh thần đề phòng dưới ai cũng không có tận lực đi chú ý bên này tình huống hoặc là nói cho dù có nhân nhìn thấy lúc đó cũng sẽ không có ý kiến gì theo tình nhi tứ chi động tác đến xem nàng là muốn đi trong rừng cây chạy lại bị người dùng hạ độc ám khí bắn thẳng đến nhập giữa lưng đến nỗi tại chỗ đứt hơi bỏ mình nhìn này vẫn vây quanh ở bên cạnh mình vui vẻ nha đầu cứ như vậy không có Quân phi Vũ tâm tựa như bị dây thừng trắc khẩn tựa, có một loại mảnh liệt bị đè ép đau đớn. Người với người giữa, theo xa lại đến quen thuộc, lại đến tín nhiệm, sau đó thói quen mổ cá nhân tồn tại, là một loại quá trình khá dài. Thế nhưng, người trời cách nhau nhưng chỉ là ở như thế một cái chớp mắt. Theo quân phi Vũ hiểu biết, Tình nhi với nàng luôn luôn trung thành và tận tâm, Tình nhi tại sao muốn làm như vậy? Tình hình trung hạ, có thể kiềm chế một nữ nhân cam nguyện vì kỳ mạo hiểm chỉ có hai loại người, một là vì phụ mẫu nàng, một nguyên nhân khác, có lẽ là vì mẫu nam nhân. con ngươi nhi, rốt cuộc là thuộc về kia một loại. quân phi vũ nghiên đầu nói với mạch thiên hàng, ngươi lại cẩn thận kiểm tra một chút bốn phía, đem con ngươi nhi thi thể mang theo, bây giờ lập tức về đơn vị gấp rút lên đường, việc này chờ chúng ta tới trạm dịch lại nghị. hảo. đại gia về đơn vị, chuẩn bị lên đường. May mắn tiếp được tới trên đường rất thuận lợi, không nửa đụng tới cái gì kỳ dị biến thái ám sát, tới trạm dịch sau này, quân phi vũ muốn làm chuyện thứ nhất liền là tắm rửa. Hôm nay như vậy lúng túng, nàng một đời cũng sẽ không quên. Từ nay về sau, phàm là của Phượng Hoàng Quốc trên xe ngựa, đô hơn một có thể phương tiện cái bô. Con ngươi nhi tử, Mạch Thiên Hàng đương nhiên nhận lấy tình nhi sở hữu làm việc, bao gồm hầu hạ nàng tắm rửa cởi áo, bồi ăn, còn có hắn cầu còn không được bồi ngủ. Quân phi vũ cũng không nghĩ đến, nhìn như khối băng như nhau mạch thiên hàng, làm việc lại cũng cẩn thận dị thường, hơn nữa, hắn vậy mà phi thường rõ ràng của nàng yêu thích, xem ra bình thường cũng là hạ túc công phu hiểu biết của nàng, vừa đến trạm dịch, liền trước hết để cho ôn dịch nho giúp nàng đem mạch, lại lập tức bảo chỉ tả dược cho nàng uống, tất cả đều là hắn tự mình động thủ, bất mượn tay người khác với nhân bây giờ nhìn lại một bàn này thơm ngát ngon miệng thức ăn cũng tất cả đều là nàng thích ăn khẩu vị trong lòng không khỏi với hắn dụng tâm cảm động không ngớt nàng kẹp khởi một tiên cá hoa vàng nhẹ nhàng để vào hắn trong bát cười hít mắt nói đến ăn đi ăn nhiều một chút mới có khí lực làm việc mạch thiên hàng khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ ta đến liền hảo miệng đến ngươi ăn cái này này cũng tốt ăn ăn nhiều một chút miệng những thức ăn này cùng bác đổ ta đô thử qua không có độc. Quân phi vũ gật gật đầu, nhìn này mãn bác thái, triều hắn xinh đẹp cười, buông ra khẩu vị cúi đầu mảnh ăn. Nhìn nàng kia ăn như hổ đói bộ dáng, mạch thiên hàng môi bạn hiện lên một đóa băng hoa bàn mỉm cười, luôn luôn lạnh giá con ngươi, chỉ có đang nhìn của nàng thời gian, mới có thể tản ra ôm nhu quan mang. Vừa ăn uống no đủ, một tràng tiếng gõ cửa truyền đến, tầng thiếu dương thanh âm vang lên, khởi bẩm công chúa, thiếu dương có việc cầu kiến tiến vào. Mặc vào thị vệ phục tấu thiếu dương đẩy cửa ra, đi nhanh đi đến. Một thân lạnh cứng dương cương hắn mặc vào này một thân thị vệ phục, hoặc nhìn càng cao to uy mãnh, toàn thân lộ ra một cổ tùy thời có thể bạo phát lực lượng, cả người thoạt nhìn giống như là kia ẩn nút báo châu Mỹ, tùy thời có thể đem kẻ địch cục xé nát. Đối tấu thiếu dương một đường mang đội vất vả, quân phi vũ là nhìn ở trong mắt, với hắn thích cũng một đường tăng, thiếu dương, ngồi đi. Cảm ơn. Cấu Thiếu Dương lại dựa vào lễ triều nàng hơi gật đầu, lúc này mới ngồi xuống. Cùng quân phi vũ thời gian lâu dài, liền biết nàng là không thích giữ lễ tiết nhân, này cũng đúng hắn này trường kỳ ở trên giang hồ hỗn nhân khẩu vị, đảng nhân gia cho ngươi phương tiện, ngươi cũng không thể tùy tiện, có chút lễ nhân phế, đảng có chút đúng mực vẫn phải là dựa vào chính mình nắm giữ. Mặc kệ ở bất cứ lúc nào, tiếng thoái thỏa đáng lại làm việc có chừng mực nhân đều là so sánh thảo nhân thích đặc biệt ở có chính sự thời gian càng là như thế bọn họ này một nghìn nam nhân đều là thông minh được chặt nhân vật cho nên cũng chưa bao giờ nhượng quân phi vũ thao đa nghi thiếu dương có phải có cái gì hay không phát hiện tần thiếu dương nhíu mày một cái nhàn nhạt nói ra một cái tên dạ vô tinh thật là hắn quân phi vũ mày ninh ở tại cùng nhau ngươi có thể xác định tần thiếu dương lắc lắc đầu thiếu dương không dám xác định chỉ là có người nhìn thấy hắn nói với tình nhi mấy câu, sau đó tình nhi liền chạy ra ngoài. Sau đó, tình nhi liền bị nhân bắn chết. Mặt khác, công chúa nhượng thiếu dương ra một chuyện khác cũng có kết quả, lãnh vô tà cùng dạ vô tinh đều mặc 44 mã dày miệng còn có mặt khác mấy thị vệ, đây là danh sách, thỉnh công chúa xem qua. Quân phi vũ liếc một cái danh sách, thiếu dương, dựa vào ngươi xem, dạ vô tinh thường ngày làm người thế nào. Tần thiếu dương ăn ngay nói thật, trong ngày thường chúng ta cắt làm các sự, mọi người đều bất là thích người nói chuyện, tuy uống quá mấy lần rượu, đảng hiểu biết không sâu, để tránh ảnh hưởng công chúa phán đoán, thiếu dương thực sự không dám vọng hạ bình luận. Quân phi vũ liếc xéo hắn, hừ lạnh một tiếng, tần thiếu dương, ngươi này tiếng cung còn chưa có mấy ngày, sao liền cùng bản cung đánh khởi giọng quan tới. Tần thiếu dương khóe miệng một trừ, lợi hại ưng con ngươi thoáng qua một tia bất đắc dĩ, thiếu dương nói là lời nói thật khi bản cung hiện tại liền phái ngươi một cái nhiệm vụ ban bản cung giám thị dạ vô tin những người khác cũng để ý ta đảo muốn xem nhìn ở chúng ta này trong đội ngũ rốt cuộc ai mới là gian tế quân phi vũ khóe môi câu khởi một tia cười lạnh hơi khuynh lại hỏi còn có khác đầu mối sao tần thiếu dương lắc lắc đầu quân phi vũ triều hắn cười cười thiếu dương ngươi cũng vất vả đi xuống trước nghỉ ngơi đi trầm hương bên kia ngươi còn phải giám sát chặt chẽ một điểm. Nhìn tầng thiếu dương thân ảnh biến mất, quân phi vũ đóng kín cửa, kéo mạch thiên hàng đi tới một cái rương tiền, mở ra, này là của tình nhi di vật, ngươi xem một chút, có một song nam nhân dày, ngươi cảm thấy trong này có thể hay không có liên hệ gì. Mạch thiên hàng sờ cầm trầm ngâm một hồi, mới nói, một nữ nhân sẽ vì một người nam nhân làm dày, trừ phi là nhận định nam nhân này, đưa hắn trở thành là chính mình chung thân thác phụ mà con ngươi nhi cơ hồ không bao nhiêu thời gian xuất cung vũ nhi ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút tình nhi cùng trong cung nam nhân tiếp xúc lúc có cái gì không khác thường quân phi vũ lắc lắc đầu ngươi cũng biết ta gần đây bận rộn nào có lòng dạ thảnh thơi đi quan tâm tình nhi tâm tư mạch thiên hàng vỗ vỗ vai của nàng được rồi ngươi cũng đừng suy nghĩ việc này giao cho ta ta bảo đảm hội đưa cái này giấu ở chúng ta sau lưng gian tế cấp tìm ra đến mau ngủ đi ngươi bồi ta. Hảo, ta cùng ngươi. Quân phi vũ dựa vào mạch thiên hàng ấm áp trong lòng, rất nhanh liền đã ngủ. Mạch thiên hàng nhìn quân phi vũ kia trương tinh xảo mê người tiếu mặt, nhẹ vỗ về nàng nhẵn mịn tinh tế da thịt, lại thật lâu khó có thể đi vào giấc ngủ. Hiện tại thân thể của nàng liên tìm tàn nhiều như vậy nguy hiểm, mà này đó nguy hiểm ở giữa thế lực, rốt cuộc là một phương nhân mã, còn là kỹ phương thế lực, trong khoảng thời gian ngắn lại ra bất ra, hiện tại nham ngạo lại không ở, đại ca lại hôn mê, hắn nên như thế nào mới có thể hộ nàng chu toàn. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, quân phi vũ cửa phòng liền bị nhân chụp vang lên. Vũ Nhi, Vũ Nhi, mở cửa, là ta, nham ngạo. Quân phi vũ cùng mạch thiên hàng vừa nghe đến cái kia thanh âm quen thuộc, lập tức xoay người nhảy xuống giường, mạch thiên hàng phi thượng áo khoác, lập tức lượt thân ra mở cửa. Quân phi vũ liên giày đô không kịp xuyên, cứ như vậy xích chân đi ra nhìn thấy vẻ mặt gió bụi dặm trường tầng nham ngạo cùng trình nhất đao kích động được trực tiếp hướng bọn họ nhào tới hưng phấn cười không ngừng nham ngạo nhất đao thật chính là các ngươi các ngươi gấp trở về thật tốt quá thật tốt quá chỉ có trải qua hiểm trở chỉ có trải qua phân ly mới hiểu được gặp nhau ấm áp quân phi vũ chưa từng có cảm giác được tượng giờ khắc này như vậy cần bọn họ nhìn thấy bọn họ tâm hảo tượng liền hoàn chỉnh một khối, nhìn thấy bọn họ, hình như mấy ngày nay tiêu hao rụng lực lượng cũng tất cả đều theo về. Thế nào? Khi tính đưa đến sao? Quân phi vũ vẻ mặt thận trọng hỏi. Tần nham ngạo gật gật đầu, tính đưa đến. Hơn nữa, hay là hắn các bác vương gia tự mình tiếp? Quân phi vũ cả kinh, ngươi nói cái gì? Bác vương gia. Hoa trầm ngọc. Tần nham ngạo gật gật đầu, không sai hiện tại vu tinh thành quân doanh liền do bác vương gia cùng bác vương phi trưởng quản miệng ta nghe kia triệu tướng quân nói hiện tại ấn soái đang trong tay của bọn họ quân phi vũ cục hứng tọa hạ thảo nào khó trách chúng ta dọc theo con đường này sẽ đụng phải nhiều như vậy nguy hiểm nguyên lai đều là nàng dở trò quỷ chỉ có bác vương gia bọn họ mới có động cơ không muốn làm cho trầm hương về nước chỉ cần trầm hương vừa chết bọn họ chẳng những có thể như nguyện ngồi lên ngai vàng hơn nữa, còn có thể mượn cơ hội uy hiếp tìm ta Phượng Hoàng Quốc phiền phức, vì để tránh cho khai chiến, chúng ta này phương thế tất phải đáp ứng bọn họ một ít điều kiện miệng quả nhiên là một hòn đá ném hai con chim hảo kế quân phi vũ bàn tay vỗ, đằng một chút lại đứng đứng dậy, đôi mắt sáng mị chặt, ta tuyệt đối sẽ không nhượng kế hoạch của bọn họ thực hiện được. Nhâm ngạo, nhất đao, hiện tại các ngươi về thì tốt rồi miệng nhất đao, từ hôm nay trở đi, ngươi muốn một tất cũng không rời thủ trầm hương, cách mỗi một canh giờ, hồi báo một lần tình huống của hắn, nham ngạo, ngươi toàn lực phối hợp thiên hàng, đem dọc theo con đường này xuống tay với chúng ta các đạo nhân mã cùng thế lực điều tra ra được, chúng ta không thể còn như vậy bị động đi xuống. Trình Nhất Đao lập tức đứng đứng dậy, hảo. Ta lập tức đi. Nhất Đao, đẳng đẳng. Nghe thấy quân phi vũ la lên, Trình Nhất Đao quay đầu lại, nên thượng lại là của quân phi vũ hôn nồng nhiệt, Cảm giác được trên môi truyền đến ấm nhuận, Trình Nhất Đao lập tức cảm giác thở gấp khởi đến, nhìn nàng, một đôi điểu hắc mắt to trở nên đỏ đậm, có cảm động, đã có nhiều hơn là tưởng niệm cùng khát vọng, Vũ Nhi thù, Nhất Đao, các ngươi vừa trở về, lại muốn vất vả các ngươi. Tin ta, sau này, ta nhất định sẽ gấp bội bồi thường các ngươi. Quân phi Vũ cam kết. Trình Nhất Đao gật gật đầu, chỉ cần nghĩ hảo, chúng ta còn có một thời gian cả đời, không phải sao? ân, một đời. Nhìn Trình Nhất Đao đi ra ngoài, quân phi vũ lại nói với Tấu Nham Ngạo, Nham Ngạo, nếu như ta không có đoán sai, lần này chúng ta đối mặt thế lực sợ rằng không ngừng một, ta tổng cảm giác, hình như có một trương phô hảo võng, đang từ từ đem chúng ta long đi vào. Cho nên, các ngươi nhất định phải cẩn thận, bảo vệ tốt chính mình, biết không? Tần Nham Ngạo câu môi cười, tà mị khí chất vẫn như củ mị hoặc, hắc hắc, đương nhiên ta còn nghĩ về tiểu vũ nhi vị, thế nào không tiếc đi đâu. Tưởng ai, thực sự chống không đi xuống, trước canh. Qua nhà, ngươi nhanh lên một chút ra đi. Mẹ ruột chờ ngươi đâu miệng miệng. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 99 Thứ 99 chương hoang đường lý do. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Ngày hôm sau lên đường thời gian, Quân phi Vũ bởi vì tiền một ngày lôi bụng, cả người có vẻ có vẻ bệnh, Ôn Ngự Y nói với Tần Thiếu Dương: "Công chúa nội tức yếu ớt, phải nghĩ biện pháp mau chóng chạy tới vô Tinh Thành bố trí ổn thỏa xuống, hảo hảo điều dưỡng thân thể, mới có thể bảo đảm vượng hưu an khang." Vì vì nguyên nhân này, đại gia một đường đô gấp rút gấp rút lên đường. Tần nham ngạo lại lâm thời bị công chúa phái ra làm việc, trình nhất đao thì thủ hoa trầm hương một tấc cũng không rời. Mạch Thiên Hàng thì cùng Tần Thiếu Dương áp đội, cũng may này một ngày qua đi, cũng một đường bình bình an an tới hạ một mục đích trạm, chỉ cần lại đuổi một ngày đường, bọn họ là có thể đến thương ngô quốc biên giới. Buổi tối, mọi người ở đây đã đi ngủ, Mạch Thiên Hàng cũng đang muốn bồi quân phi vũ đi ngủ thời gian, đột nhiên thị vệ tiền đến báo cáo, nói trình nhất đao phát sốt té xỉu. Mạch Thiên Hàng cùng quân phi vũ khẩn trương, lập tức mặc y phục, cấp cấp vọt tới trình nhất đao trong phòng, Lúc này thấy Tần Thiếu Dương, lãnh vô tà, còn có Dạ vô Tinh đã đô ở trong phòng, Đỗ Ngự Y đang vì Trình Nhất Đao bắt mạch chẩn đoán. Quân phi Vũ nhìn thấy Trình Nhất Đao khuôn mặt tuấn tú đốt được hồng toàn bộ, hai tròng mắt đóng chặt, lông mày rậm nhăn cùng một chỗ, trong miệng lầm bầm không biết đang nói cái gì, nàng lo lắng hỏi: "Đỗ Ngự Y, Nhất Đao hắn thế nào?" Đỗ Ngự Y buông Trình Nhất Đao tay, cung kính trả lời: "Hồi công chúa" trình quan nhân hắn phong hàn nhập vào người thả mệt mỏi quá độ sợ được tỉnh dưỡng mấy ngày mới được quân phi vũ gật gật đầu đổ ngự y khi trình quan nhân bệnh liền làm phiền ngươi chăm sóc thiếu dương nham ngạo hắn vẫn chưa về đêm nay liền do ngươi xem rồi trầm hương đi tần thiếu dương chấp tay nhận lệnh mà làm là quân phi vũ dùng tay chống eo trong khoảng thời gian này thai nhi lớn đến quá nhanh của nàng sức ăn cũng mạnh thêm nhưng hai ngày này một tiêu chảy, này mặt cũng gầy một vòng, thân thể càng suy yếu vô lực, liên vận công cường thân cũng không để dùng. Nàng thân thủ vuốt ve ngạch, suy yếu đem thân thể tựa ở mạch thiên hàng trên người, thiên hàng, ta mệt mỏi, tống ta trở về phòng đi. Khi mảnh mai vô lực bộ dáng, nhượng trong phòng mọi người đều khởi thương tiếc. Mạch thiên hàng càng trực tiếp đem nàng bế lên, ở mọi người kinh ngạc, cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt, ly khai trình nhất đao gian phòng nửa đêm ở hắc ám bao phủ hạ trạm dịch rơi vào yên tĩnh trung chỉ có gió xuân lay động hoa cỏ cây cuối lúc phát ra sàn sạc tế vang làm cho này yên tĩnh đêm tối thêm thượng một điểm tiếng vang quân phi vũ trong phòng trên giường gắn bó hai người lại một thân ngăn nắp sạch sẽ ăn mặc thả không hề buồn ngủ thiên hàn ngươi nói hắn hội trúng kế sao mạch thiên hàn nhẹ vỗ về lưng của nàng đừng lo lắng nếu như ta không có đánh giá lỗi Ngày mai sẽ có thể đạt Thương Ngô cảnh nội, hắn càng thêm không tốt hạ thủ, cho nên đêm nay hẳn là cơ hội cuối cùng, hắn sẽ không không đem nắm. Chỉ hy vọng như thế. Quân phi Vũ nhắm mắt lại, đột nhiên lại mở ra đến, sẽ không để cho hắn chạy mất đi. Sẽ không. Ngươi hẳn là tinh nham ngạo cùng nhất đao. Ân. Ừ. Mạch Thiên Hàn có chút thương tiếc nhìn trắc nằm ở bên cạnh mình nàng, bàn tay to nhẹ vỗ nhẹ lưng của nàng nghe nàng dần dần cân xứng tiếng hít thở, trong lòng hạnh phúc lại lan tràn ra. Đoạn thời gian này, thực sự là làm khó nàng, rất cái mang thai, còn mỗi ngày muốn đối mặt bị người đuổi giết nguy hiểm, này đi thương ngô quốc trên đường có thể nói là từng bước kinh tâm, may mà có mọi người đồng tâm hiệp lực, cộng đồng ứng đối cửa ải khó khăn, lúc này mới từng bước một đi tới hôm nay. Mà phi vũ, sợ là không đến thương ngô ngày đó, lòng của nàng cũng sẽ không phóng xuống đây đi. Mạch Thiên Hàn mắt vừa nhắm lại, liền nghe đến quân phi vũ ở hắn bên tai nói: "Thiên Hàn, có động tĩnh." Hắn lập tức mở mắt ra, tập trung lực chú ý lắng nghe bên ngoài tiếng vang, quả nhiên nghe thấy có tiếng đánh nhau. Quân phi vũ thúc hắn: "Mau, chúng ta đứng dậy đi xem." Mạch Thiên Hàn không có ngăn cản nàng, dù sao lưu nàng một người ở trong phòng, hắn càng lo lắng, không như đem nàng mang theo bên người nhìn, trái lại càng yên tâm một điểm đi thôi. Ngươi cẩn thận một chút miệng đến, ta đỡ ngươi. Mạch thiên hàng kia cẩn thận từng ly từng tí thái độ, những quân phi vũ khẽ cười một tiếng, ngươi thật đúng là khi ta là tay không bác kê lực tiểu nữ tử A, ta tự mình tới là được rồi, nhìn hai người nhàn nhã kính, tựa là tuyệt không lo lắng. Quân phi vũ xác thực không có mạch thiên hàng tưởng tượng chung như vậy lo lắng, nàng chỉ là muốn biết, suy đoán của mình đúng hay không. Đêm nay, đã đến đáp án công bố thời gian bọn họ mới mới vừa đi ra cửa phòng lại nghe đến có người ở đó hô to trùng ngựa đi lấy nước mau cứu hỏa a à. mau tới nhân kia toàn bộ trạm dịch lập tức bắt đầu tiếng người sôi trào lên cửa phòng băng 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 toàn mở ra một lại một bóng người theo mỗi trong góc lũi ra chạy đi đâu thủy mau 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 còn đứng ngay đó làm gì người tới các ngươi đều nhanh cấp bản quan cứu hỏa đi các ngươi đi bảo hộ công chúa điện hạ này muốn là công chúa điện hạ có cái gì tổn thương, ai tha thứ được khởi. Một bên nghe những người đó, quân phi Vũ cùng mạch Thiên Hàng cũng đã cấp tốc tới Hoa Trầm Hương gian phòng. Bên trong gian phòng, loạn thành một đống, có thể thấy đấu tranh kịch liệt, nguyên bản ứng nằm ở trên giường Hoa Trầm Hương đã không thấy. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa vang lên trình nhất đao thanh âm, Vũ Nhi, nhân cho ngươi áp tới. Quân phi Vũ nhìn sang chỉ thấy tấu nham ngạo cùng trình nhất đao một tả một hữu đem một thân hắc y dạ vô tinh giam tiến vào, hắn mơ hồ mặt khăn che mặt đã bị người kéo xuống, chính đeo trên cổ, thường ngày tuấn lãng lãnh khóc dạ vô tinh, dù cho bị áp, đảng toàn thân càng lộ ra một cổ làm cho lòng người hàng lãnh ý, một đôi lạnh giá hàng con ngươi dục nói còn hưu, chỉ khóa ở quân phi vũ trên người một người. Quân phi vũ ngồi ở phía trên, nhìn bị áp giải dạ, dạ vô tinh, đôi mi thanh tú vo thành một nắm bản cung hiện tại nên gọi ngươi dạ vô tinh, hay là nên gọi ngươi một tiếng tinh vương gia đâu. Dạ vô tinh thần sắc ngẩn ra, lập tức ngạo nghễ ngước mắt, ngươi đã đã biết là bản vương, còn không mau để cho bọn họ buông ra bản vương. Hắn lời này vừa nói ra, lại trước lấy trình nhất đao ngoan kính sờ, đau đến hắn thẳng mắng, trình nhất đao, ngươi tốt nhất biệt rơi vào trong tay bản vương, bằng không, bản vương nhượng ngươi sống không bằng chết. Quân phi vũ đi tới trước mặt của hắn, bốc lên hắn cầm, chật chật nói. Long dạ tinh, có câu nói thật hay, hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi, đến lúc này, ngươi còn thấy không rõ lắm chính mình tình hình sao. Ngươi bây giờ có thể hay không sống ra còn là một vấn đề, mạnh miệng thôi, còn là thiếu nói mấy câu, miễn cho nhượng người chê cười. Còn là nói một chút ngươi tại sao muốn làm như vậy đi. Long dạ tinh lãnh một khuôn mặt tuấn tú, ngươi trước để cho bọn họ buông ta ra quân phi vũ cười lạnh một tiếng buông ngươi ra chẳng lẽ ngươi còn muốn chạy trốn bản cung nhưng nói cho ngươi biết ngươi như không thành thật giao cho bản cung không những không để cho bọn họ buông ngươi ra còn muốn đem ngươi đánh vào đại lao ngươi sẽ chờ bị ngươi phụ hoàng trách phạt đi quân phi vũ ngươi dám quân phi vũ để sát vào hắn mặt nhìn thẳng mắt của hắn lạnh lùng nói ngươi cũng dám tính toán khơi mào hai nước tranh chấp bản cung vì sao không thể dùng ngươi tới hướng long đằng quốc hoàng thượng đòi lại một công đạo bản cung hoàng huynh thượng ở quý một đảm nhiệm hạt nhân các ngươi long đằng quốc nhượng ngươi xuất thủ về tình về lý đều là không thể nào nói nổi ngươi đã không muốn nói nhất đao các ngươi đem hắn giải vào lao trung phái quân đội hùng hậu trông coi tuyệt đối không cho phép có thất nhìn thấy quân phi vũ mặt đất hoàn toàn không có tiếu ý Trình Nhất Đao cùng Tần Nham Ngạo lại có nề nếp liền muốn chấp hành cái chết của nàng mệnh lệnh, Long Dạ Tinh nóng nảy, chờ một chút, bản vương có lời nói. Nói đi. Bản cung nghe đâu. Quân Phi Vũ ngồi trở lại phía trên, nhận lấy mạch thiên hàng truyền đặt nước trà, chậm chậm rì rì uống. Long Dạ Tinh nhìn mọi người liếc mắt một cái, cuối cùng mới nói lắp phun ra một câu nói, kỳ thực, kỳ thực bản vương chỉ là muốn thảo nghiệm ngươi một chút có đủ hay không tư cách trở thành nương tử của ta. Phúc Quân phi vũ lại phun. Này Long dạ tinh hẳn là gọi lôi vương mới đúng, lần trước là cái gì một đêm bảy lần lang, lần này lại tới cái khảo nghiệm ngươi một chút, có đủ hay không tư cách trở thành nương tử của ta, hắn thật đúng là lôi người chết không đền mạng. Lời này, không chỉ làm cho nàng phun, cũng làm cho liên can nam nhân mặt banh quá chặt chẽ, đặc biệt áp ở hắn kia hai nam nhân, trên cổ tay càng dùng ngoan kính, đau đến long dạ tinh chỉ có thể cắn răng tử đỉnh, cũng không chịu nói một câu cúi đầu chịu thua lời. Quân phi vũ giận quá hóa cười. Là ai đã nói bản cung muốn trở thành nương tử ngươi lời? Bản cung thế nào một điểm, cũng không biết. Long dạ tinh trừng nàng liếc mắt một cái, là bản vương phụ hoàng nói, chẳng lẽ còn có giả? Quân phi vũ sửng sốt, lập tức lại nói. Hảo! bản cung coi ngươi như việc này là thật, ngươi vì sao còn muốn dùng nhiều như vậy thủ đoạn đến thương tổn người khác. Thậm chí ngay cả đối ngươi mối tình thắm thiết con ngươi nhi ngươi cũng giết đi. Vừa nói đến tình nhi, quân phi vũ thần tình liền kích động. Long dạ tinh kéo kéo môi, thần tình vẫn như cũ kiêu căng, nàng vốn chính là chúng ta long đằng quốc nhân, bây giờ lại bị người khác thu mua, giúp hắn nhân làm việc, sự phát sau còn muốn giúp hắn nhân mật báo, người như vậy lưu nàng gì dùng quân phi vũ mày lại túc cùng một chỗ, ý của ngươi là nói, ngươi ngày đó giết nàng, thật ra là trợ giúp chúng ta. Không sai. Quân phi vũ không hiểu, đảng tình nhi vẫn chung tình với ngươi, nàng như thế nào hội phản bội ngươi. Long dạ tinh hừ lạnh nói. Bản vương nào có lòng dạ thảnh thơi đi đoán một nha hoàng tâm tư, nói chung phản bội bản vương nhân, bản vương thủ hạ không chút lưu tình. Ngươi nói nàng là của các ngươi nhân, lại khác hiến dân tính mạng cho người khác ngươi có biết này người khác là ai quân phi vũ lại hỏi long dạ tin lắc lắc đầu bản vương chỉ biết là nàng mỗi ngày sẽ đem ngươi xung quanh chuyện đã xảy ra truyền lại ra những chuyện khác bản vương liền không rõ lắm bất quá bản vương nhớ kia tính ưng hình như chỉ có thương ngô quốc mới có thương ngô quốc quân phi vũ đột nhiên cảm thấy sự tình có một chút mặt mày đảng rất nhiều sự lại nhất thời hồi lâu vô pháp sâu chuỗi khởi đến, Long Dạ tin, ngươi nói một chút, ngươi ở gần đây này liên tiếp chuyện đã xảy ra ở giữa, rút cuộc sắm vai một cái gì nhân vật. Bản cung có nên hay không tin ngươi? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 100 Thứ 100 chương Hoàng hậu nương nương giá đáo. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com dạ vô tin lãnh con ngươi mị thành một tế kiện bắn ra một tia ánh sáng lạnh rơi xuống quân phi vũ trên người người trước tiên nói một chút về ngươi là thế nào phát hiện bản vương thân phận quân phi vũ đạm đạm nhất tiếu ngươi có phải hay không nghĩ đến ngươi tất cả đô làm được thiên y vô phùng cho nên chúng ta nên không phát hiện được mới đúng phải không nhưng ngươi đừng quên sự ra khác thường tất có yêu quá mức hoàng mỹ sự tình thường thường không bình thường Quân phi vũ nói đến đây thời gian, khóe mắt liếc liếc mắt một cái lãnh vô tà, vừa cười nói tiếp. Tình nhi là của các ngươi nhân, nhưng ngươi không nghĩ đến, nàng sẽ đối với ngươi tình trăng thâm chủng đi. Nàng cho ngươi làm cặp kia dày, vẫn tùy thời mang ở trên người, thậm chí. 111 liên giày nội sấn điếm thượng cũng theo có tên của ngươi. Đây là thứ nhất. Thứ hai, ngươi tùy thân đổ cái kia ngọc bội, bản cung vẫn cảm thấy rất nhìn quen mắt, đã ngay từ đầu bởi vì ngươi chinh phu giả tư liệu, lại không có liên tưởng ngươi sẽ là Long Đằng Quốc Vương gia kia một mặt đi, thẳng đến ngươi vẫn che giấu rất hoàn mỹ khẩu âm ở giữa lộ ra một điểm kẻ hở, ta mới thử nhượng nham ngạo ra chứng thực một chút thân phận của ngươi, không nghĩ đến, quả nhiên là thực sự. Nói đến đây, quân phi vũ công môi cười, chỉ bất quá, ta không nghĩ đến, vương gia cho ta tìm lý do vậy mà như vậy buồn cười. Cùng với nói là khảo nghiệm bản cung, bản cung đảo càng muốn tin, ngươi là tính toán khơi màu phượng hoàng quốc cùng thương ngô quốc tranh chấp, hai hổ tranh chấp, tất có một thương, các ngươi long đằng quốc hảo thủ ngư ông đắc lợi. Long dạ tinh vừa nhìn quân phi vũ vẻ mặt chính kinh, chút nào không giống đang nói đùa, nếu như này tội danh chứng thực, kia tội của hắn quá có thể to lắm, phụ vương cần phải phế đi hắn không thể. Công chúa, ngươi đã có thể nhìn rõ mọi việc, bản vương đã cam tâm thần phục. Đã như vậy, công chúa một vốn một lời vương động cơ nên càng thêm minh xác mới là theo bản vương tiến cung đến bây giờ nhưng chưa bao giờ tiến hành quá đối công chúa bất lợi việc trong cung vụ án mạng cùng với dọc theo con đường này phát sinh tất cả cũng không phải là bản vương sai khiến long dạ tinh sốt ruột thổ lộ tâm tư của mình hắn không phủ nhận nghĩ tới thiết trạm bẫy đến khảo nghiệm nàng nhưng dọc theo con đường này hắn vẫn không có động thủ cũng đã có vô số cạm bẫy đang chờ nàng lại không cần hắn lại ra tay hắn vẫn là ôm xem náo nhiệt tâm tính thành thạo sự, đảng khi hắn phát hiện tình nhi phản bội lúc, hắn lại thay nàng khổ sở, giận xích tình nhi mấy câu, nàng lại không những không nghe, còn mưu toan chạy trốn cảnh báo, bất đắc dĩ dưới, hắn chỉ có ra tay giết nàng. Nhìn xung quanh chúng nam nhìn chầm chầm nhìn mình chầm chầm, long dạ tinh ho nhẹ một tiếng, nguyên lai nhất đau là giả bệnh, các ngươi đêm nay thiết ván này liền vì dẫn ta ra. Quân phi vũ chỉ tốt ở bề ngoài đáp là cũng không phải. Bất quá, ngươi tại sao muốn tiến phòng này? Long dạ tinh giận trừng nàng liếc mắt một cái, tượng nhìn bạch nhãn lan như nhau ánh mắt nhìn nàng. Mấy ngày nay bản vương vẫn không thế nào nghỉ ngơi, đối phương đối với chúng ta hành trình cùng nhân số an bài rõ như lòng bàn tay. Bên trong này sợ rằng tượng con ngươi nhi như vậy nội gián không ngừng một, bản vương muốn bắt ra người kia đến, cho nên nhìn chầm chầm vào. Quả nhiên ở nửa đêm phát hiện một cái bóng người triều thương ngô hoàng. Thượng gian phòng xông đi vào, bản vương sợ thương ngô hoàng thượng có nguy hiểm liền theo sát mà vào không nghĩ đến lại đụng phải thái quan nhân cùng trình quan nhân quân phi vũ ánh mắt nhìn về phía tấu nham ngạo cùng trình nhất đao không chờ nàng hỏi nói tần nham ngạo nhân tiện nói ta cùng nhất đao vẫn ẩn nấp ở trong phòng vẫn chưa thấy có người vào phòng miệng đẳng phát hiện khi có người thứ nhất phát hiện chính là hắn quân phi vũ nhẹ gõ mặt bàn trêu tức đạo vậy kỳ quái Nham ngạo kinh công ở thiên hạ có thể so sánh người có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngay cả ngươi cũng không phát hiện được nhân, thiên hạ này còn có thể là ai? Chẳng lẽ hắn là thần tiên không thành? Còn là nói, trong các ngươi có người ở nói dối. Cuối cùng ánh mắt lại rơi xuống Long Dạ Tinh trên người. Long Dạ Tinh hồi trừng nàng liếc mắt một cái, Bản Vương nói đều là lời nói thật, lấy Bản Vương thân phận, còn khinh thường với vị thoát tội mà biên này đó lời nói dối tin vương gia, bản cung tạm thời tin ngươi lời. Bất quá, việc này đại bản cung về triều, nhất định sẽ hướng Long Đằng quốc quốc quân nói cái minh bạch, thảo cái công đạo, trong khoảng thời gian này, nhưng ủy khuất ngươi này vương gia. Bây giờ, ngài thỉnh tự tiện đi. Quân phi vũ mang theo chế nhạo cười nói hoàng, liền triều tần nham ngạo cùng trình nhất đao nháy mắt. Tần nham ngạo cùng trình nhất đao hai liền lập tức buông hắn ra, đi trở về quân phi vũ bên người đứng bản vương bất đi, bản vương muốn lưu ở bên cạnh ngươi. Long dạ tinh vẻ mặt kiên quyết nói. Quân phi vũ giả bộ nghe không hiểu, đứng đứng dậy, tinh vương, ngài nguyện ý lưu lại, kia tùy ngài liền, đảng từ hôm nay trở đi, ngài được bầu phu tạ bản cung hội thanh trừ hết, hồi tinh vương thân tự do. Nói xong, nàng liền phất tay áo mà đi. Mọi người theo đuôi ra, trong phòng chỉ để lại Long dạ tinh một người, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Trở lại chính mình bên trong phòng, quân phi vũ nhìn mạch thiên hàng, tần nham ngạo, còn có trình nhất đao, bình tĩnh hỏi, trầm hương đã bị người trộn, đi. Vừa mới đã phái người hỏi qua, đã bị trộn đi. Mạch thiên hàng lạnh lùng nói. Bọn họ tuyệt đối không ngờ, chúng ta hội cố ý đem lực chú ý tập trung ở long dạ tinh trên người, mục đích chính là vì, phương tiện, bọn họ thừa dịp loạn đem nhân trộn đi. Quân phi vũ than nhẹ một tiếng, Ai buộc chung thì người đó đi cởi chung, chỉ mong Trầm Hương có thể hóa hiểm vi di. Trước mặt mọi người nhân bận về việc cứu hỏa thời gian, đương quân phi vũ đoàn người toàn chen chúc tại hoa Trầm Hương nguyên lai trong phòng thẩm vấn long dạ tinh thời gian, trên nóc phòng. Một người áo đen che mặt khăn hạ trong tròng mắt thoáng qua một tia chế nhạo cười, tựa là ở chế nhạo bọn họ vô tri, nhẹ thân một phiêu, thân thể như lá rụng như nhau tấn lượng phiêu hạ, theo trước cửa sổ chiếu vào một gian phòng nội canh giữ ở trước giường hai thị vệ còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn xuất thủ chế trụ. Hắc y nhân nhìn trên giường vẫn hôn mê hoa trầm hương, hừ lạnh một tiếng, vì thận trọng để, hắn còn là xuất thủ điểm hoa trầm hương huyệt ngủ, dùng chăn đưa hắn một khỏa, một người bối ở trên lưng của hắn, như là nhẹ như không có gì tựa như, chút nào không ảnh hưởng hắn thân pháp tốc độ. Hắc y nhân đi ra khách sạn thời gian, hoàng trả đầu liếc mắt nhìn trạm dịch, trong miệng thối mắng một câu, đô là một đám thùng cơm. Lấy hắn siêu cao thân thủ, tuần tra ban đêm thị vệ, cao cao tường thành, trong mắt hắn đều như không có gì, vượt nóc băng tường coi như bình thường. Rất nhanh, hắn liền đi tới ngoài thành một trong rừng cây, tay đưa vào trong miệng phát ra một tiếng kêu nhỏ, lập tức có một bóng người lũi ra, ban chủ, hóa tới tay sao. Hắc y nhân hừ lạnh, ít nói nhảm, xe ngựa đâu. Liền, liền ở phía trước. Dẫn đường là tới xe ngựa xử hắc y nhân chui vào thùng xe đem hoa trầm hương hướng giường thượng ném lạnh giọng hạ lệnh đi mau nhất định phải ở buổi trưa tiền đem hóa giao ra đi thuộc hạ tuân mệnh xe ngựa cấp tốc hướng phía thương ngô quốc phương hướng chạy đi theo đêm tối đi tới mặt trời lên cao lúc xe ngựa rốt cuộc tiếng vô tinh thành chạy nhanh đến một nhà đại viện môn dừng lại khi hắc y người bịt mặt chẳng biết lúc nào đã cởi trên người hắc y thay một thân xanh đen sắc y sắc tóc dùng cùng màu dây cột tóc hệ nguyên bản dùng cái khăn đen che mặt cũng đã lộ ra đi một khuôn mặt trắng nõn trung niên thư sinh mặt trung niên nam đi tới đại cửa viện nhẹ tay khấu trên cửa đồng vì nặng nhị nhẹ tam gõ ngũ hạ sau cửa lớn lập tức két một tiếng mở ra hắn triều cái kia thuộc hạ vẫy vẫy tay người nọ cấp tốc đem hoa trầm hương bối trên vai thượng cùng đi vào không cần thiết khoảnh khắc liền có nhân ra đem xe ngựa đuổi đi bốn phía tất cả lại khôi phục yên ổn một đà bối ông lão đóng cửa cửa lớn im lặng dẫn dắt trung niên nhân đi vào trong thẳng đi tới một sương cửa phòng ở trên cửa phòng gõ mấy cái bên trong truyền ra một tiếng lanh lảnh thanh âm tiến vào trung niên nhân nhượng thuộc hạ đem nhân phóng ở trên giường liền phất tay nhượng hắn lui ra chính mình thì đi tới cái kia đứng ở phía trước cửa sổ đưa lưng về phía nữ nhân của hắn sau lưng lạnh giọng nói hóa tại hạ đã đưa đến thỉnh cô nương nghiệm hóa nghiệm hoàng hóa tại hạ cũng tốt lấy tiền rời đi nữ nhân nhẹ nhàng xoay người lại che lụa trắng trên khuôn mặt khảm nạm một đôi chân châu đen bình thường mắt lúc này nàng xem hướng trung niên nhân trong mắt không chứa nửa điểm cảm tình đồng dạng lạnh lùng nói thân ban chủ ngươi yên tâm đi chỉ cần là hàng thật tiền tự nhiên không thể thiếu ngươi nói xong nàng thẳng đi tới trước giường nhìn kia trương chính mình thiên tư vạn nghĩ tuấn nhang, hai tay khẽ vuốt đi lên, thiệm trà một cái, ở không có phát hiện dịch dung dấu vết lúc, này mới thực sự thở vào nhẹ nhõm, hắn còn là trở lại bên cạnh nàng. Quay đầu lại, trong mắt nàng có chút tiếu ý, thân ban chủ quả nhiên thân thủ còn gì nữa, vậy mà tài năng ở cao thủ trọng trọng phòng bị dưới bắt hắn cho lén ra đến, cũng không thẹn ta hoa này mười vạn hai ngân. Ta chuẩn bị một chút rượu nhạc, đến, ta kính thân ban chủ một chén, chúc chúng ta lần đầu tiên hợp tác khoái trá. Thân bình minh hai tròng mắt một mị, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, cô nương khách khí, trụ sẽ không tất uống, cô nương còn là vội vàng tính sổ đi. Nữ nhân nũng nịu cười khẽ, vén rụng mạng che mặt, một như khói nhẹ bao phủ bàn tuyệt mỹ dung nhan, cứ như vậy chút nào không đề phòng lộ ở tại thân bình minh trước mặt, nhìn thấy thân bình minh trong nháy mắt như bị định thân pháp định trụ bình thường, hai tròng mắt trói chặt ở mặt mình không buông lúc, nữ nhân lại cười, nhẹ nhàng dựa vào ở thân bình minh cánh tay thượng, đũng niệu nhẹ ngữ đạo, thân ban chủ, ta thích nhất chính là võ công cao cường nhân, không biết thân ban chủ có chịu hay. Không tiếp tục hợp tác với ta. Trước ngực đẩy đà vô tình hay cố ý cọ sát thân bình minh cánh tay, thân bình minh chỉ cảm thấy có một luồng điện lưu đang từ trên cánh tay truyền thấu đến đầu óc của hắn, chính đánh thẳng vào lý trí của hắn, kia mềm mại nói nhỏ, giống như là ma âm xuyên não nhưng hắn cuối cùng một tia lý trí cũng biến mất đại tẩn. Hắn rốt cuộc nhịn không được hấp dẫn, quay người lại, đem kia cụ chủ động dựa vào đi lên ôm hương Nguyễn Ngọc ôm vào trong ngực, một cúi đầu, liền hôn lên nữ nhân môi. Nữ nhân chủ động câu ở vai hắn, vi mở đàn miệng, tùy ý hắn lưỡi xông tới, cùng của nàng đinh hương tiểu dây dưa. Trong lòng nàng đang đếm ngược. Thập, cửu, bát, thất. Tam, nhị, một, đương nàng đếm tới một thời gian thân bình minh thân thể mềm ngã xuống sẽ không còn nhúc nhích nữ nhân ngồi xổm người xuống nhìn thân bình minh kia trừng lớn hai tròng mắt cười lạnh nói nhân nói chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu ngươi cũng coi như không có nhục nhĩ hảo sắc quỷ danh hiệu hạ một đời nhưng muốn thu lại một chút nói xong nàng từ trong ngực lấy ra một bình nhỏ mở ra nắp bình đem bên trong dịch thể ngã vào thân bình minh trên người một trận khói nhẹ bốc lên, thân bình minh thi thể lập tức hóa thành một bãi hữu thủy. Nữ nhân cười cười, đang muốn xoay người lại, liền nghe đến phía sau truyền đến một câu mang theo đau lòng lời, khói nhẹ, ngươi thế nào biến thành cái dạng này. Trong tay cái bình, bá, một tiếng phủng rơi ở dưới đất, cái bình lý thẳng dư dịch thể văn đến trên đùi của nàng, trầm khói nhẹ còn chưa có cảm giác được đau đớn, lập tức cảm giác chân thượng thấp một đoạn, cả người mất đi cân bằng, bỗng nhiên ngã ở dưới đất hảo có chết hay không, vừa lúc trụng đến kia thang hũ trong nước. Một cổ rất nhỏ, tư tư, tiếng vang, trầm khói nhẹ nhìn tới thân thể của mình bắt đầu từng chút từng chút thối rửa, lập tức hoảng sợ hô lên, trầm hương, trầm hương, mau cứu ta. Vang cầu ngươi, mau cứu cứu ta. Hoa trầm hương đóng chặt mắt, khói nhẹ, thiên làm bậy, do nhưng thứ cho, tự mình gây ra tai vạ, không thể sống nổi. Nói xong, hắn bối quay người sang trầm khó nhẹ kia trương mỹ lệ mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn khởi đến, thê lương gào thét đạo: hoa trầm hương, dù cho ta chết, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta sẽ hóa thành ác quỷ, cả ngày lẫn đêm cuốn quít lấy ngươi, vĩnh viễn nhượng ngươi không được sống yên ổn. câu nói sau cùng nói xong, nàng cả người cũng rốt cuộc hóa thành một bãi hủ thủy, hài cốt không còn. chuyển vần, báo ứng khó chịu, đây chính là nàng trầm khó nhẹ báo ứng a. nhưng vào lúc này cửa lớn bị người xông khai, vào cũng không phải trầm khói nhẹ nhân, mà là một uy phong lẫm liệt trung niên tướng lĩnh. Hắn vừa vào cửa liền quỳ xuống, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, xin hoàng thượng thứ tội. Đứng lên đi. Hoa trầm hương vất vất tay, trầm giọng hỏi. Một vân, ở đây tất cả đều xử lý tốt. Một vân chấp tay trả lời. Hồi hoàng thượng, ở đây mọi người đẳng đã toàn bộ giam, đẳng áp tải quân doanh lại chờ đợi xử trí rất tốt hiện tại trong quân doanh có thể có khác thường bác vương gia còn coi cự hồi hoàng thượng bác vương gia chính xung quanh đang tìm bác vương phi những chuyện khác tình mạc tướng còn tạm thời có thể khống chế ở rất tốt đi chúng ta rút quân về doanh mang theo kỵ binh nhẹ tinh binh chúng ta đi nghênh tiếp hoàng hậu nương nương về nước tuân mệnh một tướng quân chúng ta đợi lâu như vậy hoàng hậu nương nương thế nào còn chưa tới a à? Một phó tướng nhỏ giọng hỏi một lôi, lại tao đến một lôi một ký mắt lạnh, khi dũng tướng lập tức không dám lại lên tiếng, trong lòng lại phỉ ngữ, ta bất quá chính là muốn nhìn một chút danh khuynh thiên hạ hoàng hậu nương nương rốt cuộc trường cái dạng gì sao? Vậy mà có thể làm cho hoàng thượng bỏ qua toàn bộ hậu cung, quý vị thiên tử lại tình nguyện trở thành nàng đông đảo phu quân trung một, toàn bộ trong quân doanh, ôm hắn như vậy lòng hiếu kỳ cũng không chỉ hắn một. Đúng vào lúc này, đại lộ kia tức khắc rốt cuộc chậm rãi xuất hiện một đoàn xe bóng dáng, tiệm đi tiến gần, hoa trầm hương cũng nhịn không được nửa phi ngựa chạy vội quá khứ. Nhìn chủ tử đô ra roi thúc ngựa xông tới, một vân chờ người kia còn dám lãnh đạm, vội vàng vỗ ngựa thí, một cái cấp đuổi theo. Thất! Song phương nhân mã mặt đối mặt đứng lại, hoa trầm hương cười vang chắp tay đón chào, trẫm là tới tiếp hoàng hậu, hoan nghênh hoàng hậu của trẫm về nước. Tần thiếu dương mặt như nhau dĩ vãng lạnh giá, cùng hoa trầm hương liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu chắp tay đáp lễ, thiếu dương thấy qua hoàng thượng. Thỉnh hoàng thượng hơi chờ một lát, thiếu dương đi bẩm báo công chúa một tiếng. Bọn họ mặc dù là bằng hữu, là có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống biết đã, đảng loại này đưa dê vào miệng cọc cảm giác, còn là nhượng tần thiếu dương cảm giác được một tia không vui, nhưng cũng không thể không dựa vào lễ hành sự, tần thiếu dương thúc ngựa tới quân phi vũ bên cạnh xe ngựa cung kính bẩm báo khởi bẩm công chúa thương ngô quốc hoàng thượng thân tự tới nghênh tiếp công chúa đại giá chính ở tiền phương chờ quân phi vũ lập tức theo giường thượng xoay người lên một chút lủi ra vẻ mặt kinh hỷ hỏi thật vậy chăng trầm hương thực sự không có việc gì ta đi xem nói xong liền không nói lời gì nhảy xuống đất nàng trái lại một chút việc cũng không có lệ sợ đến xung quanh nam nhân thanh gương mặt, nhìn thấy nàng rất cái mang thai hướng phía hoa trầm hương chạy như bay mà đi thân ảnh, cũng nhịn không được than nhẹ một tiếng, đều nhanh làm nương người, sao còn tượng cái không lớn lên oa như nhau đâu. Hoa trầm hương xa xa liền nhìn thấy quân phi vũ triều hắn phi chạy vội tới, sợ đến hắn lập tức nhảy xuống ngựa, mồ hôi lạnh chảy ròng, đầu ngón chân nhẹ chút mấy cái, người đã bay đến trước mặt nàng, đem nàng lãm ở tại trong lòng, tâm còn đang vì nàng lỗ mãn mà kinh hoàng. Tiểu vũ, ngươi muốn hù chết ta sao? Bụng đô lớn như vậy, còn dám chạy bộ. Vạn nhất ngươi có chút gì sự, ai tới phụ này trách? Hoa trầm hương nói xong, ánh mắt sắc bén đảo qua theo sát mà đến tầng thiếu dương chờ người trên người. Tầng thiếu dương chờ người tự biết đối lý, mỗi người rủ xuống con ngươi không nói lời nào. Quân phi vũ nhẹ đập một cái hoa trầm hương, nũng nịu nhẹ thận đạo. Được rồi, ngươi cũng đừng trách bọn họ, đô là lỗi của ta có được không? Là ta thái nóng ruột thấy ngươi thôi. Hoa trầm hương bất đắc dĩ nhìn nàng, ngươi nha, thật lấy ngươi không có biện pháp. Đi, ta cùng ngươi ngồi xe. Nói xong, một không lưng liền đem nàng bế lên, trực tiếp vượt qua vẻ mặt lạnh giá mạch thiên hàng, về tới trên xe ngựa, vẫn đang đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực, một khắc cũng không chịu đem nàng buông. Thiên hàng, khởi giá đi đương xe ngựa chậm rãi lái vào vô tinh thành phủ thành chủ lúc, mọi người hô to, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng hậu nương nương kiền tuổi thiên kiền tuổi. Hoa trầm hương còn là ông quân phi vũ xuống xe, hắn thật hận không thể cứ như vậy ôm một đời cũng không buông tay. Nhìn dưới đất quỳ mãn đầy đất mọi người, khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt hồi phục uy nghiêm, bình thân. Cuối đầu thời gian, hắn lại là vẻ mặt dịu dàng, tiểu vũ, lâm thời mới để cho nhân thanh lý một chút phủ thành chủ, tạm thời ủy khuất ở này ở thượng một đêm, chúng ta lại về kinh. Quân phi vũ nhật nhạt cười, không có việc gì. Chỉ cần có các ngươi ở bên cạnh ta, ở nơi nào ta đô không sao cả. Nghe thấy quân phi vũ trong lời nói, các ngươi, hoa trầm hương cắn răng ở bên tai nàng nhỏ tiếng một câu, tiểu, vũ nhi, tới thương ngô quốc. Ngươi vị hoàng hậu này nương nương có thể hay không cho trẫm một chút mặt mũi? Quân phi vũ ăn cười nói. Ta là có thể cho ngươi mặt mũi, sợ rằng có chút nhân không vui nha. Hoa trầm hương theo tầm mắt của nàng nhìn lại, quả nhiên thấy nhiều sông mang theo sát khí hai tròng mắt chăm chú khóa ở trên người của hắn, thấy hắn lá gan phát lạnh, chỉ có đem trong lòng gia nhân nhi ôm càng chặt hơn, rất sợ sau một khắc liền bị người khác cấp đoạt đi. Cũ vạn, xin lỗi. Lại càng chậm, gần đây ngày đêm đảo lộn, ban ngày căn bản viết không được tự, chỉ có buổi tối viết, luôn luôn nghĩ ở 12 điểm tiền đuổi ra đến, lại luôn luôn lùi lại, âm mưu xong, rốt cuộc muốn chuẩn bị sinh con, trống trống, lười lười thêm dầu. Ngẫu nhất định phải nỗ lực. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.